siêu cấp cường giả, Bùi Đông Lai. Tập 6. Vào lúc giữa trưa khi ánh nắng mặt trời cay độc thiêu đốt nhân gian, cỗ xe của Liêu Ninh có giấy phép được một xe cảnh sát đi trước mở đường, chạy về hướng sân bay. Bên trong ô tô, Tần Tranh vừa mới chấm dứt hội nghị trọng yếu đang xoa huyệt thái dương mà bên cạnh hắn Tần Đông Tuyết đang cầm một quyển sách chăm chú đọc. Ước chừng nửa giờ sau, ô tô đến sân bay, tài xế dừng ô tô lại giao chìa khóa cho một người tài xế khác, sau đó cùng Tần Tranh, Tần Đông Tuyết tiến vào sân bay. Hắn thủy chung vẫn duy trì khoảng cách một thước trước sau với hai người, ánh mắt hắn cảnh giác quan sát xung quanh, đảm bảo chắc chắn không có sai sót nào. Thân là vệ sĩ nổi bật nhất, hắn đã làm vệ sĩ cho Tần Tranh 5 năm, trong vòng 5 năm không có xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn. Tất cả chuyện này, trừ bỏ nước Cộng hòa Bình Yên Hơ bên ngoài, cũng bởi vì Tần gia ở quốc nội có địa vị quá mức to lớn không ai dám vuốt râu cọp. Thân là người đứng trên đỉnh kim tự tháp quyền lực của nước Cộng hòa, Tần Tranh không chỉ dùng máy bay riêng mà cho dù hắn còn muốn quân đội dùng máy bay trực thăng hộ tống hắn về Yên Kinh cũng không phải là không thể được. Bất quá hắn luôn luôn trầm ổn, không thể nào làm ra loại chuyện này. Hôm nay cũng như thế, hắn dựa theo quy định, dẫn theo Tần Đông Tuyết đi vào khoang hạng nhất trên máy bay, cũng không có bởi vì muốn nổi bật mà đặt hết mấy vé xung quanh. Nói chung có thể ngồi khoang hạng nhất đều là những nhân vật có thân phận. Khi hành khách trên khoang hạng nhất nhìn thấy Tần Tranh cùng Tần Đông Tuyết thì đều ngẩn ra. Bọn hắn cũng xem như là không có chuyện gì, lặng yên ngồi tại chỗ của mình. Đối với bọn họ mà nói bọn họ rất muốn cùng Tần Tranh chào hỏi, làm quen chỉ là lý trí nói cho bọn họ biết, Tần Tranh không phải là người bọn họ có thể nịnh bợ. Tại chỗ ngồi, Tần Tranh từ chỗ lái xe kiêm bảo tiêu lấy một sấp văn kiện, mà Tần Đông Tuyết như trước kia cầm cuốn tác phẩm Anh Văn nổi tiếng chăm chú đọc. Nhìn thấy bộ dạng im lặng của Tần Đông Tuyết, Tần Tranh khóe miệng khẽ nở một nụ cười hiếm khi thấy, đồng thời cũng thở dài nhẹ nhõm. Đối với Tần Tranh mà nói khi hắn nhận được điện thoại của Lão Gia Tử, biết ở tiệc đại thọ thì Diệp Lão Gia Tử đã nói đến việc hôn nhân, nhưng mà sau khi biết được tâm ý của Tần Đông Tuyết thì Tần Tranh luôn bất ổn, không yên lòng. Hiện giờ thấy bộ dáng yên lặng của Tần Đông Tuyết, Tần Tranh có thể khẳng định Tần Đông Tuyết đã hoàn toàn chấp nhận đề nghị của hắn, sẽ không cự tuyệt Diệp gia. Bùi Vũ Phu, 20 năm trước ta bại trên tình trường bởi ngươi, hiện giờ con của ngươi lại là tù binh của nữ nhi của ta nhưng cũng không dễ dàng gì bởi vì con của ngươi chẳng những phải đối mặt với Tần gia mà còn phải đối mặt với Diệp gia. Đồng thời vui mừng, Tần Tranh lại một lần nữa nhìn lại đống văn kiện, đồng thời thầm nghĩ trong lòng. Bất quá, bản thân ta thật là muốn biết con của ngươi sẽ đạt đến một loại trình độ nào. Nhận thấy được Tần Tranh khóe miệng khẽ cười. Một tia xin lỗi chợt lóe qua trong mắt của Tần Đông Tuyết. Cha tuy rằng hắn rất tin tưởng con, nhưng cha không có nghĩ qua đối với nam nhân kiêu ngạo mà nói thì hai chữ danh dự lại có trọng lượng như thế nào. Cha, thực xin lỗi, con đã lừa cha. Nàng tự nói với cha mình ở trong lòng. Ở Yên Kinh, trên cổng lầu dọc theo con đường phía bắc Trường An dài vài trăm thước ở đó có một loạt cây xanh treo đèn lồng đỏ làm nổi bật hắn lên. Bên ngoài hồng tường, người đi đường chụp hình xung quanh làm kỷ niệm. Bên trong hồng tường, không khí trang nghiêm, là đại biểu quyền lực tượng trưng cho hoàng gia. Sau buổi trưa, một chiếc xe Audi A6 bị nhân viên bảo vệ của hoàng gia Lâm Viên ngăn lại. Rất nhanh cảnh vệ kiểm tra bên trong xe xác định không có gì khác thường, sau cùng cho qua. Thấy cảnh vệ cho đi, một gã thanh niên ăn mặc trí thức khí độ bất phàm bên trong xe khởi động ô tô chạy nhanh vào khuôn viên hoàng gia nơi mà người thường cả đời cũng không được tiến vào. Hắn đối với chỗ tượng trưng cho quyền lực cùng quang vinh vô thượng này cũng không tỏ ra vẻ xa lạ gì. Bởi vì tên hắn là Diệp Tranh Vanh. Hắn là đế đô được người ta gọi là Diệp Đại Thiếu. Đồng dạng mọi người cũng biết hắn là người kế nối nghiệp của Diệp gia. Có ông nội quyền cao chức trọng. Vì thế, thân là Diệp Đại Thiếu gia hắn hàng năm đều có cơ hội tiến vào Hoàng gia Lâm Viên. Bên trong thư phòng của biệt thự Thanh Tùng, người cầm đầu Diệp gia quyền cao chức trọng Diệp Thạch buông văn kiện trong tay xuống. Cho đến nay hắn đều cảm thấy hài lòng với biểu hiện của trưởng tôn của mình, đồng thời cũng mất rất nhiều tài nguyên để giúp đỡ cho Diệp Tranh Vanh. Mà hôm nay Diệp Tranh Vanh lại đột nhiên đường đột chạy đến Thanh Tùng Viên, điều này làm cho Diệp Thạch đối với hành động của Diệp Tranh Vanh hơi bất mãn. Đồng dạng cũng nghi hoặc là vì sao Diệp Tranh Vanh lại đến tìm mình. Ước chừng 10 phút sau ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, Diệp Thạch lấy lại bình tĩnh trầm giọng nói. Vào đi. Cót két.
Một tiếng động nhỏ vang lên, sau đó Diệp Tranh vanh đẩy cửa bước vào, khuôn mặt uy nghiêm đã mơ hồ lộ ra vài phần xin lỗi. Thực xin lỗi, ông nội, ảnh hưởng đến công tác của người. Diệp Tranh vanh, cháu có việc gì sao? Diệp Thạch nhíu mày hỏi. Diệp Tranh vanh gật gật đầu, lại không trả lời ngay, mà trước tiên tiến lên rót đầy chén trà cho Diệp Thạch, sau đó mới đứng thẳng tắp ở trước mặt Diệp Thạch nói. Ông nội, hôm qua trong thọ yến của Tần lão thì người có nói đến việc cầu hôn không? Chẳng lẽ cháu không vừa mắt nha đầu của Tần gia? Diệp Thạch nhíu mày lại, ngữ khí hơi lộ bất mãn. Tần nha đầu luận diện mạo, khí chất, năng lực đều là lựa chọn tốt nhất, tuy nói cũng hơi có chút không xứng được với cháu nhưng cũng cực kỳ là tốt, huống chi cháu nên biết, cháu cùng nha đầu của Tần gia kết hôn sẽ được rất nhiều chỗ tốt. Ông nội, Diệp Tần hai nhà kết thông ra chỗ tốt còn tự nhiên rõ ràng. Diệp Tranh vanh nói xong, trong mắt hiện lên một tia quang mang khác thường. Ý của con là có thể đem chuyện này chậm lại. Vì cái gì? Diệp Thạch ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tranh vanh, trầm giọng hỏi. Hiển nhiên biểu hiện của Diệp Tranh vanh ngày hôm nay khiến hắn không hài lòng, hắn cần Diệp Tranh vanh cho hắn một câu trả lời hợp lý. Tần Đông Tuyết tối qua gọi cho con, nàng nói nàng còn nhỏ không muốn sớm đeo hôn ước lên lưng, nàng muốn đợi sau khi tốt nghiệp xong mới bàn đến chuyện hôn ước. Diệp Tranh vanh sắc mặt bình tĩnh giải thích. Ông nội, Tần lão hẳn là còn không biết chuyện này. Mặc dù Diệp Tranh vanh ngữ khi nói chuyện bình tĩnh, nhưng Diệp Thạch đã nhận ra Diệp Tranh vanh đang rất tức giận. Bởi vì hắn nhìn thấy Diệp Tranh vanh lớn lên từ nhỏ, hắn hiểu Diệp Tranh vanh rất rõ. Xuất thân từ Diệp gia, Diệp Tranh vanh cực kỳ kiêu ngạo, thậm chí có thể nói là một người tự phụ. Nhưng mà trong trường hợp này hành động của Tần Đông Tuyết không thể nghi ngờ là khiến cho Diệp Tranh vanh nhục nhã, hoặc có thể nói là khiêu khích. Ta hiện tại tìm Tần Hoài An nói chuyện một chút, xem hắn dạy dỗ cháu gái như thế nào. Khóe mắt Diệp Thạch cơ hồ nhảy dựng lên, trong con người cũng hiện lên một tia tức giận. Ông nội, xin người đừng vội tìm Tần ra gây áp lực, bởi vì con muốn Tần Đông Tuyết thật lòng ưng thuận muốn lấy con. Nói tới đây Diệp Tranh vanh thoáng tạm dừng. Bộ dáng vốn đang bình thản rồi đột nhiên biến đổi, làm cho người ta cảm thấy một cỗ tự tin cùng cuồng ngạo. Phải cho người của Tần gia mở miệng cầu hôn. Tốt. Nhận thấy được quyết tâm của Diệp Tranh vanh, Diệp Thạch trầm ngâm một lát rồi đáp ứng thỉnh cầu của Diệp Tranh vanh. Cảm ơn ông nội. Diệp Tranh vanh hướng về phía Diệp Thạch bái một cái thật sâu, sau đó thấy Diệp Thạch không nói gì lặng yên rời đi. Tần Đông Tuyết, ngươi vì một tên nghiệt chủng mà cự tuyệt ta. Ta sẽ cho ngươi biết hành vi của ngươi ngu xuẩn biết bao nhiêu. Ra khỏi biệt thự tượng trưng cho quyền lực, thân phận, khuôn mặt tuấn mỹ của Diệp Tranh vanh có vẻ hơi dữ tợn, giọng nói băng lãnh khiến người ta không rét mà run. Đối với hết thảy chuyện này Bùi Đông Lai cũng không biết rõ. Ngay khi Diệp Tranh vanh rời khỏi Hoàng gia Lâm Viên, Bùi Đông Lai cùng Bùi Vũ Phu ngồi trên chiếc xe taxi cũ nát đi tới nhà ga. Sau khi Bùi Đông Lai cùng Bùi Vũ Phu thương lượng qua, sau đó quyết định hôm nay đi Đông Hải trước. Qua tử, người đừng có đi tiễn con. Xuống xe Bùi Đông Lai lưng đeo bao lớn, đứng trước mặt Bùi Vũ Phu nhìn khuôn mặt quen thuộc đầy râu ria, ra vẻ thoải mái cười nói. Ly biết rất thương cảm, một khi ta khóc, thì khuôn mặt này sẽ dọa chết người đấy. Bùi Vũ Phu không lên tiếng, chỉ ngây ngô cười. Con đi đây. Bùi Đông Lai cười như cũ nhưng thanh âm có chút khàn khàn. Bùi Vũ Phu trầm mặc như trước, bất quá cũng nhẹ nhàng vỗ bả vai Bùi Đông Lai một cái. Nguyên bản chỉ là một cái chụp nhẹ nhưng Bùi Đông Lai lại cảm thấy trên vai chuyển đến cảm giác nặng trịch. Là bởi vì tình thương của cha dày nặng. 20 phút sau, chiếc máy bay từ Trầm Thành đến Yên Kinh hạ cánh đúng giờ xuống sân bay. Đồng thời, lúc Bùi Đông Lai vừa mới lên xe lửa thì nhận được một cái tin nhắn. Bùi Đông Lai, em ở Yên Kinh chờ anh. Đọc xong tin nhắn này, Bùi Đông Lai cất điện thoại vào rồi đưa ánh mắt nhìn ra ngoài. Trên sân ga trong cái biển người mênh mông, một nam nhân bị thương một chân ăn mặc lôi thôi, râu ria tua tủa đứng thẳng như một cây thương. Đột nhiên nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia, Bùi Đông Lai không khỏi ngẩn ngơ. Bùi Vũ Phu nhếch môi, lộ ra chiếc răng nanh hơi úa vàng, nụ cười ngây ngô 18 năm nay không hề thay đổi. Qua tử ngốc. Bùi Đông Lai cười mắng một câu, nhẹ nhàng lau hốc mắt. Một tiếng còi chói tai vang lên, xe lửa khởi động, thân ảnh Bùi Vũ Phu dần lùi lại phía xa. Đông Lai xuôi nam. Ở rất nhiều buổi lễ tốt nghiệp đại học, nhân viên lãnh đạo nhà trường đều đưa ra một bài giảng về kế hoạch nhân sinh.
Rất nhiều người nhớ kỹ bốn chữ này sau đó lập một kế hoạch đơn giản. Nhân tài trên thị trường luống cuống mở mịt, bình thường không có tiếng tăm gì thì bị lạc mình ở nơi phồn hoa đô thị. Giá hàng cao, giá phòng cao, một tiết tấu nhịp nhàng. Sự thật giống như một khách làng chơi vô tình, thoảng qua trong lòng bọn hắn. Cái này cũng trực tiếp làm cho bản kế hoạch to lớn trong lòng hóa thành bọt nước, kế hoạch nhân sinh lúc trước không biết ném vào góc nào, không hề nghĩ đến nữa. Trước khi Bùi Đông Lai có linh hồn tiêu phi tiến vào thân thể mình, thì hắn cũng có kế hoạch cuộc đời của mình. Mục tiêu của hắn là cố gắng thì được đại học, thuận lợi lấy được chứng nhận tốt nghiệp sau đó bắt đầu vật lộn, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất mua cho tên què Bùi Võ Phu một cái phòng nhỏ ở thành phố cưới một cô gái có thể không xinh đẹp, không giàu có, nhưng lại là một nữ nhân hiền lành. Sau khi gặp được Tiêu Phi và tiến hành trao đổi, kế hoạch nhân sinh của Bùi Đông Lai đã yên lặng thay đổi, hắn không có nghĩ qua có thể một bước lên trời là niềm tự hào của cả Trung Quốc như Tiêu Phi nói. Những thứ đó rất xa xôi, hắn chỉ muốn từng bước một, từ từ đi tới. Khi kế hoạch nhân sinh thay đổi, hắn lập kế hoạch bắt đầu từ giai đoạn dung hợp linh hồn Tiêu Phi, trải qua một số sự tình đem thế giới này hiểu biết càng thêm rõ ràng, chờ đợi giai đoạn thứ hai dung hợp thành công sau đó mới tiếp tục lo lắng những bước cụ thể tiếp theo. Hắn sở dĩ đi Đông Hải trước cũng là vì việc này. Đối với hắn mà nói, đời này trừ lần đi theo tên què ra khỏi núi lớn tới Trầm Thành cũng với trước đó không lâu đã đi một chuyến tới ngoại Đại Liên, thì cơ hồ hắn không ra ngoài bao giờ. Về phần một mình đi ra khỏi nhà lại càng giống như con gái nhà lành lần đầu tiên bước lên kiệu hoa. Một ngày một đêm sau, Bùi Đông Lai ngồi trên chiếc xe lửa đầu có chữ ca đã tới nhà ga Đông Hải đúng giờ. Xuống xe lửa, mặc một bộ trang phục giá rẻ, lưng đeo một cái túi lớn theo sau đám người ra ngoài. Ra ngoài nhìn cái quảng trường nhà ga to như vậy, một đống các nhà cao tầng cắm thẳng lên trời cùng một đám đông mờ mịt. Bùi Đông Lai không giống như rất nhiều người khác cưỡi xe công vụ hoặc là đi xe riêng mà lưng đeo bao lớn đi bộ không mục đích. Ở nhà ga thỉnh thoảng có thể thấy dân công lưng đeo túi ni lông, thế nên cách ăn mặc và đồ đạc của Bùi Đông Lai cũng không khiến cho người khác chú ý. Chỉ là Bùi Đông Lai lưng đeo bọc lớn màu đen đi ra khỏi quảng trường nhà ga đi bộ dưới ánh nắng chói chang đến cuối ngã tư đường thì thường thường sẽ hấp dẫn một số ánh mắt của mọi người. Đối với ánh mắt tò mò của mọi người, Bùi Đông Lai không để ý đến, hắn từng bước đi tới cảm nhận hơi thở của tòa thành thị này. Không biết đi bao lâu rồi, khi Bùi Đông Lai đang đi ngang qua dưới một tòa nhà cao tầng đột nhiên nghe một tiếng ong ong vang lên. Âm thanh thình lình vang lên, làm cho Bùi Đông Lai dừng bước lại nhìn. Nhìn thấy rõ ràng một chiếc xe thể thao hoa mỹ đang lao như bay về phía hắn. Thấy một màn như vậy, Bùi Đông Lai trước tiên hướng một bên đi tới. Cùng lúc đó, lái xe không thể nào không phanh lại, lốp ô tô cùng mặt đất ma sát một trận kịch liệt, truyền ra một trận âm thanh chói tai, trên mặt đất để lại một cái dấu vết lốp xe rõ ràng. Bị điếc hay là muốn chết hả? Bùi Đông Lai sau khi tránh thoát chiếc xe vốn muốn rời đi, chỉ là không được như hắn mong muốn. Hắn chỉ mới bước được nửa bước cửa xe mở ra, một gã thanh niên ăn mặc lịch sự, diện mạo không tầm thường từ bên trong đi ra, hướng tới Bùi Đông Lai mà mắng. Ngạc nhiên nghe tiếng mắng của người thanh niên này, Bùi Đông Lai nhẹ nhíu mày không để ý đến. Tên hai lúa, ngươi không nghe thấy lão tử nói gì sao? Mắt thấy Bùi Đông Lai không để ý đến mình, tên thanh niên cơn tức càng đậm, sau khi nói xong liền đi tới chỗ Bùi Đông Lai tựa hồ muốn cùng Bùi Đông Lai động thủ. Nhận thấy như vậy, Bùi Đông Lai dừng lại, quay đầu lại sắc mặt bình tĩnh nhìn tên thanh niên, không hề hé răng. Chồng, anh mà lại muốn cùng với một tên hai lúa phân cao thấp sao? Có lẽ là biết tên thanh niên chuẩn bị động thủ hành hung Bùi Đông Lai, một cô gái ăn mặc gợi cảm từ trên xe đi xuống, ngạo mạn liếc mắt nhìn Bùi Đông Lai một cái, cảm giác giống như cùng Bùi Đông Lai động thủ là một việc là rất hạ đẳng. Đối với rất nhiều nam nhân mà nói, bọn hắn rất thích ở trước mặt nữ nhân mà thể hiện. Tên thanh niên trước mặt này cũng vậy. Nguyên bản chứng kiến Bùi Đông Lai dừng bước lại, không chút sợ hãi nhìn hắn, hắn theo bản năng đi chậm lại. Lúc này nghe thấy nữ nhân của hắn nói như thể lại càng như đổ dầu vào lửa, hắn càng thêm nổi giận. Ngươi giả câm điếc với lão tử phải không? Nơi này hình như là bãi đỗ xe, không phải là khu đua xe. Bùi Đông Lai nheo mắt lại ôn hòa nói. Ta là hai lúa thì sao, ngươi cảm thấy như vậy không được à? Bùi Đông Lai lúc này mới mở miệng, không đợi tên thanh niên mở miệng, cách ăn mặc của hắn rõ ràng cũng làm cho cô gái kia có chút khó chịu,
ở nàng Bùi Đông Lai thật sự không có cảm giác giống như nhân dân ở tầng chót. Trời, hắn đích thực là có biết xấu hổ hay không? Cô gái mở miệng lần nữa, làm cho tên thanh niên ở một bên hoàn toàn nổi giận, khi nói chuyện cũng tiến tới gần chỗ Bùi Đông Lai. Ngươi muốn tìm cái chết, ta liền thành toàn cho ngươi. Bùi Đông Lai tuy rằng cảm thấy tên thanh niên này không nên ở đây mà phóng xe nhanh như vậy, nhưng lại cảm thấy cùng với tên thanh niên này dây dưa không có ý nghĩa. Hiện giờ thấy tên thanh niên này như vậy cũng là bởi vì có nữ nhân ở bên cạnh hóc môn giống được cần chỗ phát tiết, thế nên mới muốn động thủ với mình, lập tức nheo mắt lại, bỏ ba lô xuống. Bên tai vang lên tiếng Bùi Đông Lai nói, đồng thời nhìn thấy khuôn mặt bình tĩnh của Bùi Đông Lai, tên thanh niên theo bản năng đi chậm lại mà cô gái bên cạnh hắn theo bản năng nhìn thấy Bùi Đông Lai đứng ở phía trước giữ chặt tay tên thanh niên, chột dạ nói. Chồng, quên đi. Cùng tên hai lúa này phân cao thấp thật sự rất mất mặt, chúng ta đi thôi. Tên hai lúa, mẹ nó sau này đi đường chú ý một chút, nếu không bị người ta đâm chết bồi thường ngươi mấy chục vạn cũng không có mạng mà hưởng đâu. Nhìn tư thế muốn động thủ cậu Bùi Đông Lai cũng làm cho tên thanh niên trong lòng có chút chột dạ, bất quá ở trước mặt nữ nhân, nhất là trước mặt mỹ nữ, hắn phải cố ra vẻ không sợ, hắn một bên vừa đi một bê còn không quên hướng tới Bùi Đông Lai mắng. 3. Không trả lời mà Bùi Đông Lai bước lên phía trước. Mắt thấy Bùi Đông Lai bước một bước lên phía trước, cho bụi trên đất văng khắp nơi, thanh âm như sấm rền, tên thanh niên biết đụng phải tấm sắt cứng, sắc mặt điên cuồng biến đổi, như chuột thấy mèo, kinh hoàng mở cửa xe nhảy lên. A! À, cùng lúc đó cô gái cũng bị hành động của Bùi Đông Lai làm cho hoảng sợ, chiếc giày cao gót dưới chân vừa lệch, ngã xuống đất, phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Tên thanh niên vốn nghĩ cô gái có thể bước nhanh lên xe bọn hắn có thể nhanh rời khỏi nơi này, lúc này nhìn thấy cô gái ngã nhào trên mặt đất thiếu chút nữa tức giận mà ngất đi, nhịn không được hô to. Lên xe! Chồng, em bị trật chân rồi. Cô gái ngồi dưới đất, đưa tay vuốt chân, mang theo vài phần khóc nức nở nói. Tên thanh niên nghe thấy cô gái nói vậy lại quay sang nhìn Bùi Đông Lai thấy hắn không có tiếp tục đi tới, mới cố gắng xuống xe kéo cô gái lên. Ngươi dám xuống xe ta cắt đứt một chân của ngươi. Bùi Đông Lai thấy tên thanh niên chuẩn bị xuống xe, mở miệng lần nữa, sắc mặt bình tĩnh, ngữ khí không thể nghi ngờ. Tên hai lúa ngươi. Tên thanh niên một chân vừa đặt xuống mặt đất, ngạc nhiên nghe thấy Bùi Đông Lai nói như thế, tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt cũng không dám kêu gào như trước kia. Không tin chúng ta thử xem. Bùi Đông Lai nói xong từ từ đi tới chỗ tên thanh niên. Tiểu tạp chủng ngươi giỏi lắm. Ngươi chờ đó cho ta. Mắt thấy Bùi Đông Lai lại đi tới, tên thanh niên bị dọa biến sắc, vội vàng co chân lên, đóng cửa xe chuẩn bị nổ máy rời đi. Chồng, chồng. Cô gái thấy tên thanh niên mặc kệ nàng chuẩn bị rời khỏi, sợ tới mức hoa dung thất sắc, thét chói tai không dứt. Ông. Tên thanh niên không dám dừng lại, mà bỏ lại cô gái một mình, hốt hoảng mà chạy. Ngươi muốn làm gì? Không được đến đây. Ngươi dám đến đây ta sẽ gọi cảnh sát. Tên thanh niên vừa đi cô gái theo bản năng liền nghĩ tới điều gì, bị dạo tới mức sắc mặt trở lên xanh nhợt hai tay che trước ngực, liên tiếp lùi về phía sau. Có cho ta cũng không thèm loại như ngươi. Bùi Đông Lai xoay người xách ba lô lên, đi nhanh rời đi, từ đầu đến cuối không có liếc mắt nhìn cô gái kia một cái chỉ có lời nói châm chọc vang lên. Bên tai quanh quẩn tiếng nói hết sức vũ nhục của Bùi Đông Lai. Nhìn thân ảnh cao ngạo của Bùi Đông Lai cô gái tức giận đến cả người run rẩy, lại không dám mở miệng chửi lại. Tương phản, miệng của nàng kẹp đến so với hai chân còn nhanh. Mặt trời dần dần hạ xuống phía sau đỉnh núi, ánh chiều ta chiếu khắp mặt sông Hoàn Phổ hùng vĩ giống như mặt nước được khoác thêm một chiếc áo khoác màu vàng. Bên ngoài thành phố phồn hoa Bùi Đông Lai đứng ở bờ sông Hoàng Phổ đã bị ô nhiễm, ngắm nhìn mặt sông rộng lớn suy nghĩ xuất thần. Hắn không khỏi nhớ tới đã từng thấy trong một quyển sách nhắc tới, rất nhiều người có dã tâm trong thời kỳ Đông Hải đang phát triển bị người ta ném vào sông Hoàng Phổ cho cá ăn, xương cốt cũng không còn. Bởi vì đang lúc hoàng hôn bên ngoài bờ sông cũng không có mấy ai đi lại. Mỗi người khi đi qua bên cạnh Bùi Đông Lai đều không nhịn được đưa mắt nhìn hắn. Dưới trời chiều bọn hắn nhìn thấy một thân ảnh gầy yếu, nhìn qua chỉ thấy chiếc ba lô màu đen, còn có khuôn mặt sạch sẽ khẽ hé ra. Không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của người đi đường, không biết bao lâu Bùi Đông Lai lấy ra một chiếc điện thoại Nokia kiểu cũ bấm số gọi đi. Thật lâu sau từ trong ống nghe vang lên một âm thanh mang theo vài phần bình dị gần gũi. Alo,
Ngài khỏe chứ, xin hỏi cổ hiệu trưởng có ở đấy không? Gió nhẹ thổi qua Bùi Đông Lai đứng ở bờ sông giọng nói tương đối tôn kính. Chính là ta đây, ngài là. Đầu bên kia điện thoại, hiệu trưởng trường Đại học Đông Hải cổ Bùi Nguyên mang theo vài phần nghi hoặc hỏi. Hắn sở dĩ nghi hoặc là vì đây là số điện thoại riêng của hắn, người biết được số này không nhiều lắm, hơn nữa toàn là người quen của hắn. Cổ hiệu trưởng ngài khỏe chứ, cháu là Bùi Đông Lai đây. Bùi Đông Lai vẻ mặt bình tĩnh nói. Hai ngày trước Hứa viện trưởng ở Trầm Thành nói cho cháu biết sau khi đến Đông Hải thì gọi cho ngài, cháu hôm nay vừa đến Đông Hải, ngài xem khi nào có thời gian, cháu sẽ đi đến gặp ngài. Đông Lai, cháu đang ở đâu? Đầu bên kia điện thoại của Bùi Nguyên sau khi nghe thấy cái tên Bùi Đông Lai đầu tiên thì ngẩn ra, sau đó trái tim vốn chịu đủ phong sương thì phá lệ mà run lên, ngữ khí có vẻ hơi kích động. Bên ngoài, nhận thấy được ngữ khí của cổ Bùi Nguyên dao động, Bùi Đông Lai mơ hồ có chút nghi hoặc nhưng lại thật thà đáp. Cháu ở đấy chờ ta sẽ trực tiếp tới đón cháu. Đầu bên kia cổ Bùi Nguyên nói xong không quên nhắc nhở nói. Mặt khác cháu chờ điện thoại của ta đến sẽ điện thoại cho cháu. Cổ Bùi Nguyên nhiệt tình ngoài dự đoán của Bùi Đông Lai, hắn nhất thời có chút ngạc nhiên, chờ sau khi lấy lại tinh thần, thì nghe thấy trong điện thoại truyền đến một loạt tiếng tút tút. Hiển nhiên là cổ Bùi Nguyên đã cúp máy. Đối với chuyện này Bùi Đông Lai đành phải cất điện thoại, đi dọc theo bờ sông. Cùng lúc đó, trong một biệt thự đắt tiền, cảnh vật xung quanh cũng rất tao nhã. Cổ Bùi Nguyên với mái tóc bạc, trên mặt đeo kính bước ra khỏi thư phòng, hướng về phía lái xe cậu mình nói. Tiểu Mã lấy xe đi. Cổ hiệu trưởng ngài muốn đi ra ngoài. Lái xe của cổ Bùi Nguyên nghe thấy hắn nói vậy thì không khỏi ngẩn ra. Bởi vì hắn nhớ rõ đêm nay cổ Bùi Nguyên có hẹn với một người ở tại biệt thự. Mà muốn gặp người kia ở Đông Hải, thậm chí có thể nói là hết sức khó khăn. Hiện giờ thấy thời gian hẹn gặp sắp đến, mà cổ Bùi Nguyên lại muốn ra ngoài, hơn nữa bộ dáng hết sức gấp gáp, bảo sao không làm cho tên lái xe của cổ Bùi Nguyên kinh ngạc. Gọi điện thoại cho Liễu Nguyệt, hôm nay ta có việc, hôm khác ta sẽ gặp nàng sau. Cổ Bùi Nguyên dùng một loại giọng điệu không thể nghi ngờ nói. Dạ, tuy rằng không biết sốt cuộc có chuyện gì xảy ra, nhưng tên lái xe của cổ Bùi Nguyên không dám chậm trễ, trước tiên lấy điện thoại ra. Sau đó không đợi hắn gọi điện thoại, bên ngoài vang lên tiếng còi ô tô. Thanh âm thình lình này làm cho tên lái xe của cổ Bùi Nguyên đang định gọi điện thì dừng lại. Bởi vì hắn biết người kia đã đến đây. Đi, cổ Bùi Nguyên đồng dạng cũng biết điều này, hắn hơi trầm ngâm, đi ra ngoài biệt thự trước. Cùng lúc đó cửa sắt lớn của biệt thự mở ra, một chiếc Lincoln xuất hiện ở trước cửa lớn biệt thự. Khi xe dừng lại, một gã đàn ông mặc đồ tây màu đen bước nhanh xuống xe, đi ra mở cửa sau ô tô cúi đầu đón chào. Sau đó cổ Bùi Nguyên cùng gã lái xe nhìn chăm chú, một nữ nhân từ trên chiếc Lincoln đi xuống. Chính xác là một nữ nhân có tiếng tăm ở Đông Hải. Nữ nhân này có khuôn mặt trái xoan hoàn mỹ, đôi lông mày thanh tú cong như là trăng non, mũi cao thẳng. Đôi môi căng mọng mang theo sự hấp dẫn chí mạng. Thân hình của nàng có thể nói là hoàn mỹ, đôi nhũ phong cao vút hình thành một đường cong, hai cái đùi thẳng tắp, bên dưới là một đôi giày cao gót màu đen, khiến cho nhìn nàng có vẻ thon cao. Một nữ nhân như vậy, vô luận đi đến nơi nào, cũng đều sẽ thu hút được sự chú ý của nam nhân trước tiên, hơn nữa còn vô tình khơi mào dục vọng trong nam nhân. Điều kiện tiên quyết là ngươi không nhìn thấy ánh mắt của nàng. Nàng có một đôi mắt vô cùng dọa ngươi, một đôi mắt sách, chính là ánh mắt không có chút nào quyến rũ. Ánh mắt của nàng mang theo vài phần linh tình, sao phần còn lại là sắc bén. Giống như một lưỡi dao bén nhọn, khiến cho người ta bình thường không dám nhìn thẳng, có thể trong khoảng thời gian ngắn đâm thủng bộ mặt giả tạo của ngươi. Gợi cảm, lãnh diễm, là cường thế, tay cầm quyền xanh sát cường thế, khí chất cường thế, làm cho vẻ đẹp của nàng giống như một đóa hoa. Khiến cho người ta không nhịn được mà thèm muốn, đồng thời lại giống như bảo kiếm ra khỏi vỏ, mang theo tính xâm lược sắc bén, khiến cho người ta chỉ dám ở ngoài xa mà nhìn không dám khinh nhờn. Hoa hồng có độc. Đây là hình dung của cả Đông Hải, thậm chí là nam nhân cả nửa bán cầu hình dung như vậy về nàng. Ngài khỏe chứ cổ hiệu trưởng? Sau khi xuống xe, nữ nhân này chủ động hướng tới chỗ cổ Bùi Nguyên mà đi tới, mỉm cười chia tay phải ra. Nguyên bản một mỹ nhân như vậy nếu như cười rộ lên, sẽ là khuynh quốc khuynh thành, nhưng mà, giờ phút này,
nhìn thấy nụ cười trên mặt của nữ nhân này, tên lái xe của Cổ Bồi Nguyên cảm nhận được một cảm giác áp bách không hiểu được. Nữ nhân này có khí thế quá mạnh mẽ. Trợ thủ cọc Cổ Bồi Nguyên sau khi lấy lại được tinh thần không khỏi thầm nghĩ trong lòng như vậy. Cổ Bồi Nguyên bình tĩnh trả lời. Liễu Nguyệt tiểu thư, ta hiện tại có chút việc phải ra ngoài, cô vui lòng hôm khác hãy tới được không? Không biết Cổ hiệu trưởng khi nào thì trở về. Mặc dù Cổ Bồi Nguyên chính tay hẹn gặp nàng lúc trước, nhưng mà giờ này sau khi chính mình đến tận nơi để gặp mặt thì hắn lại muốn đi ra ngoài. Liễu Nguyệt cũng không có biểu hiện ra vẻ ngoài bất mãn, nụ cười trên mặt không hề giảm. Bởi vì nàng biết, lấy địa vị của Cổ Bồi Nguyên ở lĩnh vực kinh tế này đừng nói là nàng, ngay cả một vài lão già ở trên đỉnh kim tự tháp, quyền lực ngập trời như vậy mà hắn cũng không nể mặt chút nào. Đây cũng là đặc tính của học giả. Ta muốn đi đón một người, có thể còn cùng hắn ăn cơm. Cổ Bồi Nguyên cũng không có giấu giếm Liễu Nguyệt. Nghe được Cổ Bồi Nguyên nói vậy, dù là Liễu Nguyệt có một trái tim kiên cường tuyệt đối, hơn nữa chưa bao giờ đem hỉ nộ ái ố biểu lộ ở trên mặt, cũng không nhịn được ngây ngốc một chút. Tất cả chuyện này là vì trong trí nhớ của Liễu Nguyệt, Cổ Bồi Nguyên hết sức quyền uy của khu kinh tế chưa bao giờ chủ động mời người nào ăn cơm. Tương phản là toàn bộ thương giới đều lấy việc có thể mời được Cổ Bồi Nguyên ăn cơm làm vẻ vang, chỉ là cuối cùng chính thức mời được hắn lại ít ỏi không có mấy. Cổ hiệu trưởng, ta biết ở gần bờ sông Hoàng Phố mở một quán cơm hương vị không tệ, nếu như Cổ hiệu trưởng không chê, hôm nay ta mời. Liễu Nguyệt chủ động mới trước nhưng trong lòng hết sức tò mò rốt cuộc là nhân vật thế nào, khiến cho Cổ Bồi Nguyên mời ăn cơm không nói, lại còn phải chủ động đi đón. Cảm ơn hảo ý của tiểu thư, nhưng bữa cơm này ta nhất định phải tự tay mình mời khách. Cổ Bồi Nguyên tựa hồ tâm tình rất tốt, cười cười nói. Vậy được rồi, hôm khác Liễu Nguyệt lại tới, làm phiền Cổ hiệu trưởng vậy. Nghe Cổ Bồi Nguyên nói như thế, Liễu Nguyệt cũng không cưỡng cầu mà là tính toán cáo từ. Thật có lỗi. Cổ Bồi Nguyên hơi biểu thị ý xin lỗi, sau đó không nói lời vô ích, trực tiếp chui vào trong chiếc xe Audi A6, rời khỏi biệt thự. Rốt cuộc là ai có thể làm cho Cổ Bồi Nguyên nhiệt tình như vậy? Đưa mắt nhìn Cổ Bồi Nguyên rời đi, lòng hiếu kỳ của Liễu Nguyệt không khỏi nổi lên. Là ai? 40, sau. Ở một chỗ vắng người có một thiếu niên từ trong núi đi ra, người này chính là người khiến cho đại nhân vật Cổ Bồi Nguyên phải đến đón. Sao thông minh tài trí? Đông Lai đồ ăn có ngon không? Tại một nhà hàng không tính là có cấp bậc cao ở trung tâm chợ Đông Hải, Cổ Bồi Nguyên mời Bùi Đông Lai dùng cơm, Cổ Bồi Nguyên tươi cười hỏi. Đối với Bùi Đông Lai mà nói, hắn đi đến Đông Hải rồi gọi cho Cổ Bồi Nguyên hoàn toàn là bởi vì đã đáp ứng với Hứa Thế Hữu, xuất phát từ lễ phép thế nên trước hết chào hỏi Cổ Bồi Nguyên một tiếng rồi hỏi xem khi nào Cổ Bồi Nguyên rảnh thì tới bái phỏng một chuyến. Nhưng Bùi Đông Lai không có ngờ tới là Cổ Bồi Nguyên sau khi nhận được điện thoại của hắn lại biểu hiện nhiệt tình như vậy. Rất tốt. Lúc này nghe Cổ Bồi Nguyên hỏi, Bùi Đông Lai gật đầu cười. Cảm ơn Cổ hiệu trưởng. Đông Lai, ta biết cháu nghi hoặc là ta vì sao lại nhiệt tình đối với người như vậy. Có lẽ sớm đã đoán được tâm tư của Bùi Đông Lai, Cổ Bồi Nguyên nhịn không được liền nói. Cổ Bồi Nguyên chủ động nhắc tới làm cho Bùi Đông Lai không khỏi có chút ngạc nhiên. Bất quá hắn cũng không có làm ra vẻ, mà là gật gật đầu, rồi đợi Cổ Bồi Nguyên cho hắn một câu trả lời thuyết phục. Thực không dám giấu giếm, Đông Lai, thành tích thi đại học lần này của cháu quả thật thực sự quá mức kinh người, thế nên có rất nhiều giáo sư muốn mời cháu đến trường của họ, mà cháu Lai trực tiếp đi tới Đại học Đông Hải làm cho ta hết sức kinh ngạc, đồng thời cũng làm cho ta rất có mặt mũi, không chỉ hiệu trưởng của một trường lớn gọi điện hỏi ta ngươi sẽ học ở chỗ nào, cháu có lựa chọn học ở Đại học Đông Hải không? Cháu cũng không biết ta nhận được điện thoại của cháu thì trong lòng đặc ý đến mức nào. Cổ Bồi Nguyên nói xong thì giống như lúc nghe điện thoại, ý cười càng đậm. Đây là vấn đề thứ nhất, thứ hai là Hứa viện trưởng sau khi từ Trầm Thành trở về thì khen ngợi cháu không ngớt, nói cháu mời hắn bữa cơm kia chính là bữa tối thoải mái nhất đời hắn, hắn còn nói chờ cháu tới Đông Hải nhất định phải mời lại cháu một chút. Ngần ấy năm còn chưa có một học sinh nào có thể khiến cho hiệu trưởng khen ngợi như thế. Ta tự nhiên là gần quan được ban lộc, mời cháu ăn cơm. Thứ ba, lấy thể chế giáo dục trong nước trước mắt, có thể trở thành một trạng nguyên thì chắc chắn tương lai sẽ rất có tiền đồ. Điểm môn lý, anh văn của cháu rất cao, khẳng định không tầm thường, vì vậy ta tự nhiên muốn biết về cháu một chút. Nói xong Cổ Bồi Nguyên nhìn vào khuôn mặt của Bùi Đông Lai nhìn không được hỏi. Đông Lai nói thật ta cũng thấy rất tò mò,
cháu vì cái gì mà nhiều trường lớn như vậy không chọn cuối cùng lại lựa chọn Đại học Đông Hải? Hiển nhiên Cổ Bồi Nguyên đối với cái này cũng hết sức tò mò, theo hắn biết rất nhiều trường đại học đều đưa ra nhưng điều kiện cực kỳ ưu đãi, mà cho tới bây giờ Đại học Đông Hải còn chưa cấp cho Bùi Đông Lai bất kỳ một chỗ tốt nào. Cháu thích tòa thành thị Đông Hải này. Có lẽ cảm thấy giải thích quá mức phiền toái, Bùi Đông Lai dứt khoát tìm lấy một cái cớ. Ách, có lẽ thật không ngờ lý do đơn giản như thế, Cổ Bồi Nguyên không khỏi ngạc nhiên một trận, sau đó lại không nhịn được bật cười. Cười cười, Cổ Bồi Nguyên rút ra một hộp thuốc lá, rút ra một điếu cười hỏi. Đông Lai, hút thuốc không? Đối với lời mời của cổ hiệu trưởng Bùi Đông Lai chỉ có thể cười khổ lắc lắc đầu. Ha ha, Cổ Bồi Nguyên thấy Bùi Đông Lai có chút xấu hổ, sang sảng cười nói. Hút thuốc lá có hại cho thân thể, không hút thuốc lá rất tốt, cháu cũng không biết ta mỗi ngày ở nhà đều bị vị lãnh đạo kia nhìn chằm chằm, căn bản không có cơ hội hút thuốc, chỉ có thể ra bên ngoài mà hút. Nói xong Cổ Bồi Nguyên châm thuốc lá, hút một hơi thật sâu, vẻ mặt rất là thoải mái. Đúng rồi Đông Lai trường học tháng 9 mới khai giảng, làm sao lại tới sớm như vậy? Cổ Bồi Nguyên rít hai cái liên tục sau đó có vẻ hơi nghi hoặc hỏi Bùi Đông Lai. Cháu tính toán đến làm một chút chuyện riêng, tiện thể làm quen với cuộc sống ở Đông Hải. Cổ Bồi Nguyên bình dị gần gũi khiến cho Bùi Đông Lai nảy sinh lòng hảo cảm, cho nên hắn cũng không có giấu giếm mục đích đến Đông Hải. Ngạc nhiên nghe được Bùi Đông Lai nói như thế, Cổ Bồi Nguyên không khỏi nghĩ tới Hứa Thế Hữu từng nói cho hắn Bùi Đông Lai có gia cảnh bần hàn, bất quá tính cách lại cứng rắn không thích người ta bố thí. Nghĩ đến đây Cổ Bồi Nguyên theo bản năng cho rằng Bùi Đông Lai muốn tự mình kiếm tiền học phí cũng không nói đến nếu như miễn phí đi học mà là hỏi. Muốn làm cái gì sao? Trước mắt chỉ có thể đi làm gia sư dạy thêm. Trước khi đến Bùi Đông Lai từng nghĩ tới rất nhiều công việc cuối cùng vẫn là cảm thấy trước mắt làm gia sư dạy thêm là công việc thích hợp nhất với hắn. Thủ khoa trong kỳ thi vào trường đại học trong cả nước là một chiêu bài bằng vàng, làm gia sư dạy kèm tại nhà vẫn là dư sức. Gia sư à? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cổ Bồi Nguyên tựa hồ thật không ngờ được Bùi Đông Lai sẽ suy nghĩ được như thế, trước nào nào, sau đó thì suy nghĩ nới. Như vậy đi, ta có người quen có đứa con năm nay học lớp 11, hai ngày trước còn nhờ ta tìm xem trong trường học có người nào có thể giúp con của nàng phụ đạo, ta sẽ hỏi dùm cháu. Cảm ơn hiệu trưởng. Đối mặt với sự hỗ trợ của Cổ Bồi Nguyên, Bùi Đông Lai hơi trầm ngâm sau đó cũng đáp ứng. Mắt thấy Bùi Đông Lai đáp ứng, Cổ Bồi Nguyên không ngừng lại mà trực tiếp lấy điện thoại ra bấm. Ngài khỏe chứ Cổ hiệu trưởng? Điện thoại rất nhanh nhận được lời nói từ bên kia vang lên. Nhận được điện thoại Liễu Nguyệt căn bản không có nghĩ tới Cổ Bồi Nguyên sẽ chủ động gọi điện cho nàng ít nhiều có chút ngạc nhiên. Liễu Nguyệt chuyện muốn ta tham gia dạ hội từ thiện của tập đoàn Thiên Tường không cần phải thương lượng nữa, cụ thể nguyên nhân thì trong lòng cô hoàn toàn rõ ràng. Lời nói của Cổ Bồi Nguyên ngắn gọn. Về phần việc cô muốn ta thu nhận cháu của mình vào Đại học Đông Hải thì cần phải xem biểu hiện của hắn đã. Ân. Liễu Nguyệt ở đầu bên kia điện thoại đã về đến nhà. Đang mặc một bộ quần áo ngủ. Khi nghe được lời nói cọc Cổ Bồi Nguyên thì không khỏi ngạc nhiên một trận. Nàng sở dĩ tìm Cổ Bồi Nguyên là vì muốn mời Cổ Bồi Nguyên tham dự dạ hội từ thiện của tập đoàn Thiên Tường, lấy địa vị của Cổ Bồi Nguyên tại lĩnh vực kinh tế này nếu như tham gia thì lượng tiền quyên góp sẽ rất lớn. Thứ hai theo như lời Cổ Bồi Nguyên nói nàng muốn cháu của mình có thể vào học ở Đại học Đông Hải, nếu có thể trở thành học sinh của Cổ Bồi Nguyên thì càng tốt. Liễu Nguyệt cảm thấy lấy quan hệ cậu nàng cùng với Cổ Bồi Nguyên, muốn cho cháu của mình tiến vào Đại học Đông Hải thật không phải là chuyện lớn chỉ là muốn làm học sinh của Cổ Bồi Nguyên thì còn khó hơn lên trời. Cổ Bồi Nguyên làm hiệu trưởng trường Đông Hải đã 20 năm nay cũng chỉ thấy hắn thu nhận hai người đồ đệ, trong đó có một vị nay đã trở thành một nhân vật trọng yếu trong lĩnh vực chính trị, con đường làm quan phát triển rất tốt, một người còn lại là thương nhân. Cổ hiệu trưởng, thật sự cảm ơn ngài. Ngạc nhiên ngắn ngủi đi qua, Liễu Nguyệt trước tiên cảm ơn nhưng trong lòng lại thấy tò mò, Cổ Bồi Nguyên không phải đi ăn cơm với người ta sao? Như thế nào đột nhiên lại nhớ tới chuyện của mình? Giống như giải đáp cho suy nghĩ của Liễu Nguyệt cổ hiệu trưởng nói thẳng. Liễu Nguyệt, ta đây có một học sinh, hắn là thủ khoa trong kỳ thi vào đại học của cả nước. Ta tính toán để hắn dạy kèm cho cháu của cô, nếu cháu của cô học tốt, ta thu hắn làm học sinh cũng chưa hẳn là không thể. Được.
Liễu Nguyệt trước tiên là đồng ý nhưng trong lòng cũng hiểu được Cổ Bồi Nguyên chủ động quan tâm chuyện của mình còn nói chuyện tốt như vậy hoàn toàn là bởi vì vị học sinh kia. Chẳng trách hôm nay Cổ Bồi Nguyên lại đi đón người còn chủ động mời khách ăn cơm, nguyên lai là Bá Nhạc phát hiện ra Thiên Lý Mã A. Cúp điện thoại xong, nghĩ đến tác phong của Cổ Bồi Nguyên Liễu Nguyệt thầm nghĩ một câu, bất quá lại có chút nghĩ không ra nếu Cổ Bồi Nguyên tính toán thu học sinh vì sao còn muốn cho tên kia đi làm gia sư. Liễu Nguyệt có nằm mơ cũng không nghĩ ra Cổ Bồi Nguyên nhắc tới chuyện thu học sinh, chính là muốn tìm một công việc cho Bùi Đông Lai. Đông Lai việc làm gia sư, ta đã hỏi dùm cháu rồi. Mặc kệ Liễu Nguyệt nghi hoặc, Cổ Bồi Nguyên để điện thoại xuống nói. Như vậy đi cháu vừa tối Đông Hải một đường mệt nhọc đêm nay trước tiên đến chỗ ta nghỉ ngơi ngày mai sẽ dẫn cháu đi dạo quanh Đông Hải cho biết, ngày mốt tiếp tục cho lái xe dẫn cháu đi, chuyện tìm chỗ ở ta sẽ tìm giúp ngươi. Nếu cháu ở chỗ đó không quen, có thể đến chỗ ta ở. Cảm ơn Cổ hiệu trưởng. Đối với sự trợ giúp nhiệt tình của Cổ Bồi Nguyên, Bùi Đông Lai không có cự tuyệt mà đứng dậy bái Cổ Bồi Nguyên một cái thật sâu. Buổi tối hôm nay, Bùi Đông Lai ở lại nhà của Cổ Bồi Nguyên. Nằm ở phòng khách của Cổ Bồi Nguyên giống như nằm trên giường lớn, trong đầu Bùi Đông Lai hiện lên từng ly từng tí quá trình đến Đông Hải, chằn chọc khó đi vào giấc ngủ được, tận đến rạng sáng mới mơ màng đi vào giấc ngủ. Đồng dạng buổi tối hôm nay, một nhân vật có thể làm cho vị đại nhân vật Cổ Bồi Nguyên phá lệ viết mấy dòng ở dòng trong thư phòng. Có ngông nghênh, không có ngạo khí, có dã tâm, không nói suông, đúng mực, không kiêu không nóng nảy. Ít ỏi hơn 20 chữ là đánh giá về thiếu niên này. Cổ Bồi Nguyên vốn muốn cho Bùi Đông Lai nghỉ ngơi một ngày rồi sau đó đi đến nhà Liễu Nguyệt, bất quá Bùi Đông Lai lại cự tuyệt ý tốt của Cổ Bồi Nguyên. Đối với lần này Cổ Bồi Nguyên cũng không bắt buộc, đưa cho Bùi Đông Lai 4 quyển sách theo thứ tự là Quốc Phú Luật, Hóa Tế Luật, Nhân Khẩu Luật, Tư Bản Luật. Đông Lai ban đầu ta tính để cháu nghỉ ngơi một ngày bất quá ta thấy cháu cũng không chịu ngồi yên. Trong thư phòng Cổ Bồi Nguyên sau khi đưa cho Bùi Đông Lai 4 quyển sách thì cười cười nói. 4 quyển sách này khi nào rỗi cháu có thể đọc xem, không cần quá thấu hiểu, hiểu được đại khái là tốt rồi. Cảm ơn hiệu trưởng. Bùi Đông Lai chân thành cảm ơn đối với Cổ Bồi Nguyên. Tốt lắm người tới đón cháu đến rồi, cháu đi đi, có chuyện gì thì cứ gọi điện cho ta. Cổ Bồi Nguyên cười cười khoát tay áo. Bùi Đông Lai gật gật đầu, sau đó giữ im lặng cúi chào Cổ Bồi Nguyên một cái mới rời khỏi thư phòng. Ngoài thư phòng, trợ thủ của Cổ Bồi Nguyên chờ đợi đã lâu thấy Bùi Đông Lai xuất hiện trước đại môn, cười cười ở phía trước dẫn đường. Đông Lai! Lão hiệu trưởng đã gần 10 năm chưa thu đệ tử. Đi xuống lầu, trợ thủ của Cổ Bồi Nguyên mang theo vài phần hâm mộ nhìn Bùi Đông Lai. Lấy hiểu biết của hắn về Cổ Bồi Nguyên tự nhiên có thể nhìn thấy ý tứ thu Bùi Đông Lai làm đệ tử của Cổ Bồi Nguyên. Đồng dạng hắn cũng hiểu được, Bùi Đông Lai một khi trở thành đệ tử của Cổ Bồi Nguyên, chẳng khác gì cá chép vượt long môn, rất nhanh sẽ thăng quan tiến chức. Tên trợ thủ nhìn ra dụng ý của Cổ Bồi Nguyên. Bùi Đông Lai thì vẫn còn cảm thấy kỳ quái về thái độ của Cổ Bồi Nguyên, lúc này nghe được trợ thủ của Cổ Bồi Nguyên nói như vậy thì không khỏi sửng sốt. Ngài nói hiệu trưởng là muốn thu ta làm đệ tử. Đương nhiên, trợ thủ của Cổ Bồi Nguyên dở khóc dở cười nói. Nếu không lão hiệu trưởng làm sao lại vô duyên vô cớ đối với cậu tốt như vậy. Tiếp nữa là 4 quyển sách trong tay cậu kia, mỗi một câu một từ đều là do hiệu trưởng tự tay chú giải. Từng có một vị đại trướng muốn mượn hiệu trưởng cũng chưa cho mượn, nếu nói đám phú hào kia bỏ ra trăm vạn để mượn 4 quyển sách kia cũng không khoa trương chút nào. Bùi Đông Lai ngạc nhiên một trận, càng nhiều hơn là cảm động. Đương nhiên bản thân cậu cũng cực kỳ vĩ đại nếu không hiệu trưởng cũng không coi trọng, càng sẽ không thu làm đệ tử khi mình đã có tuổi như bây giờ. Thấy Bùi Đông Lai vẻ mặt cảm động cùng kinh ngạc trợ thủ của Cổ Bồi Nguyên cười bổ sung một câu. Bùi Đông Lai không nói nữa chính là lúc đầu cảm thấy rất nhẹ, nhưng giờ lại cảm thấy trên lưng có chút trầm trọng. Trong khi trợ thủ của Cổ Bồi Nguyên và Bùi Đông Lai đi ra thì một chiếc S600 đã đợi ở đấy từ lâu. Ngồi phía sau ô tô là một gã nam tử chừng 30 tuổi ngậm một điếu xì gà Cuba chính tông nhẹ nhàng hút. Nhìn thấy Bùi Đông Lai đi theo sau trợ thủ của Cổ Bồi Nguyên ra khỏi biệt thự, trung niên nam tử không đợi lái xe mở cửa. Mà hắn dập tắt điếu xì gà, đẩy cửa xe đi xuống. Hả? Đột nhiên thấy từ trong xe một nam tử trung niên đi ra, trợ thủ của Cổ Bồi Nguyên đồng tử đột nhiên co rút lại, giống như nhận ra được nam tử này.
mà ánh mắt của Bùi Đông Lai cũng bị nam tử này hấp dẫn. Dáng người của người này không tính là cao lớn cũng không có phệ, mà nhìn qua thì vô cùng rắn chắc. Mặt chữ quốc, lông mày rậm, mắt to, mũi diều hâu. Nói riêng về diện mạo khí chất mà nói, hắn là một nam nhân có thể khiến cho rất nhiều phụ nữ trung niên điên cuồng. Chỉ là, có thể ngồi trên một chiếc S600 chạy băng băng, trừ bỏ khí chất không tầm thường ở ngoài thì nhìn qua không có chút hào khí của người thành công, ánh mắt của hắn thật bình tĩnh, làm cho người ta có cảm giác trước mặt hắn mình giống như một tiểu nhân vật. Trong khi Bùi Đông Lai đang bị nam tử hấp dẫn, thì trung niên nam tử trực tiếp bỏ qua trợ thủ của Cổ Bồi Nguyên mà bình tĩnh nhìn Bùi Đông Lai vài giây sau đó chủ động lên tiếng nói. Xin chào, Trương tiên sinh, Liễu tiểu thư cho ta đến đón tiên sinh. Xin chào Mạc tiên sinh. Trợ thủ của Cổ Bồi Nguyên sau khi chào một câu lễ tiết liền hướng Bùi Đông Lai nói. Đông Lai cùng Mạc tiên sinh đi thôi, có chuyện gì thì gọi cho ta hoặc gọi cho hiệu trưởng cũng được. Được. Bùi Đông Lai gật đầu cười, đi theo trung niên nam tử họ Mạc ngồi ở phía sau chiếc S600. Ô tô vừa chạy trung niên nam tử họ Mạc lấy điếu xì gà vừa dập tắt ra không châm lửa mà là vuốt vuốt đồng thời ngữ khí bình tĩnh nói với Bùi Đông Lai. Bùi tiên sinh, ta họ Mạc tên chỉ có một chữ Nhật, Liễu tiểu thư buổi sáng hôm nay có buổi hội nghị trọng yếu cho nên không có tự mình đến đón ngài được. Kỳ thật ta có thể tự đi. Chẳng biết tại sao việc Mạc Nhận không có bộc lộ tài năng cũng không có vẻ âm khí dày đặc, nhưng cử chỉ bình tĩnh làm cho Bùi Đông Lai mơ hồ có chút không thích ứng. Ngài là người cổ lão giới thiệu tự nhiên là khách quý của chúng ta. Mạc Nhận thản nhiên nói. Nhưng mà tiểu vũ hài tử kia đang tuổi nghịch tuổi ngợm nếu có chỗ nào mạo phạm mong rằng ngài có thể rộng lượng. Bùi Đông Lai không lên tiếng. Mặt khác ý của Liễu tiểu thư tính toán để ngài ở biệt thự cùng tiểu vũ, cá nhân ta đề nghị ngài nên ở bên ngoài, ta có thể cho người tìm giúp ngài một chỗ. Mạc Nhận tiếp tục nói, khi nói chuyện vô ý liếc nhìn Bùi Đông Lai một cái. Bùi Đông Lai khẽ nhíu mày. Xin hỏi ngài là... Mạc Nhận. Mạc Nhận không nói cho Bùi Đông Lai biết đáp án mà một lần nữa lặp lại tên của mình, tiếp theo châm lửa vào điếu xì gà cũng không hề tranh cãi với Bùi Đông Lai. Trong phút chốc một cỗ áp lực vô hình tràn ngập trong xe. Bùi Đông Lai mơ hồ trong lòng có chút không thoải mái, bất quá vừa nghĩ tới việc này là do hiệu trưởng tự mình giới thiệu cho nên không thể trở mặt vì thế nên quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe nhìn cảnh vật bên ngoài. Nửa giờ sau chiếc S600 chạy tới khu nhà giàu cực kỳ nổi danh trong nước. Dừng trước cửa một tòa biệt thự. Cửa biệt thự có một nữ nhân mà Bùi Đông Lai cũng không đoán được tuổi đang đứng. Nữ nhân mặc một cái áo ngắn màu đen, bên dưới là một chiếc váy cũng màu đen, dưới chân đi một đôi giày cao gót màu đen nhỏ. Nữ nhân này hình như có sở thích với màu đen. Nàng không phải là ai khác mà là Liễu Nguyệt tới gặp mặt Cổ Bồi Nguyên hôm qua. Đôi mi thanh tú của Liễu Nguyệt hơi hé ra, ánh mắt có vẻ lạnh lùng nhìn thấy Mạc Nhận từ trong ô tô đi ra. Liễu tiểu thư, Mạc Nhận trước tiên đi đến trước người Liễu Nguyệt chào hỏi, trong con người bình tĩnh lúc đầu hiện lên một tia quang mang khác thường. Chưa xuống xe Bùi Đông Lai đã cảm nhận được cảm xúc giấu trong ánh mắt của Mạc Nhận. Tình yêu, nhìn ra Mạc Nhận tựa hồ đối với nữ nhân tư sắc tuyệt hảo kia mơ hồ biểu lộ tình yêu, Bùi Đông Lai hồi tưởng lại một màn vừa rồi, mơ hồ đoán được cái gì, khóe miệng không khỏi nhếch lên. Là ai cho ngươi đi đón người? Liễu Nguyệt giống như tự động loại bỏ tình yêu trong mắt Mạc Nhận lạnh lùng hỏi. Ta vừa lúc không có việc gì liền tiện đường đi một chuyến. Mạc Nhận bình tĩnh trả lời, không có tránh né ánh mắt lạnh như băng của Liễu Nguyệt. Liễu Nguyệt nhíu mày lại càng chặt hơn. Người đâu? Lái xe nghe được câu hỏi của Liễu Nguyệt vừa muốn đi mở cửa, đã thấy Bùi Đông Lai chủ động mở cửa xe ra. Mắt thấy cửa xe mở ra, Liễu Nguyệt theo bản năng nhìn về phía đó. Ngay sau đó, trong lúc nàng thấy rõ khuôn mặt không anh tuấn nhưng sạch sẽ của Bùi Đông Lai. Lông mày nàng vốn đang nhíu lại, nháy mắt buông ra, đồng tử âm lãnh đột nhiên phóng đại. Nàng giống như bị trúng phải ma pháp, nhìn Bùi Đông Lai, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc rõ ràng. Biểu hiện dị thường của Liễu Nguyệt nhất thời làm cho khuôn mặt bình tĩnh của Mạc Nhân nổi lên một tầng nghi hoặc nồng đậm. Hắn không rõ vì sao Liễu Nguyệt vừa nhìn thấy Bùi Đông Lai lại thất thố như vậy. Không riêng gì Mạc Nhận mà cả Bùi Đông Lai cũng cảm thấy nghi hoặc không sao hiểu được. Bởi vì hắn có thể khẳng định, mình trong 18 năm qua chưa từng gặp Liễu Nguyệt. Ngắn ngủi thất thố qua đi, biểu tình của Liễu Nguyệt nháy mắt khôi phục bình thường,
nàng coi thường Mạc Nhân, bước đi tự tin mạnh mẽ đến gần Bùi Đông Lai nói. Xin chào, là ta nhờ cổ hiệu trưởng tìm giúp gia sư, ta tên là Liễu Nguyệt. Khi nói chuyện, Liễu Nguyệt vươn cánh tay ra, ánh mắt dừng lại trên mặt Bùi Đông Lai, cảm giác giống như Bùi Đông Lai có điểm gì khác thường. Xin chào Liễu tiểu thư, ta tên là Bùi Đông Lai. Bùi Đông Lai vươn tay bắt tay cũng Liễu Nguyệt, hơi có chút giật mình, tay của Liễu Nguyệt không hề giống tay của nữ nhân bình thường yếu đuối không xương mà tương phản có vết chai, hơi có vẻ thô. Bùi! Nghe thấy dòng họ này, trong con ngươi của Liễu Nguyệt xuất hiện một tia cảm xúc rung động. Lúc này đây nàng che giấu rất khá, cách đó không xa Mạc Nhận cũng không có cảm thấy được. Bùi Đông Lai bởi vì bước đầu dung hợp với linh hồn Tiêu Phi lên linh giác mẫn tiệp vượt xa thường nhân. Liễu Nguyệt mặc dù che giấu tốt nhưng vẫn bị hắn nhận thấy. Không khỏi làm hắn nảy sinh nghi hoặc. Mạc Nhận nơi này không có việc của ngươi, ngươi đi đi. Sau khi cùng nói chuyện với Bùi Đông Lai xong, Liễu Nguyệt khôi phục lại khí thế lạnh lùng của người có quyền thế, ngữ khí nói chuyện khiến cho người ta có cảm giác không thể phản kháng. Mạc Nhận giữ im lặng rời đi. Chính là lúc rời đi hắn làm như vô ý liếc nhìn Bùi Đông Lai một cái. Hành động của Mạc Nhận làm cho đôi mi thanh tú của Liễu Nguyệt nhẹ nhàng nhíu lại không nói cái gì nữa. Sau khi Mạc Nhận rời đi, Liễu Nguyệt đưa Bùi Đông Lai tiến vào một biệt thự tràn ngập phong cách châu Âu, lập tức đi đến đại sảnh. Đi theo phía sau Liễu Nguyệt, Bùi Đông Lai ngửi thấy một mùi thơm, ban đầu Bùi Đông Lai tưởng là mùi hoa thơm trong vườn của biệt thự nhưng sau khi hắn cùng Liễu Nguyệt tiến vào đại sảnh của biệt thự thì bởi vì khoảng cách hai người gần hơn hắn mới phát hiện mùi hoa này là từ trên người Liễu Nguyệt phát ra. Bùi Đông Lai nhớ lại thời gian ở cùng với Tần Đông Tuyết, trên người Tần Đông Tuyết có mùi thơm đặc thù của nữ nhân, nhưng mùi thơm giống như trên người Liễu Nguyệt thì lại là lần đầu tiên ngửi được. Cùng với kiến trúc của biệt thự giống nhau, bên trong biệt thự cũng là phong cách châu Âu điển hình, rườm rà nhưng hoa lệ. Trên ghế salon trong đại sảnh là một tiểu cô nương ước chừng 7-8 tuổi, mặc quần đùi nhỏ nằm trên ghế salon xem TV. Nghe thấy tiếng mở cửa. Tiểu cô nương lập tức đem ánh mắt từ trên TV rời đi, đứng mạnh dậy trên ghế salon, cầm điều khiển từ xa, trợn trừng con ngươi nhìn chằm chằm Bùi Đông Lai như là phát hiện một tân đại lục, cảm thấy hết sức hứng thú. Này xin chào, ta tên là Đông Phương Uyển Nhi, mẹ nói ngươi thi đại học được 745, ngươi là truyền thuyết của cuộc thi sao? Nhìn đi nhìn lại, tiểu cô nương tên là Đông Phương Uyển Nhi hứng thú hỏi. Uyển Nhi ăn nói lễ phép chút. Liễu Nguyệt không nặng không nhẹ giáo huấn khuôn mặt không lạnh lùng giống như bên ngoài biệt thự mà lộ ra vài phần cương triều. Dạ. Đông Phương Uyển Nhi khẽ mân mê miệng nhỏ, khẽ hừ một tiếng tiếp tục xem phim hoạt hình. Liễu Nguyệt hơi có vẻ xin lỗi liếc Bùi Đông Lai một cái. Bùi lão sư, Uyển Nhi tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện người đừng để ý. Hừ hừ. Đông Phương Uyển nặng nề lẩm bẩm hai tiếng, bày ra bộ dáng kháng nghị. Bùi Đông Lai thấy thế thì không khỏi cảm thấy Đông Phương Uyển Nhi đáng yêu, nhẹ nhàng cười nói. Không có gì. Uyển Nhi, mau đi gọi Lãnh Vũ xuống đây. Sau khi Bùi Đông Lai ngồi xuống, Liễu Nguyệt đưa cho Bùi Đông Lai một cốc nước trái cây lạnh rồi nói với Đông Phương Uyển Nhi. Lúc này đây Đông Phương Uyển không có làm trái lại mà hơi có vẻ hưng phấn quơ quơ cái tay nhỏ bé nói. Dạ. Nói xong Đông Phương Uyển còn nghịch ngợm hướng tới Bùi Đông Lai thẻ lưỡi. Một bộ dáng vui sướng khi người khác gặp họa. Bùi lão sư nếu như ngài không để ý thì sau này cứ gọi ta là Liễu tỷ đi. Liễu Nguyệt thấy Đông Phương Uyển lên lầu thì nhếch chân bắt chéo ngồi trên ghế salon nói với Bùi Đông Lai. Liễu tỷ người gọi ta là Đông Lai được rồi. Tuy rằng cảm giác đầu tiên của Bùi Đông Lai khi gặp Liễu Nguyệt là lạnh lùng cường thế, nhưng trong lòng hắn cũng không thấy phản cảm với nữ nhân này mà tương phản trực giác nói cho hắn biết Liễu Nguyệt so với vẻ bên ngoài thì còn dễ tiếp xúc hơn. Ừ. Liễu Nguyệt khẽ gật đầu. Cùng lúc đó trên lầu truyền đến một tiếng mở cửa, một gã thiếu niên từ trong phòng đi ra. Thiếu niên này nhìn qua cao khoảng chừng 1m8, tóc mai bình thường, kiểu tóc nhìn qua có chút cá tính. Trừ những cái đó ra, khuôn mặt của thiếu niên này khá tuấn mỹ. Bất quá màu da cũng không trắng nõn giống các thiếu niên con nhà giàu khác mà là màu đồng cổ. Có lẽ là do trời nóng, thiếu niên này chỉ mặc một chiếc quần lót, giống như một con ngé con, nửa trên người cường tráng hoàn toàn khoe ra, cơ ngực cơ bụng hoàn toàn rõ ràng. Thiếu niên sau khi ra khỏi phòng thì cưng chiều ôm lấy Đông Phương Uyển, sau đó mới nhìn xuống dưới lầu. Trong phút chốc ánh mắt Bùi Đông Lai và gã thiếu niên gặp nhau trên không trung.
trong ánh mắt toát ra vài phần kiệt ngạo bất thuần, còn có vài phần địch ý. Hơn nữa địch ý trong mắt thiếu niên không che giấu giống Mạc Nhận mà là biểu hiện rõ ràng. Nhận thấy được điều này, Bùi Đông Lai giữ im lặng, mà Đông Phương Uyển Nhi nhìn thấy Bùi Đông Lai và tên thiếu niên nhìn nhau thì giống như trai cỏ đánh nhau ngư ông được lợi, trên mặt hiện một cái tiểu má núm đồng tiền đáng yêu, cười đến kêu lên một cái sung sướng. Rất nhanh thiếu niên ôm Đông Phương Uyển đi xuống đại sảnh lầu 1, tôn kính chào Liễu Nguyệt một câu. Tiểu cô, đây là Bùi lão sư, là người mà ta nói với cháu ngày hôm qua, đến để làm gia sư cho cháu. Đối với thiếu niên, Liễu Nguyệt không có biểu hiện cương triều giống như Đông Phương Uyển, nhưng ở sâu trong mắt lại cất giấu tình yêu nồng đậm. Bùi lão sư, người khỏe. Nghe Liễu Nguyệt giới thiệu, thiếu niên trước tiên đứng dậy đi đến trước mặt Bùi Đông Lai, vươn hai tay ra, thái độ khá tốt, tươi cười rất nhiệt tình. Mắt thấy thiếu niên chơi trò này thì Bùi Đông Lai cười khổ, cũng đứng dậy cùng với thiếu niên bắt tay. Đông Lai, đây là cháu họ ta, Đông Phương Lãnh Vũ, đang học lớp 11. Liễu Nguyệt giới thiệu với Bùi Đông Lai. Bên tai vang lên tiếng xưng hô của Liễu Nguyệt với Bùi Đông Lai, thiếu niên tên là Đông Phương Lãnh Vũ có vẻ hơi kinh ngạc. Hiển nhiên hắn thật không ngờ Liễu Nguyệt luôn luôn lạnh lùng lại có thể trong khoảng thời gian ngắn quen thuộc với Bùi Đông Lai như thế. Tiểu Vũ, Bùi lão sư chẳng những thi được 745 điểm, hơn nữa còn rất được cổ hiệu trưởng coi trọng. Mắt thấy Bùi Đông Lai cùng Đông Phương Lãnh Vũ buông tay ra, Liễu Nguyệt cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói. Cháu cần theo Bùi lão sư chăm chỉ học, tranh thủ sang năm thi vào Học viện Đại học Đông Hải. Đã biết, tiểu cô. Đông Phương Lãnh Vũ gật đầu đáp ứng, thái độ tương đối nghiêm chỉnh. Liễu Nguyệt nghe vậy muốn nói cái gì, lại nghe thấy tiếng điện thoại, rút điện thoại ra, trầm ngâm vài giây đồng hồ hơi xin lỗi Bùi Đông Lai nói. Đông Lai, ta có việc phải đi, giữa trưa trở về thương lượng tiếp, Lãnh Vũ sẽ dẫn người đi xem phòng của mình. Được Liễu tỷ. Bùi Đông Lai gật đầu. Uyển Nhi xem tivi xong nhớ học đàn đấy. Liễu Nguyệt cầm lấy túi sách, trước khi ra cửa không quên dặn dò Đông Phương Uyển một câu. Đã biết, chờ khi nào mẹ về con sẽ cho mẹ xem. Đông Phương Uyển nhu thuận cười, trong con mắt cũng lóe lên ánh mắt mong chờ, tựa hồ nàng chờ mong sự việc xảy ra sau khi Liễu Nguyệt đi khỏi. Mà Đông Phương Lãnh Vũ cũng đi lên lầu không biết làm cái gì. Nửa phút đồng hồ sau, Liễu Nguyệt cưỡi xe Lincoln rời khỏi biệt thự thì Đông Phương Lãnh Vũ cầm một sấp hồng vào phòng khách, trực tiếp nói trước mặt Bùi Đông Lai. Cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là lấy tiền rồi cút đi, hoặc là ta đá ngươi ra bên ngoài. Có lẽ bởi vì nguyên nhân Đông Phương Lãnh Vũ tôn trọng Liễu Nguyệt từ nội tâm, Bùi Đông Lai nhiều ít từ trên người Đông Phương Lãnh Vũ tìm được một chút điểm giống nhau. Đối với việc Đông Phương Lãnh Vũ sắc mặt không tốt, ăn nói khó nghe nhưng hắn không có tức giận mà ảm đạm cười nói. Nếu ta không chọn cái nào thì sao? Thật đáng tiếc, ngươi chẳng những phải cút ra khỏi đây mà còn phải tự mình trả tiền thuốc men. Đông Phương Lãnh Vũ cười một tiếng, trực tiếp từ trên ghế salon đứng lên. Đông Phương Uyển thấy thế sợ hai người chiến đấu không kịch liệt xấu xa, cười thêm mắm thêm muối nói. Đông Lai ca ca, Lãnh Vũ ca ca đánh nhau rất lợi hại, ngươi phải cẩn thận đó. Đông Lai không cử động, yên tĩnh ngồi trên ghế salon. Ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Đông Phương Lãnh Vũ tiến đến trước người Bùi Đông Lai rồi dừng lại, tựa hồ ở sâu trong nội tâm hắn cũng không muốn động thủ. Bùi Đông Lai đứng lên, dừng ở trước ánh mắt kiệt ngạo bất tuần của Đông Phương Lãnh Vũ cười nói. Ta nếu theo Liễu tỷ đi vào biệt thự này, nếu phải rời đi thì phải do nàng nới mới được. Không trả lời. Đông Phương Lãnh Vũ trực tiếp hướng về phía Bùi Đông Lai đấm ra một quyền lực đạo không nhỏ. Bùi Đông Lai không né không tránh, mà là đem tay phỉa chém ra ngăn đón nắm tay của Đông Phương Lãnh Vũ. Trưởng khắc quyền. Đây là do qua tử dạy cho hắn. Ba. Một tiếng động giòn vang lên, nắm tay của Đông Phương Lãnh Vũ đánh vào lòng bàn tay của Bùi Đông Lai, giống như là đánh vào một khối sắt, truyền đến một trận đau đớn. Sau đó khi hắn đang muốn thu quyền lại, chân phải Bùi Đông Lai đột nhiên vung lên nhắm ngay bụng của Đông Phương Lãnh Vũ đá một cước. Bùi Đông Lai ra chân cực kỳ nhanh chóng, lực đạo không nhỏ, căn bản không cho Đông Phương Lãnh Vũ cơ hội tránh né. Phanh! Một âm thanh trầm thấp vang lên trong đại sảnh, Đông Phương Lãnh Vũ bị Bùi Đông Lai đá một cước ngã lăn trên mặt đất. Thấy một màn như vậy, Đông Phương Uyển miệng há hốc ra thành hình chữ O. Trên mặt đất, cơn đau đớn kịch liệt làm cho Đông Phương Lãnh Vũ hiện ra vẻ thống khổ, nhưng mà hắn cũng không rên một tiếng, quật cường bò lên mặt đất.
không nói hai lời hướng tới Bùi Đông Lai vọt tới, thanh thế mạnh hơn. Phanh! Bùi Đông Lai không lưu tình chút nào, lại là một cước đá Đông Phương Lãnh Vũ bay trở lại mặt đất. Lúc này đây tựa hồ biết được năng lực của Đông Phương Lãnh Vũ, Bùi Đông Lai tăng thêm lực ở chân, Đông Phương Lãnh Vũ ngã xuống đất sau một hồi nhe răng nhếch miệng mới chậm rãi đứng lên. Đứng dậy lần nữa, Đông Phương Lãnh Vũ mặt lạnh không rên một tiếng giống như là yêu nghiệt không sợ chết, muốn xông lên đấu tiếp với Bùi Đông Lai. Stop! Mắt thấy Đông Phương Lãnh Vũ đánh đến đỏ mắt, Đông Phương Uyển Nhi nhảy từ trên ghế sofa xuống đứng ở giữa Bùi Đông Lai và Đông Phương Lãnh Vũ ngăn cản chiến đấu lại. Uyển Nhi, em đi xem TV đi, đây là chuyện của anh và hắn. Cứ liên tục bị Bùi Đông Lai đánh ngã xuống mặt đất, mặc dù bụng bị đau giống như đang phát hỏa thế nhưng Đông Phương Lãnh Vũ lại không có tức giận đối với Uyển Nhi mà ngữ khí lại rất dịu dàng. Ta chỉ cần dùng một tay có thể hạ ba người như ngươi. Đối mặt với sự quật cường không chịu thua của Đông Phương Lãnh Vũ, Bùi Đông Lai tựa hồ cũng không muốn tiếp tục động thủ nói. Cho nên ngươi cũng không cần tự chuốc lấy khổ. Có dũng khí thì đi ra bên ngoài. Đông Phương Lãnh Vũ tựa hồ bị Bùi Đông Lai chọc cho giận quá trợn trừng mắt nói. Ta tới là để làm gia sư cho ngươi, là do ý tốt của cổ hiệu trưởng, ta không muốn phụ ý tốt của ngài ấy. Bùi Đông Lai hỏi một đằng trả lời một nẻo. Ngươi cảm thấy ta không có tư cách làm gia sư của ngươi, hoặc là muốn tìm một gia sư xinh đẹp nào đó vậy thì hiện tại ngươi gọi cho Liễu tỷ. Đông Phương Lãnh Vũ im lặng, trừng mắt nhìn Bùi Đông Lai. Hiển nhiên hắn không dám gọi điện cho Liễu Nguyệt. Ta cảnh cáo ngươi không được có ý gì với tiểu cô cùng với Uyển Nhi, nếu không thì ngươi cũng không biết tại sao bản thân mình lại chết. Trầm mặc một lúc lâu sau Đông Phương Lãnh Vũ cuối cùng cũng thỏa hiệp bất quá cũng phát ra cảnh cáo. Nữ nhân của ta so với cô của ngươi còn trẻ và xinh đẹp hơn nhiều. Bùi Đông Lai không khỏi nhớ tới Tần Đông Tuyết, trên miệng nở ra một nụ cười tự tin. Ngươi chém gió. Đông Phương Lãnh Vũ đánh chết cũng không tin Bùi Đông Lai trước mắt có thể có người yêu ưu tú hơn so với tiểu cô của mình, cho nên liền cười lạnh. Bùi Đông Lai không nói gì mà là từ trong túi quần lấy ra cái điện thoại Nokia kiểu cũ mà qua tử mua cho hắn đưa tới trước mặt Đông Phương Lãnh Vũ. Đông Phương Lãnh Vũ ngẩn ra, chưa hiểu hắn có ý gì. Bùi Đông Lai hơi phấn chấn một chút, bảo Đông Phương Lãnh Vũ nhìn vào di động của mình. Qua một tỷ tỷ thật là xinh đẹp. Không đợi Đông Phương Lãnh Vũ có hành động gì, tiểu cô nương Đông Phương Uyển Nhi cướp lấy chiếc điện thoại, nhìn thấy bên trong màn hình là Tần Đông Tuyết mặc váy trắng, con người đen lúng liếng tròn xoe thì liền trực tiếp sợ ngây người. Đông Phương Lãnh Vũ không cam lòng, tiến lên cầm lấy di động nhìn thấy hình ảnh của Tần Đông Tuyết ở trên màn hình, như là phát hiện ra chuyện tình gì đó khó có thể tin được, trợn trừng to mắt, ngơ ngác vài giây đồng hồ, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Bùi Đông Lai, rồi lại nhìn hình của Tần Đông Tuyết. Cảm giác giống như là đang tự hỏi. Cô gái giống như tiên nữ này có thật là nữ nhân của hắn? Chém gió, ngươi cho là tùy tiện lấy một cái ảnh trên mạng là ta sẽ tin ngươi sao? Liên tục nhìn vài lần Đông Phương Lãnh Vũ nở nụ cười chế nhạo, hắn tình nguyện tin tưởng rằng trên đời này có quỷ, cũng không tin rằng Tần Đông Tuyết xinh đẹp như thần tiên kia là bạn gái của Bùi Đông Lai. Bùi Đông Lai không có giải thích mà là đi đến trước người Đông Phương Lãnh Vũ nhìn thoáng qua Tần Đông Tuyết trên màn hình sau đó đút cái điện thoại vào túi vẻ mặt bình tĩnh nói với Đông Phương Lãnh Vũ. Để ta làm gia sư cho ngươi hay là tiếp tục đấu? Lúc này đây trong óc cậu Đông Phương Lãnh Vũ không khỏi hiện lên tình cảnh vừa rồi của Bùi Đông Lai, vừa rồi trên mặt hắn có hai chữ chân tình được viết rõ ràng từng nét một chém tí CR. Tình cảm của tên này là thật. Làm cho hắn bất chi bất giác tin tưởng lời nói của Bùi Đông Lai. Người kia chẳng những là đệ tử của cổ hiệu trưởng mà còn có một cô bạn gái đẹp như tiên, còn học qua công phu. Hắn lại chạy tới đây làm gia sư để làm gì? Nhìn khuôn mặt của Bùi Đông Lai tuy rằng không tuấn mỹ nhưng lại gọn gàng thì Đông Phương Lãnh Vũ thầm hỏi chính mình, tức giận mắng. Mẹ kiếp, người rõ ràng là học qua võ công, lão tử đánh không lại ngươi. Sau này nói chuyện với ta có một chữ thô tục thì ăn một cái tát. Giọng nói của Bùi Đông Lai bình tĩnh tuyệt không giống như nói giỡn. Ta, Đông Phương Lãnh Vũ lại nổi giận, vốn định trực tiếp nói tục nhưng chứng kiến bộ dạng mong chờ muốn thử của Bùi Đông Lai thì hắn lại đem câu nói đến miệng nuốt vào. Ngươi được lắm. Đang nói thì Đông Phương Lãnh Vũ bởi vì quá kích động, kéo theo vết thương ở bụng, đau đến hít vào hai ngụm khí lạnh, vì che giấu trực tiếp đi lên lầu.
chỉ là ngoại thương dùng Vân Nam Bạch Dược bôi lên hoặc chườm đá vài ngày là khỏi. Nhìn bóng lưng Đông Phương Lãnh Vũ hơi run run, Bùi Đông Lai nhịn cười không được. Tính tình Đông Phương Lãnh Vũ thoạt nhìn có vẻ điên cuồng nhưng tính tình như thế hắn lại rất thích. Đông Lai ca ca, ta dẫn ca ca đến phòng của mình. Mắt thấy Đông Phương Lãnh Vũ rời đi, tiểu cô nương Đông Phương Uyển Nhi dần dần lấy lại tinh thần, nhìn chằm chằm vào Bùi Đông Lai một hồi, sau đó trực tiếp làm ra một quyết định phản bội phe anh họ. Tiếp đó nàng chớp chớp đôi mắt dễ thương nhưng cũng không thiếu đáng yêu, quơ quơ đôi tay bé nhỏ chạy lon ton phía trước dẫn đường. Bùi Đông Lai thấy thế dở khóc dở cười, cầm lấy ba lô đuổi theo. Đông Lai ca ca, anh như thế nào quen được với tỷ tỷ xinh xắn kia? Đông Phương Uyển cố ý đi chậm lại chờ Bùi Đông Lai đuổi kịp, sau đó nháy mắt cười to thăm dò. Còn nữa, tỷ tỷ ấy ở Đông Hải sao? Hôm nào giới thiệu cho em được không? Cô ấy không ở Đông Hải mà đang ở Yến Kinh. Bùi Đông Lai cười nói. Hai người ở riêng à, như vậy không đáng tin nha, em xem trên TV hai người ở hai nơi sẽ không có kết quả tốt, không phải là nam đi sai hướng thì là nữ vượt quá giới hạn, CCMNACR. Đông Phương Uyển nói rõ ràng mạch lạc. Bùi Đông Lai một đầu lùng bùng, tiểu nha đầu này rốt cuộc là từ trong phim coi được những gì đây? Một phút đồng hồ sau, Đông Phương Uyển dẫn Bùi Đông Lai tới trước của một gian phòng bên cạnh gara ô tô nói. Bùi Đông Lai ca ca, đây sẽ là căn phòng của anh, bên cạnh là phòng tập thể thao, anh muốn tập thể hình cũng có thể đi vào, mặt khác cũng có thể đi bơi ở bên ngoài bể bơi. Cảm ơn Uyển Nhi. Bùi Đông Lai cười cười, đối với tính cách tinh quái của Đông Phương Uyển Nhi thì có ấn tượng khá tốt. Nếu muốn cảm ơn em thì có cơ hội hãy giới thiệu vị tỷ tỷ kia cho em thật muốn biết anh làm như thế nào cưa được chị ấy. Đông Phương Uyển Nhi bĩu môi, tiêu sái phất phất tay, lắc lắc cái mông rời đi. Cô gái nhỏ này sau này sẽ là một tiểu mỹ nữ khó lường. Bùi Đông Lai trong lòng cười khổ, sau đó đẩy cửa phòng đi vào, bên trong phòng có điều hòa, tivi, những đồ đạc khác không nói, còn có nhà vệ sinh, nhà tắm, điều kiện hoàn toàn ngoại dự đoán của hắn. Bất quá rất nhanh Bùi Đông Lai lại bình thường trở lại, điều kiện tốt như vậy hơn phân nửa là bởi vì mình do Cổ Bồi Nguyên giới thiệu. Dù sao nói chung gia sư đều là ở bên ngoài, nào có ai ở lại trong nhà người ta. Coi như Bùi Đông Lai thông qua phương thức quỷ dị này làm cho Đông Phương Lãnh Vũ thỏa hiệp, thì cùng lúc đó Liễu Nguyệt mặc một thân đồ đen ngồi trong chiếc Lincoln đã tới dưới lầu tập đoàn Thiên Tường. Sau khi chiếc xe dừng lại, Liễu Nguyệt cũng không trực tiếp xuống xe mà là cau mày không bia, trong lòng đang nghĩ cái gì. Liễu tỷ, mắt thấy Liễu Nguyệt không lên tiếng, tài xế của nàng lên tiếng nhắc nhở. Đã đến nơi rồi. Liễu Nguyệt lấy lại tinh thần, nhớ lại Bùi Đông Lai đen lại cho nàng vài phần cảm giác quen thuộc nói. Tiểu lang, ngươi quay lại thăm dò Bùi lão sư kia một chút, nhớ rõ càng chi tiết càng tốt, nhất là phương diện về thành viên trong gia đình. Dạ, Liễu tỷ. Thanh niên bị Liễu Nguyệt gọi là tiểu lang gật đầu đáp ứng, sau đó xuống xe. Ca, ân nhân tựa hồ xuất hiện. Liễu Nguyệt thì thào tự nói, tiếp theo ngẩng đầu nhìn thoáng qua lâu đài Thiên Tường cao vút trong mây, khuôn mặt lạnh lùng và xinh đẹp lộ ra vài phần thương cảm hiếm thấy. Chỉ là, cảm xúc thương cảm chợt lóe lên. Tiểu lang mở cửa sau xe, nàng lại biến thành một đóa độc mân côi cường thế của Đông Hải. Thời gian như nước chảy, bất chi bất giác. Bùi Đông Lai đã đến biệt thự cung đàn 7 ngày rồi. Trong 7 ngày này, Đông Phương Lãnh Vũ không có bắt hắn rời đi nữa, bất quá thái độ của hắn vẫn là lạnh nhạt, thời gian phụ đạo cũng không yên, hoàn toàn không tập trung. Bất quá chỉ cần có Liễu Nguyệt ở đây, thái độ của Đông Phương Lãnh Vũ sẽ là từ mùa đông khắc nghiệt biến thành mùa xuân ấm áp. Đối với chuyện này Bùi Đông Lai cũng rõ ràng, Đông Phương Lãnh Vũ không phải là sợ hãi Liễu Nguyệt mà là tôn trọng từ tận đáy lòng. Đồng dạng Liễu Nguyệt bên ngoài đối với Đông Phương Lãnh Vũ là cực kỳ nghiêm khắc, bất quá ở sâu trong nội tâm cũng cực kỳ yêu thương đứa cháu này, chỉ là khác so với phương thức yêu thương Đông Phương Uyển Nhi mà thôi. Trừ cái đó ra, Bùi Đông Lai còn phát hiện cái biệt thự giá trị hơn ước này là của Đông Phương Lãnh Vũ, Liễu Nguyệt cùng với Đông Phương Uyển Nhi có chỗ ở khác, chỉ là hai người bọn họ thường xuyên ở chỗ này mà thôi. Sáng sớm, ngay khi ánh mắt trời vừa ló ở phương xa, Bùi Đông Lai giống như ngày xưa, một thân quần áo thể thao đi ra khỏi phòng. Đi vào sân biệt thự, Bùi Đông Lai hít vào thật sâu không khí mới mẻ, sau đó chạy chậm ra ngoài biệt thự, trong lúc đó ở bên ngoài cửa lớn của biệt thự xuất hiện hai khuôn mặt vê tươi cười của hai gã bảo vệ của Đông Phương Lãnh Vũ.
Hai gã bảo vệ tuy rằng lạnh lùng rất ít nói chuyện, nhưng tựa hồ ấn tượng với Bùi Đông Lai rất tốt, mỗi lần Bùi Đông Lai mỉm cười với bọn họ thì bọn hắn cũng gật đầu chào lại. Khu nhà giàu nổi tiếng cả nước của Đông Hải cũng giống với rất nhiều khu nhà giàu khác giống nhau, phần lớn đều là người không quen biết nhau ở tại đó. Vì vậy sự xuất hiện của Bùi Đông Lai tại đây cũng không khiến cho người ta chú ý lắm. Một đường chạy thẳng đến rừng cây u tĩnh phía trước, Bùi Đông Lai dừng bước bắt đầu luyện quyền. Ở đây đã 7 ngày hắn mỗi ngày đều kiên trì không lơ là việc luyện quyền, sáng sớm một lần, tối đến một lần, lúc trước buổi tối ở trường thì không nói, còn ở nhà khi luyện xong hắn lại được Bùi Võ Phu dùng thuốc bột bắt hắn ngâm mình. Trong 7 ngày này tuy rằng Bùi Đông Lai không có đạt tới cảnh giới thứ nhất của người luyện võ là minh kính nhưng hắn có thể cảm nhận rõ ràng trên thân thể hắn các kỹ năng đều được đề cao, thậm chí hắn hoài nghi Bùi Võ Phu cho hắn có phải là linh dược trong truyền thuyết. Liên tục luyện tập 2 lần bộ quyền không biết tên kia, Bùi Đông Lai trầm tư một chút đang muốn bắt đầu lần thứ 3 lại nghe thấy tiếng bước chân. Phát hiện này làm cho Bùi Đông Lai bỏ quên ý niệm tập lại quyền pháp lần thứ 3 chuẩn bị rời đi. Cùng lúc đó tiếng bước chân từ xa đến gần, một đạo thân ảnh nổi bật dần dần xuất hiện trong tầm mắt của Bùi Đông Lai. Không khí sáng sớm của cung khu nhà giàu trăng những tươi mát mà bởi vì trận mưa nhỏ đêm qua trên không trung còn lơ lửng một tầng sương mù. Mặc dù như thế nhưng dựa vào thị lực biến thái của Bùi Đông Lai, hắn cũng có thể thấy được thân ảnh đang chạy chậm đến chỗ này là Liễu Nguyệt. Ngày hôm nay Liễu Nguyệt không có mặc đồ công sở, cũng không có mặc trang phục thời trang ở Milan. Nàng mặc trên người bộ quần áo thể thao đen có vẻ rộng thùng thình tuy rằng không có cảm giác dáng người ma quỷ của Liễu Nguyệt như khi nàng mặc đồ công sở, nhưng lại làm cho người ta cảm giác một bộ dạng tùy mị. Như là một quả đào chín mọng, nam nhân không thể ngăn cản lực hấp dẫn. Nhất là hai ngọn núi, khi Liễu Nguyệt chạy thì cũng nảy lên với biên độ kinh người. Khiến người ta hoa cả mắt. Xem ra Liễu tỷ cũng có thói quen tập thể dục buổi sáng. Chứng kiến Liễu Nguyệt chạy tới. Lại nhớ tới lần đầu tiên bắt tay Liễu Nguyệt thì thấy trên tay nàng có vết chai, khớp xương đều nhau, Bùi Đông Lai lập tức khẳng định Liễu Nguyệt không phải là một nữ nhân trên thương trường mà nàng còn có một thân phận khác. Trong khi trong đầu Bùi Đông Lai đang tràn ngập suy nghĩ, thì Liễu Nguyệt cũng nhìn thấy Bùi Đông Lai, bất quá cũng không thấy kinh ngạc. Bởi vì nàng nghe nói Bùi Đông Lai dù sớm hay muộn cũng đều chăm chỉ luyện quyền. Rất nhanh Bùi Đông Lai và Liễu Nguyệt gặp nhau ở khúc đường nhỏ. Bùi Đông Lai chủ động cười chào hỏi. Chào buổi sáng Liễu tỷ. Chào. Liễu Nguyệt nở một nụ cười hiếm thấy. Thái độ Liễu Nguyệt chuyển biến làm cho Bùi Đông Lai không chút nghi ngờ, bất quá không nói cái gì nữa mà chỉ đi thoáng qua Liễu Nguyệt. Trong phút chốc Bùi Đông Lai rõ ràng ngửi thấy mùi thơm độc đáo trên người Liễu Nguyệt, nhưng không cảm thấy mê say mà nhìn lại tiểu lang đang đi phía sau Liễu Nguyệt như u linh cười cười. Mắt thấy thân ảnh Bùi Đông Lai biến mất. Liễu Nguyệt dần dần dừng bước, bộ dáng như đang suy nghĩ gì đó. Liễu tỷ, phụ thân Bùi Vũ Phu của hắn chính là Vũ Thần 20 năm trước sao? Mắt thấy Liễu Nguyệt dừng bước tiểu lang lặng yên không phát ra hơi thở tới gần, nhịn không được hỏi, trong con ngươi lóe lên quang mang cực nóng. Rất có thể. Vẻ mặt Liễu Nguyệt trầm tư, nàng đã điều tra được về Bùi Đông Lai, biết được Nạp Lan Trường Sinh từng giúp đỡ Bùi Đông Lai tại Trầm Thành, hơn nữa biết được đó là một cái nhân tình. Bất quá không có điều tra được chuyện Bùi Vũ Phu ở Nạp Lan ra đánh tàn phế Nạp Lan Trường Sinh. Trừ cái đó ra nàng còn điều tra được Bùi Võ Phu bây giờ là một tài xế taxi nghèo túng. Điều này làm cho nàng không còn dám điều tra thân phận Bùi Đông Lai. Bởi vì trong trí nhớ nàng còn trẻ, Vũ Võ Phu là tồn tại của thần. Trong nội tâm của nàng thần sao lại có thể là một tài xế taxi nghèo túng. Chuyện này quá hoang đường. Tiểu lang bây giờ ngươi đi về. Dù có phải tê phí nhiều hơn nữa cũng phải điều tra rõ chân tướng chuyện này. Sau khi hơi trầm ngâm Liễu Nguyệt mở miệng ngữ khí không thể nghi ngờ. Thân là cận vệ của Liễu Nguyệt, tiểu lang mơ hồ biết Bùi Vũ Phu có ý nghĩa thế nào với chủ nhân vì thế gật đầu. Đối với hết thảy chuyện này Bùi Đông Lai cũng không biết rõ tình hình. Trong khi Bùi Đông Lai trở lại biệt thự thì tên chuyên ngủ nướng Đông Phương Lãnh Vũ hiếm khi lại dậy sớm như thế, hơn nữa tựa hồ còn cố ý ở biệt thự chờ Bùi Đông Lai. Bùi lão sư, mắt thấy Bùi Đông Lai trở về biệt thự Đông Phương Lãnh Vũ lập tức hô. Vẫn chưa tới giờ học, có chuyện gì sao? Bùi Đông Lai vốn muốn trở về tắm rửa, nghe thấy Đông Phương Lãnh Vũ gọi thì dừng bước, mang theo vài phần tò mò. Bùi Đông Lai sở dĩ tò mò là bởi vì trong 7 ngày này, Đông Phương Lãnh Vũ chưa bao giờ chủ động trò chuyện với hắn,
khi Liễu Nguyệt đi vắng cũng sẽ gọi hẳn tên của hắn chứ không gọi là lão sư. Đông Phương Lãnh Vũ không có lập tức mở miệng mà tiến vài bước tới gần chỗ Bùi Đông Lai, liếc xung quanh vài cái xác định không bị bảo vệ nghe thấy mới nhỏ giọng nói. Bùi lão sư, đêm nay ta dẫn ngài đi ra ngoài chơi, thấy thế nào? Không đi. Bùi Đông Lai lắc đầu, buổi sáng nay bởi vì Liễu Nguyệt xuất hiện nên hắn chỉ luyện quyền được 2 lần, buổi tối phải luyện thêm. Mắt thấy Bùi Đông Lai lắc đầu, Đông Phương Lãnh Vũ thiếu chút nữa ngất đi, bất quá hắn lại không dám phát hỏa, vẻ mặt ân cần cười nói tiếp, xưng hô với Bùi Đông Lai cũng thay đổi. Đông Lai ca ca, cuộc sống ban đêm của Đông Hải rất phong phú, con gái rất xinh đẹp, chẳng lẽ ca không muốn đi xem một chút, chỉ cần người gật đầu, tại câu lạc bộ tốt nhất của Đông Hải muốn bao nhiêu mỹ nữ ta chỉ bấy nhiêu. Ca có nữ nhân rồi. Bùi Đông Lai tức giận nói. Nghe vậy Đông Phương Lãnh Vũ thiếu chút nữa hộc máu mà chết, bất quá vừa nghĩ tới Tần Đông Tuyết xinh đẹp như tiên kia thì lại lo lắng không biết thuyết phục Bùi Đông Lai ra ngoài buổi tối như thế nào. Ngươi không hiểu gì cả sao, lấy lòng ta cũng không cần phải dẫn ta ra ngoài, rốt cục là có chuyện gì. Mắt thấy thái độ khác thường của Đông Phương Lãnh Vũ, thái độ của Bùi Đông Lai cũng ít nhiều tò mò. Ta một thời gian trước gây chuyện bị tiểu cô giam lỏng, không cho đi ra ngoài. Đông Phương Lãnh Vũ tức giận nói. Nếu không ta tìm người làm gì? Cho nên người đã nghĩ lấy ta làm cớ, trốn ra ngoài ban đêm. Nghe thấy Đông Phương Lãnh Vũ nói như thế Bùi Đông Lai nhất thời vui vẻ. Chỉ cần ca đáp ứng đưa ta ra ngoài điều kiện gì ta cũng có thể chấp nhận. Đông Phương Lãnh Vũ cắn chặt răng, cảm giác kia giống như Bùi Đông Lai có bảo hắn làm gì hắn cũng đáp ứng liền. Theo ý nào đó mà nói. Bùi Đông Lai cũng không muốn là sư ngày nào gõ mõ ngày ấy, phụ đạo cho Đông Phương Lãnh Vũ qua loa. Bởi vì hắn nhìn ra được Đông Phương Lãnh Vũ thực ra rất thông minh, chỉ cần thêm chút cố gắng, thành tích học tập nâng lên không phải là việc khó khăn, còn nữa hắn tốt xấu gì cũng là thủ khoa của cả nước, người hắn phụ đạo không tiến bộ chút nào thì mặt mũi của cổ hiệu trưởng cũng bị hắn làm mất hết. Lúc này, mắt thấy Đông Phương Lãnh Vũ vì tối nay có thể đi ra ngoài mà liều lĩnh. Bùi Đông Lai vốn định nói ra yêu cầu của mình bất quá nghĩ lại không có nói mà ra hỏi ngược lại. Ngươi nói cho ta biết trước, đi ra ngoài làm gì? Đêm nay Bảo Sơn tổ chức một trận đua xe trăm năm khó gặp, Sa Vương đến từ Hàn Quốc khiêu chiến Sa Vương trong nước. Đông Phương Lãnh Vũ vẻ mặt đầy cuồng nhiệt nói, cảm giác giống như là hắn nếu như bỏ qua trận đấu này so với giết hắn còn khó chịu hơn. Đông Lai ca, ta xin ca mang ta đi ra ngoài đi. Nghe được Đông Phương Lãnh Vũ nói thế, Bùi Đông Lai trong lòng vừa động, cũng muốn tới kiến thức một phen, bất quá nghe trang nói. Chỉ cần ngươi hứa với ta, sau này khi phụ đạo thật sự nghe giảng, cố gắng học tập thì ta sẽ đưa ngươi đi. Tuyệt đối không thành vấn đề. Mắt thấy Bùi Đông Lai đáp ứng, Đông Phương Lãnh Vũ mừng rỡ, gật đầu lia lịa giống như con gà mổ thóc. Trời chiều dần dần hạ xuống đỉnh núi. Từng chiếc ô tô đi ở những ngã tư của Đông Hải như những hàng dài sắt thép, liếc mắt không trông thấy cuối. Có lẽ bởi vì trời còn sớm, bên trong quán rượu Cửu Trọng Thiên không có nhiều khách, chỉ ít ỏi có mấy người. Trong đó có một nam một nữ thu hút ánh mắt của người khác. Nam chính là một gã thanh niên tuấn mỹ dáng người thon dài, mặc một bộ quần áo Armani mới nhất, trong tay cầm một ly rượu đỏ là chính tông Lafite của khách sạn. Hắn lúc này đang bưng chén rượu. Quan sát hoàng hôn Đông Hải mà suy nghĩ xuất thần. So sánh với thanh niên mà nói, nữ tử phía sau hắn nhỏ tuổi hơn một chút, là một cô gái vô luận là kiểu tóc hay cách ăn mặc đều mang phong cách Hàn Quốc nồng đậm. Mà trên thực tế nàng và người thanh niên đều là người Hàn Quốc. Xã trưởng, vừa rồi quý tiểu thư gọi điện thoại tới, nói là đã chuẩn bị xong bữa tối, mời ngài đến dự. Không biết qua bao lâu, cô gái do dự một hồi mới hướng tới người thanh niên hỏi. Không đi. Thanh niên mặt không chút thay đổi nói ra hai chữ. Mặc dù bị khí chất ôn hòa của cô gái tên Quý Hồng kia thuyết phục, nhưng nàng biết địa vị người trước mặt này tại Hàn Quốc cực cao, được vinh dự là Sa Vương của Hàn Quốc, lần này đến Trung Quốc không phải vì nữ nhân mà là vì đua xe. Chính xác ra thì trong trận đấu năm đó thì hắn đã bị một vị thanh niên thần bí dùng phương thức tàn nhẫn nhất để hạ nhục hắn. Nàng rõ ràng nhớ rõ, 3 năm trước đây, ở Hàn Quốc tổ chức một cuộc đua xe. Trong trận đấu một vị thần bí nhân đến từ Trung Quốc lấy ưu thế chiến thắng tuyệt đối, khi Thôi Vĩnh Nguyên đang bài danh thứ 18 trên bảng đua xe toàn cầu bài hành bảng. Sao? Một cuộc tranh tài trực tiếp làm cho nội tâm vốn kiêu ngạo của Thôi Vĩnh Nguyên bị dẫm đạp,
làm cho Thôi Vĩnh Nguyên như cái xác không hồn sống một năm như phế vật, thiếu chút nữa tự sát. Hai năm trước Thôi Vĩnh Nguyên dần dần đứng dậy, còn bỏ qua tư cách cầm quyền Thôi ra, đem toàn bộ tinh lực đặt ở luyện xe. Bởi vì hắn nằm mộng cũng muốn huyết tẩy sỉ nhục. Hai năm trôi qua hôm nay Thôi Vĩnh Nguyên đã trở thành nhân đệ nhất trong giới đua xe ở Hàn Quốc, hắn trước sau chiến thắng Sa Vương Nhật Bản, Sa Vương Đông Nam Á, Sa Vương Hồng Kông, ở bảng đua xe đã chuẩn bị lên hạng thứ 17. Đông Hải là trạm sau cùng của hắn ở châu Á. Mà Thôi Vĩnh Nguyên đêm nay ở Bảo Sơn Trung Quốc, trận đấu với Sa Vương ở Trung Quốc diễn ra trên Đông Hải chính là bước đầu tiên của hắn. Bởi vì biết tất cả chuyện này, cô gái đối với quyết định của thanh niên không có cảm thấy kinh ngạc mà trước tiên gật đầu nói. Xã trưởng, ta bây giờ gọi điện trả lời quý tiểu thư. Kim Hy Mỹ, cô nói cái tên tạp chủng được gái điếm nuôi kia hắn sẽ xuất hiện sao? Thôi Vĩnh Nguyên nghiêng đầu sang chỗ khác, khuôn mặt anh Tuấn hơi có vẻ dữ tợn, trong con ngươi lóe lên hận ý khắc cốt ghi tâm, trong hai năm này hắn không tiếc hết thảy đi điều tra tư liệu về tên thần bí kia, đáng tiếc không thu hoạch được gì. Đối mặt câu hỏi của Thôi Vĩnh Nguyên, Kim Hy Mỹ không dám trả lời. Nếu như hắn xuất hiện, ta thề trong trận đấu chẳng những thắng hắn mà còn cho hắn xuống địa ngục. Mắt thấy Kim Hy Mỹ không nói lời nào, Thôi Vĩnh Nguyên ngẩng cổ uống hết chén rượu trong ly. Dưới trời chiều trong con người biểu lộ hận ý làm người ra sởn tóc gáy. Chỉ là, hắn không biết, bởi vì Bùi Đông Lai không thể dùng khoa học giải thích được cái người tên là Long Nha, hiện tại đã rời khỏi thế giới này. Thế nhưng hắn đem linh hồn của chính mình giữ lại. Chấm chấm. Màn đêm dần dần buông xuống, một chiếc Lamborghini hoa mỹ chạy vào khu nhà giàu nổi danh Tử Viên. Vài phút sau, chiếc Lamborghini dừng trước cửa một tòa biệt thự không chút tiếng động. Một gã thanh niên ăn mặc kiểu mới diện mạo không tầm thường từ trong xe đi ra, trực tiếp đi vào biệt thự. Tôn ca. Sau khi thanh niên tiến vào biệt thự, nhìn thấy trên salon ngồi một gã thanh niên chào mình trước tiên, thái độ tương đối cung kính. Thái độ đoan chính là bởi vì hắn biết rõ tên thanh niên là Tôn Vệ Đông, có cha là nhân vật quyền lực của Cục An ninh Đông Hải, mà không ít người của Tôn gia đều làm ở đó, đảm nhiệm những chức vụ thực lực có chút không tầm thường. Đồng dạng Tôn Vệ Đông cũng thấy nhân vật hoàn khố nổi tiếng Đông Hải. Chu Đào, không phải ta nói ngươi tại sao, mẹ nó, tại sao người lại mềm yếu như quả trứng rái vậy? Đối với vẻ mặt tươi cười lấy lòng của Chu Đào, Tôn Vệ Đông cũng không nể mặt chút nào, há mồm ra răn dậy của mắng luôn. Nghe thấy Tôn Vệ Đông của mắng, Chu Đào vốn là ngẩn ra, sau đó có điểm kinh hồn bạt vía hỏi. Tôn ca, đây là có ý gì? Ngươi còn có mặt mũi hỏi. Tôn Vệ Đông tức giận mắng. Ta nghe rất nhiều người nói ngươi chọc một gã hai lúa, bị lão hai lúa dọa cho tới mức tè ra quần, còn đem Kim Chi Hoàng Yến bỏ lại. Con gái điếm này. Nghe được Tôn Vệ Đông nói vậy, Chu Đào mặt đỏ tai hồng, hổn hển mắng lên, hắn biết chắc là người đàn bà kia đem chuyện này nói ra ngoài. Rốt cuộc chuyện này là sao? Mắt thấy Chu Đào mặt đỏ tai hồng không ngóc đầu lên được, Tôn Vệ Đông cũng không tính toàn mà là hỏi chân tướng sự việc. Hắn biết rất rõ, Chu Đào tuy rằng nhát gan sợ phiền phức nhưng dù sao cũng là một người quen của hắn, bây giờ có người bắt nạt Chu Đào, cũng chẳng khác nào gây trở ngại với Tôn Đông Vệ. Ngày đó em lái xe chút nữa đụng vào một tên hai lúa đầu óc ngu si tứ chi phát triển, bởi vì mắng hắn hai câu kết quả bị lão hai lúa kia xử. Chu Đào thần tình buồn bực nói. Vốn nghĩ cho hắn chút giáo huấn ai ngờ là đụng phải một gốc giả cứng. Chu Đào à Chu Đào. Không phải là anh nói chú chứ CMN sao chú lại có thể cùng một lão hai lúa chấp nhặt, thực là con mẹ nó mất mặt của ta mà. Chu Đào chưa nói dứt lời, Tôn Đông Vệ lại phát hỏa. Tôn ca, em vốn tính toán gọi người đến giáo huấn tên kia, kết quả không tìm được hắn. Chu Đào hung tợn nói. Nếu lần sau gặp được hắn em sẽ cho hắn biết hai chữ hối hận viết như thế nào. Đang nói lại thấy Tôn Vệ Đông như muốn phát hỏa. Chu Đào trước tiên lấy ra một hộp Nam Kinh Cửu Ngũ Chí Tôn, rút ra một điếu đưa cho Tôn Vệ Đông, hơn nữa còn giúp Tôn Vệ Đông châm. Anh Tôn, em nghe nói tiểu tử Đông Phương Lãnh Vũ bị tiểu cô của hắn là Liễu Nguyệt giam lỏng. Giúp Tôn Vệ Đông châm thuốc lá xong, Chu Đào biết rõ còn cố hỏi sang chuyện khác. Làm sao hắn lại đột nhiên đáp ứng trận đấu với anh? Hắc, Đông Phương Lãnh Vũ lần trước cùng ta đua xe. Bởi vì thua trận đấu tâm tình không tốt sau khi quay về nội thành thì bị cảnh sát giao thông ngăn lại, kết quả đánh một cảnh sát giao thông, tuy tiểu cô hắn bảo lãnh ra,
nhưng tức giận không nhẹ, đem hắn nhốt tại biệt thự cung đàn. Tôn Vệ Đông vẻ mặt cười lạnh nói. Còn về phần tiểu tử đó đáp ứng trận đấu với ta thì nguyên nhân cũng rất đơn giản. Thứ nhất ngươi cũng biết tiểu tử đó học cùng chúng ta 2 năm luôn luôn không phục ta, lần trước đua xe thua ra, lấy tính tình của hắn muốn lấy lại danh dự là tất nhiên. Thứ hai đêm nay Sa Vương Hàn Quốc Thôi Vĩnh Nguyên cùng Sa Vương trong nước tiến hành một hồi quyết đấu, Đông Phương Lãnh Vũ yêu xe như mạng tự nhiên hắn sẽ không bỏ qua. Như vậy, tối nay anh Tôn định cược bao nhiêu? Nghe xong Tôn Vệ Đông nói, vẻ mặt Chu Đào gian trá cười, hắn biết rõ, chính mình có thể là một thành viên trong hội của Tôn Vệ Đông hoàn toàn là bởi vì trong nhà có tiền, có thể giúp cho Tôn Vệ Đông cùng bạn trong hội không ít chuyện. Tỷ như mỗi lần Tôn Vệ Đông cùng người đua xe, tiền cược đều là do Chu Đào chi. Tôn Vệ Đông không nói gì chỉ là lạnh lùng cười chìa 5 đầu ngón tay. 500 vạn. Chu Đào cả kinh há to miệng. Hắn không thiếu tiền, chỉ là muốn hắn lập tức đưa ra 500 vạn tiền mặt cũng không phải là chuyện dễ dàng. Đông Phương Lãnh Vũ đưa tới miệng cho ta giết, ta nếu như hạ đạo nhẹ chẳng phải là tiện nghi cho hắn sao? Tôn Vệ Đông vẻ mặt hài hước phun ra một vòng khói, cảm giác kia giống như là hắn đã chứng kiến Đông Phương Lãnh Vũ thua trận đấu, đem tiền đưa cho hắn. Cùng lúc đó, một chiếc Aston Martin 177 sao sao chạy nhanh ra khu nhà giàu. Bùi lão sư ngài xem chiếc xe này của ta như thế nào? Đông Phương Lãnh Vũ một bên thoải mái lái chiếc xe thể thao một bên đắc ý hướng Bùi Đông Lai hỏi. Bùi Đông Lai đối với xe thể thao xa xỉ hiểu biết rất ít, nghe được Đông Phương Lãnh Vũ hỏi, không có phát biểu ý kiến, chỉ gật đầu. Chiếc xe này toàn cầu chỉ có 77 cái, trong nước bán 4.700 vạn nhân dân tệ, Trung Quốc chỉ có 5 chiếc xe. Đông Phương Lãnh Vũ có chút tự hào, giải thích cho Bùi Đông Lai biết. Đây là nhờ người ở bên Mỹ mua hộ. Giá cả bên đó cũng thấp, chỉ có 1.600 vạn. Trong khi đang nói, Đông Phương Lãnh Vũ nhìn không được liếc nhìn Bùi Đông Lai một cái mặt đầy đắc ý. Hắn tuy rằng bởi vì Bùi Đông Lai đáp ứng đưa hắn đi ra, ấn tượng đối với Bùi Đông Lai có chiều chuyển biến tốt đẹp, nhưng vài ngày trước đó Bùi Đông Lai hai cước khiến hắn lăn xuống đất lên ít nhiều vẫn có chút buồn bực, cho nên vẫn muốn vãn hồi mặt mũi theo phương thứ khác. Bên tai vang lên tiếng nói của Đông Phương Lãnh Vũ. Trên mặt Bùi Đông Lai không có toát ra chút ghen tị hay hâm mộ nào mà là kinh ngạc cho giá cả chiếc xe Sport kia. Có lẽ trong lòng cảm thấy thân thế không đơn giản của Bùi Đông Lai, thấy Bùi Đông Lai vẫn không hề cử động, Đông Phương Lãnh Vũ cũng không tốt xấu gì khoe chiếc xe nữa mà hắn tính toán khoe kỹ thuật lái xe. Hắn nhìn qua kính chiếu hậu thấy hai gã bảo vệ lái xe đi sau, hắn nói. Bùi lão sư, thắt dây an toàn để ta cho người cảm nhận một chút tốc độ cực nhanh. Vù vù. Vài giây đồng hồ sau, mắt thấy Bùi Đông Lai buộc dây an toàn chiếc Aston Martin 177 màu ngân bạch đột ngột tăng tốc, biến mất ở đoạn cuối đường bỏ lại hai gã bảo vệ của Đông Phương Lãnh Vũ trên chiếc S350. Sau khi bỏ lại hai gã bảo vệ trên chiếc S350, Đông Phương Lãnh Vũ lại liên tục tăng tốc độ chạy đi. Tốc độ khủng khiếp làm cho Bùi Đông Lai cũng phải hoa cả mắt, đâu có cảm giác choáng váng, mà Đông Phương Lãnh Vũ thì giống như phát cuồng kêu rú không ngừng. Nhận thấy được điều này Bùi Đông Lai không khỏi nghi hoặc. Hắn tuy rằng lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác đua xe nhưng thân thể hắn vốn có thể chất hơn xa Đông Phương Lãnh Vũ, đáng lẽ không thể kém cỏi như thế mới đúng. Trong khi Bùi Đông Lai nghi hoặc đồng thời trí nhớ đột nhiên dũng mãnh như thủy triều tràn vào trong óc hắn. Tận lực chờ đợi giai đoạn dung hợp thứ hai, rốt cục cũng bắt đầu rồi. Sao bảng xếp hạng cao thủ đua xe ở thế giới ngầm? Sao sao Aston Martin 177? Nếu bạn vẫn muốn sở hữu siêu xe có giá 1,2 triệu bảng, tương đương khoảng 1,9 triệu đô la Mỹ, của Aston Martin, bạn có thể tìm đến những đại lý chuyên bán siêu xe danh tiếng, và hy vọng họ có một chiếc xe đang chờ được sang tên dù khả năng mức giá của chiếc xe cũ đó sẽ cao hơn nhiều so với mức giá mà Aston Martin đưa ra. Aston Martin 177 không chỉ là một chiếc xe biểu hiện cho sự thành công, một chiếc xe được tạo ra để đi vào lịch sử siêu xe thế giới, một di sản mà Aston Martin muốn giữ lại trong thế giới xe. Chiếc xe cũng mang tính định hướng cho sự phát triển thương hiệu và phong cách của Aston Martin trong tương lai. Khung gầm của 177 được xây dựng từ sợi carbon, giúp chiếc xe giữ được trọng lượng nhẹ và kết cấu vô cùng vững chắc. Hệ thống treo của chiếc xe bao gồm những thanh đòn ghép ở mỗi bánh xe, kết nối với hệ thống giảm xóc được phát triển từ công nghệ thường dùng trên những chiếc xe công thức 1.
Bên dưới nắp capo của UAN-77 là khối động cơ V12 có dung tích xi lanh 7.3 lít, công suất tối đa mà khối động cơ này sinh ra đạt 700 mã lực, moment xoắn cực đại 750 Nm. Sức mạnh này được truyền đến bánh sau thông qua hộp số tuần tự 6 cấp. Aston Martin UAN-77 có thể tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong 3.5 giây, tốc độ tối đa của chiếc xe đạt 322 km/h. Cần nói thêm là một chiếc Aston Martin UAN-77 từng xác lập tốc độ 354 km/h trên đường thử vào cuối năm 2009. Aston Martin UAN-77 cùng với những siêu xe triệu đô khác như Lamborghini Reventon, Pagani Zonda, Koenigsegg CCX hay Bugatti Veyron là những siêu xe được xếp vào nhóm những siêu xe triệu đô, một phân khúc đặc biệt trong thế giới xe nói chung và các siêu xe nói riêng. Động cơ 700 mã lực. Bỗng dưng một đoạn ký ức từ trong não truyền ra, nháy mắt Bùi Đông Lai cảm thấy trong đầu như bị nhét đồ vật vào, làm cho hắn có cảm giác bành trướng, đầu đau không thể thốt lên lời, như muốn nứt ra. Ở bên cạnh, Đông Phương Lãnh Vũ nghĩ rằng tuy Bùi Đông Lai biểu hiện ra mình ở khả năng đua xe rất trâu, nhưng chỉ là giả bộ bên ngoài. Nhưng mà, chứng kiến Bùi Đông Lai vẻ mặt khó coi không nói, bộ mặt cơ thể còn mơ hồ có chút vặn vẹo thì hắn trước tiên thả chậm tốc độ xe, hơi có vẻ lo lắng hỏi han. Bùi lão sư, người không sao chứ? Không trả lời, Bùi Đông Lai chỉ ngồi dựa tại chỗ, ánh mắt nửa mở nửa khép, hình ảnh Tiêu Phi từng đua xe không ngừng hiện lên ở trong đầu hắn. Cùng lúc đó, một loại cảm giác không hiểu nhưng rất quen thuộc đã ở trong đầu của hắn mạnh mẽ hiện lên. Giờ khắc này, hắn giống như là đã khôi phục lại kỹ năng bình thường, đối với đua xe không hề xa lạ, ngược lại, hết sức quen thuộc. Đối với hết thảy mọi việc, Đông Phương Lãnh Vũ cũng không biết rõ. Ngày đó hắn tuy rằng bị Bùi Đông Lai đá hai cước phải trở mình trên mặt đất, mất hết thể diện, nhưng mà... hắn đối Bùi Đông Lai không có hận ý, ngược lại là bội phục, nếu không, hắn cũng sẽ không cùng Bùi Đông Lai thỏa hiệp. Mà Bùi Đông Lai tuy rằng dùng điều kiện trao đổi, phối hợp hắn đêm nay đi ra, nhưng mà như vậy cũng làm cho hắn đối Bùi Đông Lai thật ra gia tăng nhiều hảo cảm. Lúc này, mắt thấy Bùi Đông Lai không có trả lời cũng không nói gì, sắc mặt càng ngày càng khó coi, Đông Phương Lãnh Vũ trực tiếp đem xe dừng ở giữa đường, nắm lấy bả vai Bùi Đông Lai, lay động nói. Bùi lão sư, Bùi lão sư, bị Đông Phương Lãnh Vũ lay động lắc như vậy, hình ảnh đua xe trong đầu Bùi Đông Lai đột nhiên biến mất, cả người dần dần khôi phục bình thường. Thật không có chuyện gì sao? Mắt thấy Bùi Đông Lai vẻ mặt thoáng chuyển biến tốt đẹp, Đông Phương Lãnh Vũ như cũ lo lắng hỏi han. Nhận thấy được trong ánh mắt Đông Phương Lãnh Vũ biểu hiện ra sự quan tâm, Bùi Đông Lai cười cười, nói. Không có việc gì. Thực xin lỗi, Bùi lão sư, ta không biết người bị say xe, nếu không. Đông Phương Lãnh Vũ mang theo vài phần xin lỗi nói. Nhận thấy được ánh mắt xin lỗi của Đông Phương Lãnh Vũ. Bùi Đông Lai đối Đông Phương Lãnh Vũ ấn tượng cũng chuyển tốt rất nhiều, hắn ngồi dậy, lắc lắc đầu, nói. Tiểu Vũ, ta thật sự không có việc gì, cứ yên tâm mà lái xe. Lời của Bùi Đông Lai làm cho Đông Phương Lãnh Vũ cũng hơi yên lòng, bất quá hắn ở một lần nữa khởi động ô tô, lại không có đem tốc độ xe phóng thật mau như trước, mà là chạy cực kỳ vững vàng, đồng thời, hắn thường thường quan sát Bùi Đông Lai, xem Bùi Đông Lai hay không có gì thường. Có gì bất thường sao? Đối với Bùi Đông Lai mà nói, lúc mới vừa rồi hắn thất thố, hoàn toàn là bởi vì đột nhiên trong đầu tràn vào rất nhiều ký ức khác lạ, không quá thích ứng. Mà hiện giờ, hắn đã hoàn toàn dung hợp ký ức Tiêu Phi ở phần đua xe không nói, còn đã khôi phục kỹ năng lái xe, tự nhiên sẽ không tiếp tục cảm thấy dị thường. Tương phản, vừa rồi Đông Phương Lãnh Vũ biểu diễn kỹ thuật lái xe đó, ở hắn xem ra, tựa như tiểu hài tử qua chơi nhà tròi, căn bản không đáng giá được nhắc tới. Bảo Sơn nằm ở giữa Đông Hải và Nam Kinh, cảnh trí hấp dẫn lòng người, là lúc trước Đông Hải dốc sức khai phá mở mang nơi này để biến thành một khu du lịch nói chung, một khu du lịch có phong cảnh đẹp muốn nổi tiếng, phải đồng thời hoàn thiện cơ sở vật chất là vô cùng quan trọng. Khu du lịch Bảo Sơn ở mặt cơ sở hạ tầng làm phi thường tốt, càng đáng nhắc tới chính là quốc lộ dành cho khu du lịch đầu tư rất cao, hoàn toàn đã siêu việt lên, cơ hồ đạt đến cấp bậc đường cao tốc. Người không biết rõ tình hình thì bảo nâng cấp một quang cảnh quốc lộ tốt đến như vậy, hoàn toàn là lãng phí, còn người ở phía sau bức màn thì rất rõ ràng, khu cảnh du lịch Bảo Sơn theo ý nào đó lên nói chỉ là một màn che,
nó là vì che giấu trường đua xe ngầm lớn nhất nước trường đua xe Bảo Sơn là tồn tại ở nơi đây. Có lẽ là bởi vì trường đua xe Bảo Sơn không thể công khai ra bên ngoài nên muốn vào phải đi vòng một hồi, vì thế khi xe nào ra vào cũng được tính toán so độ kỹ lưỡng. Chập tối, trong núi một khúc đường lộ trống đèn đuốc sáng trưng, dòng xe cộ như nước, kín người hết chỗ. Trong đó, một ít nhân vật nổi tiếng trong xã hội đem xe đứng ở bãi đỗ xe riêng, liền tiến nhập vào trong tòa nhà kiến trúc 4 tầng, ở trong đó là nơi phục vụ xa hoa không nói, càng quan trọng là vừa đồng thời được hưởng thụ phục vụ xa hoa vừa được so sánh đối chiếu với cuộc đua tiến hành phía dưới. Trừ bỏ những nhân vật có địa vị ngoài xã hội đó, ở đó còn có một số người có chút thân phận, địa vị bình thường, tuy nhiên đối với những cuộc đua xe này luôn khiến họ kích thích, bọn họ tuy rằng không có tư cách tiến vào tòa nhà 4 tầng, nhưng vẫn có thể tham gia hội đêm lửa trại bên ngoài. Cái gọi là đêm lửa trại tất nhiên người đến đua xe chịu trách nhiệm, chính là ra giá cao mời ít phụ nữ nhảy thoát y đến góp vui, những cô nàng này mặc trang phục gợi cảm, đứng ở bên cạnh đống lửa, nhảy múa theo tiếng âm nhạc vang dội, khiêu lên cảm hứng tột cùng rồi chậm rãi đem y phục trên người cởi ra dần sau đó vứt cho mọi người xung quanh. Mỗi khi cô gái nào cởi đến nội y bên trong, mọi người xung quanh sẽ kêu gào inh ỏi, quang cảnh máu huyết như muốn sôi trào. Nhưng cô gái nhảy thoát y đó, mặc đồ lót không chỉ một bộ, mỗi khi cởi ra hết một bộ thì lại xuất hiện một bộ khác. Các nàng làm như thế chẳng những không khiến những người chung quanh đó bất mãn, ngược lại càng có thể khiến họ thích thú, kích thích thêm mà thôi. Ông, không biết qua bao lâu, từ phía trước từng tiếng chói tai ầm vang lên truyền đến, hấp dẫn sân bãi mọi người đang tham gia lửa trại, cũng hấp dẫn mọi ánh mắt từ cửa sổ của khu nhà 4 tầng kia. Điếc tai trong tiếng nổ vang, dưới cái nhìn soi mói, từng chiếc xe thể thao hoa mỹ hợp thành một hàng dài ô tô, mình mông ràng ràng chạy nhanh lại đây. Họ đến rồi. Ta kháo, nơi này ít nhất trên 100 cỗ xe thể thao a. Đúng vậy, theo ta thấy, phàm là ô tô trên tạp chí thể thao, nơi này đều có. Nghe nói Sa Vương là đi ra từ câu lạc bộ chủ nhân phía sau màn, hắn đã thi đấu hòa cùng Hàn Quốc Sa Vương. Câu lạc bộ siêu bảo đó tự nhiên đến đây chắc hẳn muốn đến trợ uy. Mắt thấy từng chiếc xe thể thao đi tới trên đất trống, theo thứ tự dừng lại, hiện trường một mảnh xôn xao, trong đó nhóm người yêu xe nghị luận sôi nổi, bên cạnh không ít người nhìn qua phía xe thể thao này rực rỡ tươi đẹp, ánh mắt mang theo vài phần cực nóng, vài phần hâm mộ. Từng chiếc xe thể thao theo thứ tự sau khi dừng lại, lúc này chủ nhân từng chiếc xe đi xuống. Một gã tổ chức phương người phụ trách trước tiên tiến lên cùng người đứng đầu bọn họ nói chuyện với nhau, cố gắng mời bọn họ tiến vào khu nhà xa hoa kia nghỉ ngơi một lát, kết quả bị cự tuyệt. Bọn hắn muốn ngồi đợi thần tượng của bạn hắn người sáng lập câu lạc bộ siêu bào, đồng dạng có tiếng đại lục Sa Vương. Đồng thời chờ đợi, bọn hắn lấy phân khu chia mấy phe cánh, trong đó Đông Hải bên này đo Tôn Vệ Đông cầm đầu. Tôn ca, xem ra, bọn Đông Phương Lãnh Vũ còn chưa tới a. Dựa vào Tôn Vệ Đông, Chu Đào may mắn đã trở thành một thành viên trong câu lạc bộ siêu bào, hắn xuống xe quét mắt bốn phía, không chứng kiến Đông Phương Lãnh Vũ trong cỗ xe nghiêu bài Aston Martin 177, nhịn không được nói. Hắn sẽ không cho chúng ta nhìn trời đêm chứ? Không đợi Tôn Vệ Đông trả lời, phương xa lại truyền lại một tiếng điếc tai, làm cho mọi người sôi nổi ghé mắt lại, loại xe ở Trung Quốc có thể đếm được trên đầu ngón tay Aston Martin 177 hiện ra ở tại trong tầm mắt của mọi người. Trong Aston Martin 177, Đông Phương Lãnh Vũ nhìn trên sân kia từng chiếc xe thể thao hoa mỹ, vẻ mặt cười lạnh nói. Câu lạc bộ siêu bào đều là kẻ ngốc, nhưng lại có thể đều tập hợp đông đủ. Ngồi bên vị trí tay lái phụ, Bùi Đông Lai đã hoàn toàn đã khôi phục bình thường không nói, cũng bởi vì dung hợp kỹ năng cùng trí nhớ của Tiêu Phi về đua xe. Trường hợp đối mặt như vậy, mơ hồ có vẻ có chút hưng phấn. Lúc này, nghe được Đông Phương Lãnh Vũ nói, Bùi Đông Lai hơi có vẻ tò mò hỏi han. Ngươi biết bọn hắn sao? Ta mới không biết bọn ngốc đó. Bực bội. Đông Phương Lãnh Vũ tràn ngập địch ý nhìn thành viên câu lạc bộ siêu bào, ngữ khí tỏ ra bất mãn. Nhận thấy vẻ mặt Đông Phương Lãnh Vũ tràn ngập địch ý, dường như Bùi Đông có thể khẳng định, Đông Phương Lãnh Vũ hơn phân nửa là nhận thức những người đó. Hơn nữa song phương quan hệ thực bất hảo a. Chính như Bùi Đông Lai suy nghĩ, Đông Phương Lãnh Vũ quả thật biết rất nhiều người câu lạc bộ siêu bào. Thân là từ gia tộc đua xe, Đông Phương Lãnh Vũ bởi vì sùng bái Sa Vương Đại Lục, cũng chính là vị chủ nhân của câu lạc bộ siêu bào, từng cố gắng gia nhập câu lạc bộ, kết quả.
bị cự tuyệt. Cự tuyệt hắn nhưng không cự tuyệt Tôn Vệ Đông, người đúng là lúc trước cùng hắn học một trường. Khi đó Đông Phương Lãnh Vũ cùng Tôn Vệ Đông đã không thân thiết gì mấy NV, không tiểu chung trong một bồn mà hai bên còn có xích mích. Dưới tình hình đó, bị Tôn Vệ Đông cự tuyệt gia nhập CLB trực tiếp làm cho hai người quan hệ chuyển biến xấu, hoàn toàn vạch mặt. Đánh cuộc một phen, Đông Phương Lãnh Vũ ở trong 2 năm khổ luyện thì trình độ lái xe đã tăng lên nhanh chóng. Chính là, 20 ngày trước, Đông Phương Lãnh Vũ đối với Tôn Vệ Đông đề nghị lần đầu tiên đấu một trận rồi lại nhận kết thúc thất bại. Điều này làm cho hắn phi thường buồn bực, đồng thời cũng rất không cam lòng. Không cam lòng rất nhiều, hắn lại hẹn hôm nay cùng Tôn Vệ Đông tiến hành khiêu chiến. Đi thôi, Chu Đào, chúng ta qua đó. Mắt thấy Đông Phương Lãnh Vũ đem cỗ xe Aston Martin 177 ngừng lại, Tôn Vệ Đông cười lạnh một tiếng, mang theo thành viên khu câu lạc bộ siêu bào đi tới. Aston Martin 177 dừng, Đông Phương Lãnh Vũ thấy Tôn Vệ Đông cầm đầu một đám người đi tới, hừ lạnh một tiếng, đẩy cửa xe ra, xuống xe. Đông Phương Lãnh Vũ, nghe nói người bị cô giam lỏng, không nghĩ tới người thật đúng là chạy đến. Rất nhanh. Tôn Vệ Đông mang theo mười mấy người ở hai thước phía trước Đông Phương Lãnh Vũ chỗ đứng lại, mang theo vài phần trào phúng nói. Như thế nào, vội vã tặng tiền cho ta sao? Tôn Vệ Đông, trận đấu còn chưa mở kết thúc đâu, ai chết vào tay ai còn chưa biết, người đừng điên cuồng ngạn mạn quá. Đối mặt Tôn Vệ Đông châm chọc, Đông Phương Lãnh Vũ không chút khách khí phản kích. Ha ha! Đông Phương Lãnh Vũ phản kích làm cho đoàn người Tôn Vệ Đông phá lên cười. Tựa hồ như cười nhạo Đông Phương Lãnh Vũ không biết tự lượng sức mình. Cùng lúc đó, trong xe Bùi Đông Lai nghe được Song Phương nói những lời đó, lông mày nhíu lại, xuống xe đi đến họ Đông Phương Lãnh Vũ bên cạnh, hỏi. Tiểu Vũ, người muốn cùng bọn họ đua xe. Đông Phương Lãnh Vũ bị đoàn người Tôn Vệ Đông cười nhạo, tức giận đến mặt phát tím không nói, hai đấm nắm chặt, lúc này nghe được Bùi Đông Lai nói, cũng không trả lời, chính là gắt gao nhìn chằm chằm Tôn Vệ Đông. Mà bên cạnh Tôn Vệ Đông, Chu Đào chứng kiến Bùi Đông Lai phía sau, vốn là ngẩn ra, theo sau như là nhớ ra cái gì đó, một chút không động đậy. Tên hai lúa, thật sự không ngờ ta còn có thể ở Đông Hải đụng tới ngươi, thế giới thật đúng là nhỏ a. Đứng phía sau, Chu Đào oán độc trừng mắt Bùi Đông Lai, khóe miệng bỗng nhếch một nụ cười lạnh như băng. Nụ cười lạnh giống như đang nói, Bùi Đông Lai, ngươi trốn được lần đầu nhưng lại không trốn được 15. Trốn. Cần sao? Mới vừa rồi Bùi Đông Lai ở trong xe cũng không chú ý tới Chu Đào, lúc này, ngạc nhiên nghe được lời nói của Chu Đào, hắn theo bản năng đem ánh mắt nhìn về phía Chu Đào, chứng kiến người xem ra không tính xa lạ trước mặt, trong nhất thời nhớ lại ngày đầu tiên mình cùng Chu Đào phát sinh xung đột, cũng nhận ra hận ý trong mắt Chu Đào. Bên kia Tôn Vệ Đông và người câu lạc bộ siêu bào ở Đông Hải này đều nghe nói Chu Đào bị một gã nhà quê làm cho sợ tới mức ngay cả trước mắt mọi người cũng không dám phản bác lại. Trực tiếp chạy trốn. Hiện giờ, nghe được lời nói Chu Đào, bọn hắn không hẹn mà cùng đem ánh mắt hướng về phía Bùi Đông Lai, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Dường như, bọn hắn nằm mơ cũng không ngờ, gã nhà quê trong miệng Chu Đào sẽ có quan hệ với Đông Phương Lãnh Vũ. Đừng nói chi là bọn hắn mà ngay cả Đông Phương Lãnh Vũ cũng không ngờ Bùi Đông Lai lại quen biết với Chu Đào, lập tức dùng một loại ánh mắt kinh ngạc nhìn Bùi Đông Lai. Thế giới đích xác rất nhỏ. Nhận thấy được trong mắt Chu Đào tràn đầy vẻ hận ý, Bùi Đông Lai cũng không có sợ hãi, lúc trước giai đoạn thứ hai dung hợp chưa bắt đầu, hắn đối mặt Đông Bắc Tiểu Vương gia Nạp Lan Trường Sinh chưa từng lui về phía sau nửa bước, hiện giờ, hắn đã bắt đầu giai đoạn thứ hai dung hợp, sẽ sợ Chu Đào sao? Tiểu tạp chủng, ngươi! Mắt thấy Bùi Đông Lai nhận ra mình, chẳng những không có cảm thấy sợ hãi, còn lại lộ ra bộ dáng vô tâm không lo, Chu Đào tức giận tới mức mức chửi nháo lên. Nhưng mà, không đợi hắn buông hết lời mắng bẩn thỉu, mà ở một bên Tôn Vệ Đông đem ánh mắt chuyển rời khỏi Bùi Đông Lai, hướng về phía Đông Phương Lãnh Vũ, suy nghĩ một chút rồi hỏi. Đông Phương Lãnh Vũ, ta nhớ được ngươi luôn luôn thích độc lai độc vãng, như thế nào hiện tại dẫn theo người? Hắn là ai vậy, là tùy tùng của ngươi sao? Chuyện của lão tử cần phải báo cáo với ngươi sao? Đối mặt câu hỏi Tôn Vệ Đông, Đông Phương Lãnh Vũ vẻ mặt cười lạnh. Đông Phương Lãnh Vũ, đừng tưởng rằng tiểu cô của mày ở Đông Hải là nhân vật tiếng tăm thì mày muốn làm gì thì làm. Đối mặt với vẻ ngông cuồng tự cao của Đông Phương Lãnh Vũ, lập tức có người trong siêu bào câu lạc bộ bực dọc.
Đông Phương Lãnh Vũ nhìn chằm chằm tên mở miệng kia, lạnh lùng nói. Lão tử đã cuồng 17 năm, nếu ngươi khó chịu, cứ việc đi lại đây, cho dù là bản thân mày hay là ngươi nào chống lưng cho mày thì nếu lão tử nói một chữ không thì lão tử chính là con của mày. Ngươi, nghe được lời nói của Đông Phương Lãnh Vũ, tên kia như bị đánh vào mặt, miệng mở ra, theo bản năng muốn phản kích, nhưng không biết nên nói cái gì cho tốt. Mà xung quanh hắn mọi người tuy là đồng bạn nhưng không có ai đứng ra nói đỡ cho hắn, trái lại còn đưa vẻ mặt vô can ra nhìn, một đám tuy rằng không thích Đông Phương Lãnh Vũ nhưng lại không có ý phản bác. Đông Phương Lãnh Vũ, mọi người đều là lớn cả rồi, có việc tìm người lớn trong nhà ra mặt không hay đâu. Trong lòng của Tôn Vệ Đông cũng rất căm tức, bất quá hắn không có nổi giận, mà hài hước nhìn Đông Phương Lãnh Vũ. Vừa rồi, Chu Đào vốn hận không thể lập tức cho Bùi Đông Lai quỳ xuống nhận sai. Nghe được Tôn Vệ Đông nói như vậy, trong mắt hắn thấy như Bùi Đông Lai cùng Đông Phương Lãnh Vũ quan hệ không tầm thường, không phải là thứ hắn có thể tùy tiện dẫm đạp. Lúc này, Tôn Vệ Đông muốn giải nguy cho Chu Đào, trong lòng vừa động, cười lạnh nói. Đông Phương Lãnh Vũ, mày không phải cùng với Tôn ca đua xe sao? Chúng ta bên này cá thêm 100 vạn, nếu mày thắng, 600 vạn này toàn bộ đưa cho mày. Nhưng là, nếu mày thua, mày chẳng những phải xuất ra 500 vạn. Còn phải để người bên cạnh của mày lưu lại một bàn chân. Lần đánh cược này mày dám chơi hay không hả Đông Phương Lãnh Vũ? Tôn Vệ Đông tựa hồ cũng biết Chu Đào rất muốn lấy lại thể diện, vì thế đưa cho Chu Đào một cái thang bước xuống. Dám tiếp nhận không? Đông Phương Lãnh Vũ không trả lời ngay. Ha ha! Mắt thấy Đông Phương Lãnh Vũ không dám trả lời, Tôn Vệ Đông cùng nhóm người của câu lạc bộ siêu bảo đang đứng phía sau nghĩ Đông Phương Lãnh Vũ sợ. Lập tức nổ ra một trận cười chế giễu. Nụ cười kia giống như đang nói, Đông Phương Lãnh Vũ, mày không phải ngông cuồng sao? Như thế nào hiện tại không ngông cuồng nữa đi? Đối mặt mấy khuôn mặt cười nhạo đó, vẻ mặt của Đông Phương Lãnh Vũ vẫn bình tĩnh trầm giọng nói. Tôn Vệ Đông, không phải lão tử không dám cá cược với ngươi, chỉ là việc cá cược cũng chỉ liên quan giữa ta và các ngươi, dựa vào cái gì muốn dùng Đông Lai Ca làm vật đặt cược? Đông Lai Ca. Nghe được xưng hô như thế, đám người Tôn Vệ Đông không khỏi sửng sốt. Bọn hắn vốn tưởng rằng Bùi Đông Lai chính là một tên tùy tùng đi theo Đông Phương Lãnh Vũ, thật không ngờ hai người lại có quan hệ tốt như vậy. Đám người Tôn Vệ Đông liền ngây người cả ra, đồng thời hảo cảm của Bùi Đông Lai đối Đông Phương Lãnh Vũ cũng tăng lên không ít. Xem ra, Đông Phương Lãnh Vũ tuy là người ăn chơi trác táng hung hăng càn quấy lúc nào cũng tỏ ra ngông cuồng, nhưng mà cũng chưa hẳn là xấu, chẳng hạn như hiếu thuận biết nói nghĩa khí. Tụi mày muốn chơi tới cùng chứ gì? Mắt thấy đám người Tôn Vệ Đông không nói lời nào, Đông Phương Lãnh Vũ cười lạnh nói. Hôm nay lão tử liền chơi theo tới cùng tiền thì cũng đéo có ý nghĩa gì cả, Tôn Vệ Đông, lão tử với ngươi cược mạng. Cược mạng? Ngạc nhiên nghe Đông Phương Lãnh Vũ nói vậy, tất cả người bên Tôn Vệ Đông sắc mặt đều tái đi cả. Bọn hắn đều nhìn Đông Phương Lãnh Vũ không phải nói đùa, mà muốn cược mạng thật sự. Nhận thấy được điểm này. Bọn hắn nhất thời trầm mặc. Bọn hắn thật không hiểu, vì chọc tới một tên tùy tùng nho nhỏ đi bên cạnh mà Đông Phương Lãnh Vũ lại muốn cược mạng sao? Chưa nói đến lấy mạng, động tay chân với Đông Phương Lãnh Vũ một chút thôi, bọn hắn đều không dám. Dù sao, cô của Đông Phương Lãnh Vũ chính là Độc Mân Côi Liễu Nguyệt. Là một người kêu mưa gọi gió, một tay che trời ở đất Đông Hải này. Đông Phương Lãnh Vũ, ta muốn cược với tên kia. Vì hắn và Chu Đào từng xích mích mà thôi. Có lẽ bị khí thế Đông Phương Lãnh Vũ áp chế, Tôn Vệ Đông có chút hít thở không thông. Đông Phương Lãnh Vũ cười lạnh. Không cần nói những lời dư thừa đó, dám chơi hay không, nói tao nghe một câu. Như vậy đi, Đông Phương Lãnh Vũ, chúng ta đem Chu Đào cùng người phía sau mày cộng thêm 500 vạn làm tiền cược, như thế nào? Có lẽ Đông Phương Lãnh Vũ quá mức áp bức, Tôn Vệ Đông cũng nổi giận. Trực tiếp quăng Chu Đào ra làm vật cược. Đối với việc này, Chu Đào cảm thấy một trận sợ hãi, nhưng khi hắn nghĩ tới việc Đông Phương Lãnh Vũ đua xe còn lâu mới bằng Tôn Vệ Đông thì hắn lại cảm thấy yên tâm rất nhiều. Thế nào, tên nhà quê kia, có dám đánh cuộc hay không? Lòng đã vững lại, Chu Đào ác độc nhìn chằm chằm Bùi Đông Lai hỏi. Đối mặt khiêu khích của Chu Đào, Đông Phương Lãnh Vũ muốn phát hỏa, bỗng nhiên Bùi Đông Lai luôn luôn trầm mặc không nói lại nở nụ cười. Không khí đang căng thẳng đột nhiên hòa hoãn bớt vì cái cười thản nhiên của hắn. Nụ cười kia như ngạo thị tất cả mọi người.
Nhìn Bùi Đông Lai cười khinh thường, không chỉ đám người Tôn Vệ Đông ngạc nhiên một trận, mà ngay cả Đông Phương Lãnh Vũ cũng có chút buồn bực. Tiểu Vũ, cược theo đi. Cười xong, Bùi Đông Lai thu liếm lại, dùng một loại ánh mắt như thợ săn xem kỹ con mồi ánh mắt quét qua đám người Tôn Vệ Đông một cái, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại trên người Chu Đào, chậm rãi chìa hai ngón tay. Bất quá, không phải một cái chân, là hai cái chân. Hai bàn chân sao? Hả? Bùi Đông Lai vừa nói hết câu, vẻ mặt đám người Tôn Vệ Đông liền thay đổi. Ngay cả Đông Phương Lãnh Vũ cũng khiếp sợ trợn mắt há mồm. Mới vừa rồi, hắn sở dĩ không có đáp ứng, vì hắn không có tư cách đem Bùi Đông Lai làm vật cược, hơn nữa hắn nghĩ mình không thắng nỗi Tôn Vệ Đông. Còn về phần sau đó hắn kịch liệt đòi cược mạng, chính là không muốn mất mặt, cũng như giữ chút khí thế. Đông Lai ca. Rất khiếp sợ, Đông Phương Lãnh Vũ không kìm được gọi một tiếng Đông Lai ca, muốn làm cho Bùi Đông Lai suy nghĩ lại. Nhưng mà, không cho Đông Phương Lãnh Vũ nói hết, Tôn Vệ Đông vừa cười vừa nói. Tốt, tốt lắm, mày có khí phách, Đông Phương Lãnh Vũ, người của mày đã đồng ý đem hai chân của hắn làm tiền đặt cược, đừng nói ta ngươi sợ không dám chơi chứ. Được rồi, chẳng phải nãy giờ đã nói rõ ràng rồi sao? Không đợi Đông Phương Lãnh Vũ mở miệng tội nghiệp thằng bé, Bùi Đông Lai đã mỉm cười. Nhưng mà, sau khi đánh cuộc kết thúc nhất định thực hiện giao ước. Tốt, mày được lắm. Lại nghe Bùi Đông Lai nói vậy, Tôn Vệ Đông liếc mắt nhìn rồi sau đó lại như sợ hai người Bùi Đông Lai thay đổi ý định, liền vung tay lên. Chúng ta đi. Không thể không nói, Tôn Vệ Đông trong vòng tròn này quả thật rất có danh khí, lời hắn mới vừa thốt ra, cả đám người liền rời đi. Chỉ là, khi rời đi, Chu Đào cười lạnh liếc nhìn Bùi Đông Lai, như ngụ ý nói, tên hai lúa kia, hai cái chân của mày, thuộc về tao rồi. Mắt thấy đám người Tôn Vệ Đông kéo nhau đi, vẻ mặt của Đông Phương Lãnh Vũ vô cùng phức tạp. Cho tới nay, hắn là một người rất nóng nảy, sẽ không dễ dàng chịu thua. Nếu không như thế, ngày hôm đó hắn đã chẳng cố nhịn đau mà đánh với Bùi Đông Lai. Đồng dạng, hắn cũng không muốn thua Tôn Vệ Đông, vì biết rõ phần thắng của mình là rất ít nên mới tăng cao tiền đặt cược mà cá với Tôn Vệ Đông. Bởi vì trong người chảy một dòng máu không muốn chịu thua bất kỳ ai, nên khi nghe Bùi Đông Lai nói lấy hai chân làm tiền cược, hình ảnh Bùi Đông Lai trong lòng hắn liền thay đổi một trời một vực so với trước kia. Mà như thế, sự lo lắng trong lòng hắn càng đậm, vì tỷ lệ mình thắng Tôn Vệ Đông rất thấp, nếu chỉ cược cái chân của mình thì cho dù thua cũng không tiếc, mà hiện tại, biết rõ mình sẽ thua mà Bùi Đông Lai cũng nguyện chịu hai cái chân. Đông Lai ca, hy vọng thắng của ta không lớn. Đông Phương Lãnh Vũ nói xong, cắn chặt răng, đem tình hình chân thực nói cho Bùi Đông Lai. Tiểu Vũ, ta tin tưởng, phải tin tưởng vào chính bản thân mình mới đúng chứ. Bùi Đông Lai vỗ vỗ vai Đông Phương Lãnh Vũ, cười nói. Chúng ta nhất định sẽ thắng. Nếu Đông Lai ca đã tin tưởng vào ta như vậy thì ta cũng không có gì để sợ. Tuy rằng không biết Bùi Đông Lai vì sao đối với chính mình tin tưởng như vậy, nhưng mà... Đông Phương Lãnh Vũ không khỏi bị Bùi Đông Lai ảnh hưởng, hắn khí phách nói. Bất quá, Đông Lai ca yên tâm, nếu thua, ta sẽ không cần thanh danh của mình, cũng sẽ không để ca đem hai chân của mình ra bồi thường đâu. Nghe Đông Phương Lãnh Vũ nói như vậy, Bùi Đông Lai hiểu nếu như Đông Phương Lãnh Vũ có thua trận đấu này thì cho dù đoàn người Tôn Vệ Đông có muốn cũng không thể ép buộc được. Chỉ là, nếu làm như thế, Đông Phương Lãnh Vũ sau này ra đường danh tiếng cũng bị bôi xấu mà thôi. Đối với một người có tâm khí cao ngạo như Đông Phương Lãnh Vũ mà nói thì đó tuyệt đối là cơn ác mộng. Mà hiện giờ, Đông Phương Lãnh Vũ thả một mình nhận chuyện đó chứ không muốn Bùi Đông Lai đem hai chân ra làm vật cược. Điều này làm Bùi Đông Lai không khỏi âm thầm cảm thấy may mắn vì quyết định vừa rồi là chính xác. May mắn như vậy, hắn không còn gì nói nữa, chỉ đứng cười ngây ngô như qua tử. Tươi cười ngây ngô là vậy, nhưng đằng sau là răng nanh sắc bén. Đêm càng khuya, trường đua Bảo Sơn càng ầm ĩ, xe chạy đến không ngừng, đa phần là những nhân vật có tiếng trong xã hội. Bọn họ đều là người có thân phận, công việc lại bận rộn, không thể đến sớm như những người yêu thích đua xe kia được, chỉ có thể đến sau rồi nghe bàn tán về cuộc đấu của Sa Vương. Mặc dù trường đua Bảo Sơn này tối nay sự kiện hấp dẫn nhất là cuộc đua giữa vua đua xe ngầm Hàn Quốc Thôi Vĩnh Tinh cùng Sa Vương Đại Lục, nhưng mà, trước đó để hâm nóng không khí, chủ trường đua còn tổ chức thêm hai trận đua nữa.
chân thứ nhất do chủ trường đua cùng ba gã trong câu lạc bộ siêu bào, kết quả chủ trường may mắn thắng hiểm, nhờ thế hắn cũng kiếm được một khoản kha khá. Trận thứ hai chính là giữa Đông Phương Lãnh Vũ đấu cùng Tôn Vệ Đông. Ngoài ra còn có một người đến từ Hồng Kông tham gia. 10 giờ 30 đêm, trận đấu của Đông Phương Lãnh Vũ còn chưa bắt đầu, thì bên phe siêu bào đã ồn ào đón chào vị đại thiếu phương Bắc được nghênh đón nhất đêm nay cũng là một trong những chủ nhân phía sau của câu lạc bộ siêu bào. Xe hắn lái tới là một chiếc Koenigsegg, được mệnh danh U Linh Chi Tử. U Linh Chi Tử trong truyền thuyết, chủ nhân sau màn câu lạc bộ siêu bào, Sa Vương Đại Lục. Tất cả mọi việc đó làm cho mọi người hoàn toàn phát cuồng, bọn họ điên cuồng hò hét, phát tiết cảm xúc ở trong lòng. Thậm chí ngay cả một số nhân vật nổi tiếng trên tầng lầu cũng nhìn không được mà tiến ra ban công để nhìn cỗ xe Koenigsegg đang chậm rãi đi tới. Rất nhanh, trong tiếng hoan hô của mọi người, cỗ xe được xưng U Linh Chi Tử Koenigsegg dừng ở trước đường chạy, trước mặt Tôn Vệ Đông và nhóm người của câu lạc bộ siêu bào. Chạy đến chỗ trung tâm, chiếc Koenigsegg liền giống như vương giả đứng giữa mọi người, làm cho chiếc Aston Martin 177 của Đông Phương Lãnh Vũ và toàn bộ xe thể thao trong sân bãi của mọi người ảm đạm thất sắc. Tới khi dừng lại, một gã thanh niên mặc y phục đua xe chậm rãi bước xuống. Người thanh niên mới vừa xuống xe, những người trong câu lạc bộ với người chủ của trường đua vội ra chào đón. Từ xa, Bùi Đông Lai thoáng nhìn người đi đầu của nhóm chủ sự trường đua là một người mặc một bộ lễ phục dạ hội màu hồng, chân mang một đôi cao gót hồng, ngay cả túi đeo hở bên vai cũng cùng một màu. Đấy nhất định là một bộ lễ phục được đặt thiết kế riêng. Bởi vì ánh đèn quá chói, Bùi Đông Lai không thể thấy rõ dung mạo, nhưng có thể đoán chắc rằng người có thể trở thành chủ nhân của trường đua Bảo Sơn này thì thân phận cũng không thể nào đơn giản, mỹ sắc chắc rằng không kém chút nào. Tên thiếu gia kia nói vài câu với nữ nhân mặc bộ đầm dạ hội màu hồng và những người phía sau rồi cùng Tôn Vệ Đông đi về phía tòa nhà 4 tầng, khí thế thật phô trương lăng lệ. Nhìn qua cảnh đó, Đông Phương Lãnh Vũ vừa hâm mộ lại khinh thường. Thấy phản ứng của Đông Phương Lãnh Vũ, Bùi Đông Lai nhịn cười không được liền hỏi. Tiểu Vũ, so đấu khi nào thì bắt đầu? Chút nữa, 11 giờ sẽ bắt đầu. Đông Phương Lãnh Vũ không nhìn nữa mà quay sang trả lời. Nghe thế, Bùi Đông Lai không nói gì nữa mà cố gắng hồi tưởng lại trong trí nhớ của Tiêu Phi về những chuyện của tên Sa Vương Đại Lục kia. Lúc đó mới nhận ra rằng chẳng hề biết đến tên đại thiếu phương Bắc này, mà có một đoạn ký ức về vua đua xe Hàn Quốc Thôi Vĩnh Tinh. Trong đoạn ký ức đó, Tiêu Phi từng ở một ngọn núi Hàn Quốc, dùng thủ đoạn chơi đùa mà chiến thắng Thôi Vĩnh Tinh. Tiêu Phi thật đúng là châu bò. Khi nhớ hết đoạn ký ức đó, Bùi Đông Lai không khỏi âm thầm bội phục Tiêu Phi cường đại, đồng thời, hắn cũng hiểu được, khi còn trong Long Nha, không chỉ đua xe mà những mặt khác Tiêu Phi cũng đều rất xuất sắc. Trong lúc Bùi Đông Lai đang âm thầm cảm thán thì từ xa, lại một tiếng máy xe nổ điếc tai ầm ầm truyền đến, vang cả góc trời. Sa Vương Hàn Quốc đến đó. Tiếng xe ầm ầm vang lên thì một người vội hô lên. Lúc đó, bầu không khí náo nhiệt mới vừa dịu thì lại đâng lên cao trào. Dần dần, những người ham thích đua xe cùng với những nhân vật có tiếng khác chăm chú nhìn chiếc Bugatti Veyron, chiếc xe được xưng vua trong các loại xe thể thao, chậm chậm chạy vào bãi. Bugatti Veyron. Thấy chiếc xe thể thao vua đó chạy đến, không ít người liền ầm ĩ kêu lên. Cùng lúc đó, khi nhận được tin của nhân viên, nữ nhân hồng bào kia đã quay lại sân đón chào chiếc xe đó. Lúc này đây, bởi ngọn đèn không quá chói mắt, Bùi Đông Lai thấy rõ ràng. Đó là một thân ảnh có thể đoạt mạng người A. Vóc dáng của nàng không hẳn cao, chỉ 1m60 lắm. Nhưng thân hình nàng trên dưới thật hoàn mỹ, nhất là hai hung khí trước ngực, có chút khủng bố. Andy, bất quá ta thích. Đối với hung khí giết người đó, lúc nào cũng hấp dẫn ánh mắt nhìn đắm đuối của nam nhân cả. Mà chính bản thân nàng cũng vô cùng tự hào với nó, đêm nay nàng cố ý mặc áo dạ hội cổ thấp, chẳng những lộ ra từng mảng da thịt tuyết trắng, mà còn lộ rõ ra khe hở sâu hun hút, hai quả cầu ấy đè ép vào cùng một chỗ, thật mê người. Trừ nơi đó ra, đôi chân dài cũng khiến người khác hoa mắt. Biên, mâu thuẫn vại chùi, trên bảo cô cao dưới kêu chân dài bằng. Bằng. Ánh mắt của nàng bình thường lúc nào cũng giống như có ma lực, có thể trong thời gian ngắn nhất, kích thích tuyến thượng thận những người nam nhân đối diện tăng cao. Đây giống như sự mị hoặc trong xương tủy tản ra ngoài. Tiểu Vũ, người kia là ai vậy?
Nhận thấy được sức thu hút khủng bố từ người con gái kia, Bùi Đông Lai nhịn không được hỏi. Đông Lai ca, ngay cả tiểu cô của ta mà không nhìn chúng chẳng lẽ lại đi nhìn chúng nàng ta? Nghe câu hỏi của Bùi Đông Lai, Đông Phương Lãnh Vũ có chút buồn bực, người con gái đó hắn xem kém cô mình 1.800 vạn dặm. Nghe câu trả lời của Đông Phương Lãnh Vũ mang theo ý chán ghét, Bùi Đông Lai liền hiểu ra Đông Phương Lãnh Vũ cùng nữ nhân kia có mối quan hệ không tốt đẹp gì, hoặc giả là giữa Liễu Nguyệt cùng nữ nhân đó mới đúng. Bởi vì với cách nhìn của Bùi Đông Lai, về mặt nhan sắc thì Liễu Nguyệt có vẻ hơn, nhưng cái cảm giác Liễu Nguyệt mang đến cho người ta là sự lạnh lùng băng giá, đối với nam nhân tất nhiên là kém thu hút hơn nữ nhân mặc đầm dạ hội màu hồng kia, nữ nhân kia mỗi nụ cười mỗi động tác đều có cảm giác như khiêu khích người khác, như một ma nữ đang mê hoặc chúng sinh. Thôi tiên sinh, đối thủ của ngài là Khang Thiếu đã tới, trận đấu của Vân Ấn định là 0 giờ, ngài còn dặn dò gì không? Thấy Thôi Vĩnh Tinh bước xuống, nữ nhân hồng bào kia liền bước ra nghênh tiếp, đồng thời tươi cười hỏi han. Cảm thụ được mỹ ý phát ra từ người đối diện, dù lần này Thôi Vĩnh Tinh tới Trung Quốc báo thù cũng nhìn không được mà thất thần trong nháy mắt. Không vấn đề gì nữa, quý tiểu thư. Giây phút thất thần trôi qua, Thôi Vĩnh Tinh không nhìn mọi người xung quanh một chút nào mà giống như thượng đế, lạnh lùng đi ngang qua ánh mắt hâm mộ của mọi người và tiến tới tòa nhà 4 tầng kia. Nơi đó, người hâm mộ đua xe cứ la hét chói tai, Thôi Vĩnh Tinh và nữ nhân hồng bào quý tiểu thư đó cùng đi vào tòa nhà 4 tầng. Mắt thấy họ dần dần biến mất, Vương Khang trong một gian phòng riêng được câu lạc bộ siêu bào thuê, thu hồi ánh mắt của mình lại. Thôi Vĩnh Tinh mới vừa trở lại đua xe thôi. Trước đó không lâu hắn giành chiến thắng trước các vua đua xe của Nhật, Hồng Kông, Đông Nam Á. Thấy Khang Thiếu không nhìn nữa, Tôn Vệ Đông cười cười nói. Nhưng mà, hắn đã gặp sư phó, hắn chỉ có thất bại. Tôn Vệ Đông chẳng những là người phụ trách của câu lạc bộ siêu bào ở Đông Hải này, hắn còn được tính một nửa đệ tử của Khang Thiếu, tự nhiên là muốn vuốt đuôi ngựa. Đúng vậy, cái gì mà vua đua xe Hàn Quốc, đối với Khang Thiếu, chỉ là cặn bã. Tôn Vệ Đông vừa dứt lời, Chu Đào lần đầu gặp mặt Khang Thiếu cũng phụ họa theo, cảm giác như hận không thể cúi người cho Khang Thiếu bước lên để khỏi dơ dày. Biên ơi, vậy được hem. Biên trả lời, được rồi, ca ca. Không riêng gì hai người họ, người khác trong câu lạc bộ siêu bào cũng bàn luận ầm ĩ cho rằng Thôi Vĩnh Tinh không phải là đối thủ của Khang Thiếu, vuốt đuôi ngựa không ngừng. Đối với những lời khen đó, Vương Khang chỉ thờ ơ lãnh ngạo như trước, chỉ hỏi Tôn Vệ Đông. Vệ Đông, ta nghe tối nay ngươi cũng đấu. Vệ Đông kể chi tiết rồi đáp. Tiểu tử Đông Phương Lãnh Vũ đó thua không phục, muốn khiêu chiến lại. Không được làm mất mặt ta. Nghe Tôn Vệ Đông trả lời, Khang Thiếu lạnh lùng nói. Yên tâm sư phó, hắn so với ta không cùng đẳng cấp. Tôn Vệ Đông thề thốt, thân là đồ đệ của Khang Thiếu, đối thực lực chính mình hắn có lòng tin tuyệt đối. Khang Thiếu không nói gì cả mà trầm mặc nhắm mắt. Tựa hồ muốn nghỉ ngơi. Đối với việc đó, đám người trong câu lạc bộ không dám quấy rầy, chỉ đành quay sang khuyến khích Tôn Vệ Đông. Cùng lúc đó, Sa Vương Hàn Quốc Thôi Vĩnh Tinh cùng quý tiểu thư đi đến một phòng nghỉ xa hoa. Thôi tiên sinh, ngài nghỉ ngơi một chút, chờ trận đấu kế chấm dứt là đến phiên của ngài. Quý tiểu thư sau khi vào phòng liền tự mình mở một chai Lafite, rót một ly cho Thôi Vĩnh Tinh. Thôi Vĩnh Tinh nhận ly rượu, hỏi. Ai so đấu vậy? Là một người trong câu lạc bộ siêu bào đấu với một gã đua xe ở đất Đông Hải này cùng với một người từ Hồng Kông sang. Quý tiểu thư vừa nói vừa xoay người làm một động tác mê hồn, tươi cười nói. Tên đến từ câu lạc bộ siêu bào đó là đệ tử của Khang Thiếu. Kim Hy Mỹ. Nghe quý tiểu thư nói vậy, Thôi Vĩnh Tinh thoáng nhìn ra phía sau rồi vẫy vẫy, nói. Một hồi ngươi cũng đăng ký tham gia đua đi, nhớ kỹ, chỉ cho thắng. Không được phép thua. Vâng thưa xã trưởng. Người gọi là Kim Hy Mỹ vội lĩnh mệnh. Thấy một màn như vậy, quý tiểu thư không khỏi nở một nụ cười, cười mà giống mê hoặc người. Nàng biết rõ ràng, Kim Hy Mỹ ngoài mặt là trợ thủ nhưng thật ra là đệ tử Thôi Vĩnh Tinh, kỹ thuật lái xe đương nhiên không tầm thường. Ở trận đấu này, bọn họ muốn dùng đồ đệ của mình để đánh giá đối phương. Chỗ tốt của mặt này, quý tiểu thư dùng ngón chân cũng có thể đoán được. 10 phút sau, người Hồng Kông tham gia đua xe đã đến, lái một chiếc Lamborghini tiến vào đường đua. Sau đó, Tôn Vệ Đông cùng Chu Đào và một nhóm người của câu lạc bộ siêu bào đi ra từ tòa nhà 4 tầng,
hướng tới chiếc xe màu trắng bạc của hắn, chiếc SS Citueter, biệt hiệu đại thần lằn, sở hữu động cơ 7.0LV8 tăng áp kép, cho công suất 1.350 mã lực có khả năng tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong 2,8 giây và tốc độ tối đa là 442 km/h. Chiếc SS Citueter của Tôn Vệ Đông mặc dù mạnh mẽ, nhưng về giá cả lẫn danh tiếng đều thua kém chiếc Aston Martin 177 của Đông Phương Lãnh Vũ, tuy vậy vẫn là một chiếc xe thể thao siêu cấp. Tới trước xe, Tôn Vệ Đông không lập tức lên xe, mà nhìn về phía Đông Phương Lãnh Vũ cùng Bùi Đông Lai, lộ nụ cười khinh thường. Có lẽ thấy được nụ cười đó, mà Đông Phương Lãnh Vũ nắm chạy tay, vẻ mặt khó chịu. Mà Bùi Đông Lai lại thoải mái vỗ vỗ bả vai Đông Phương Lãnh Vũ. Đi thôi, lên xe. Đông Phương Lãnh Vũ thu hồi ánh mắt mà đi theo Bùi Đông Lai về chiếc Aston Martin 177. Mới vừa lúc trước, khi Đông Phương Lãnh Vũ biểu diễn kỹ thuật đua xe của mình mà Bùi Đông Lai biểu hiện thất thần nên bị cho rằng sai xe. Đối với việc này, đi đến trước xe, Đông Phương Lãnh Vũ có vẻ lo lắng nói. Đông Lai ca, người còn sai xe không? Nếu còn thì ca cứ ở chỗ này chờ ta. Không sao đâu, vừa nãy chỉ do ta bận suy nghĩ đến một chuyện. Bùi Đông Lai cười cười, trực tiếp mở cửa xe, ngồi ở vị trí tay lái phụ. Hắn định bụng để cho Đông Phương Lãnh Vũ tham gia trận đấu. Sở dĩ như vậy, bởi vì hắn tin tưởng tùy thời có thể điều khiển trận đua xe này. Đối với hết thảy mọi việc, Đông Phương Lãnh Vũ cũng không hiểu được, thấy Bùi Đông Lai khăng khăng muốn theo cùng, hắn cũng không nói gì nữa, mà chui vào xe, giống Tôn Vệ Đông, chạy ra đường đua đã định sẵn. Cùng lúc đó, màn hình lớn treo trong tòa nhà 4 tầng đã bật lên thông tin về đấu thủ cùng tỷ lệ cá cược. Ta khinh, đồ đệ của Sa Vương Hàn Quốc cũng muốn dự thi AH. Hơn nữa tỷ lệ đặt cược thấp nhất. Thấy trên màn hình lớn đưa ra tỷ lệ cược cho Kim Hy Mỹ, mọi người bàn tán xôn xao, nhất là hai người Bùi Đông Lai càng ngạc nhiên hơn. Khi đó, Đông Phương Lãnh Vũ cũng không hiểu gì, mà Tôn Vệ Đông thân là một nửa đệ tử của Khang Thiếu tự nhiên hiểu được ý nghĩa của việc này. Liền chạy song song với xe của Đông Phương Lãnh Vũ mà nói. Đông Phương Lãnh Vũ, vốn ta định trêu đùa người một phen, nhưng mà đành phải bỏ qua. Giờ đối thủ chính của ta là cô ấy. Nói xong, Tôn Vệ Đông liền đem ánh mắt nhìn hướng về chiếc Bugatti Veyron mà Kim Hy Mỹ đang đứng. Đối với khiêu khích của Tôn Vệ Đông, sắc mặt Đông Phương Lãnh Vũ liền thay đổi, lạnh lùng nói. Tôn Vệ Đông, trận đấu còn chưa bắt đầu, ngươi sủa bậy gì đó. Ngươi thật đúng chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, ngươi nghĩ rằng có thể thắng lại ta chắc, cho dù ta dùng một nửa thực lực thì ngươi cũng không thắng nổi, ngu xuẩn. Tôn Vệ Đông cười khẽ, trực tiếp đóng cửa kính xe. Một nửa thực lực. Nghe được những lời như thế, sắc mặt Đông Phương Lãnh Vũ càng khó coi hơn. Sự tự tin mà Bùi Đông Lai vừa mang lại cho hắn đột nhiên xuất hiện vết rách, sụp đổ chỉ là vần thời gian. Hắn không biết. Đối với Bùi Đông Lai đang ngồi bên cạnh hắn, không chỉ Tôn Vệ Đông cùng Kim Hy Mỹ đang cao ngạo, sư phó của họ cũng không đáng nhắc tới trước Bùi Đông Lai. Hàn Quốc Sa Vương cũng tốt, Sa Vương Đại Lục cũng thế. Đều là thứ vứt đi. Không thể không nói thân là lão bản phía sau màn của Bảo Sơn Tràng thì Quý Hồng là một nữ nhân vô cùng thông minh. Nàng cố ý trước mặt Sa Vương Thôi Vĩnh Tinh nói Tôn Vệ Đông là đồ đệ của Khang Thiếu, trực tiếp bắt Thôi Vĩnh Tinh phải phái ra Kim Hy Mỹ để cùng nhau tranh tài. Lúc Kim Hy Mỹ đi tới chiếc Bugatti Veyron thì cả không khí hiện trường liền sôi nổi lên, toàn bộ một đám đều không ngừng gào to lên. Đối với bọn hắn mà nói có thể thấy Bugatti Veyron, Aston Martin 177, SS Citueter là đã khó rồi, huống hồ còn có thể thấy được hai đồ đệ của Sa Vương. Các ngươi nói ai sẽ thắng ha? Còn phải nói, nhất định là một trong hai chiếc Bugatti Veyron, SS Citueter rồi. Ta kháo! Người này nhất định là không biết a, ý của ta là trong hai chiếc đó thì chiếc nào sẽ về nhất? Bugatti Veyron rồi, xe thì tốt, hơn nữa nữ nhân kia lại còn là đồ đệ của Sa Vương Thôi Vĩnh Tinh nữa. Đúng vậy, ta cũng tính toán là cược 5.000 vào Bugatti Veyron. Các ngươi chỉ cược có mấy nghìn, thật là không có tấm lòng yêu nước mà. Kháo, đánh bạc mà còn yêu nước nữa à? Rất nhiều người hưng phấn. Bọn hắn đều sôi nổi bàn tán thì chỉ là khắp nơi đều không ngừng vang lên những tiếng ồn ào. Cuối cùng dưới sự chú ý của nhiều người, chiếc Bugatti Veyron cùng SS Citueter liền đi lên phía trên, cũng không kém nhau là bao.
Đối với dân đua xe mà nói, thì đa phần là bọn hắn là người thường, vì thế số tiền đặt cược thường rất nhỏ. Mà so với đám người xã hội thượng lưu này thì bát đồng, bọn hắn tuy rằng đem tiền cá cược đặt vào Bugatti Veyron cùng ETS Situatora nhưng mà số tiền cược lại gấp hơn cả trăm lần. Nhưng mà, đặt cược khủng bố nhất chính là thành viên trong CLB siêu bào. Còn về phần đám phú nhị đại, siêu cấp phú nhị đại thì cũng không ít. Dưới một dạng tình hình như vậy thì bọn hắn đều đặt cược vào trên người của Tôn Vệ Đông. Hiển nhiên là bọn hắn rất có lòng tin đối với Tôn Vệ Đông. Lão bản, trước mắt thì số tiền đặt cược là vượt qua 5 tia. Ngay khi trận đấu chỉ còn khoảng 5, là bắt đầu thì ở phía trong văn phòng của một tòa nhà 4 tầng, một gã phụ trách của trường đua Bảo Sơn kinh hồn táng đảm đi đến phía sau Quý Hồng, mở miệng nói. Trong đó gần 3 tia thì đặt ở trên người của Tôn Vệ Đông, còn lại thì đều đặt trên người của nữ nhân là Kim Hy Mỹ. Quý Hồng đứng ở sát cửa sổ nhìn ra cảnh náo nhiệt ở bên ngoài, vẫn không có mở miệng. Vài giây sau nàng mới xoay người, nhìn về nam nhân trung niên, nở nụ cười. Đối mặt với nụ cười trên mặt của Quý Hồng thì nam nhân trung niên cũng không dám làm ra vọng động mà là mang theo vài phần sợ hãi rồi cúi đầu xuống. Người có phải là muốn hỏi ta có nên phong bản sao hay nữa không? Mắt thấy nam nhân trung niên không dám nhìn thẳng vào mình thì Quý Hồng vẫn như cũ, vẫn tỏ ra tươi cười. Nam nhân trung niên giữ im lặng rồi gật gật đầu, bởi vì hắn biết rõ trong mấy lần trước để tránh cho bị tổn thấy thì mỗi trận đua xe sau khi nhận đủ tiền đặt cược là một tia thì sẽ phong bàn. Ta vất vả lắm mới làm cho Thôi Vĩnh Tinh phái ra Kim Hy Mỹ thi đấu, tự nhiên là không thể phong bàn sớm được, còn vị Khang thiếu kia thì còn chưa có đổ thêm vào nữa đâu. Nói xong thì Quý Hồng cười khanh khách. Bên tai vang lên tiếng cười của Quý Hồng thì nam nhân trung niên liền ngẩn ra, sau đó thì liền tỉnh ngộ. Quý Hồng xem trong Kim Hy Mỹ có thể thắng được trận này, mà tính đến bây giờ thì Khang Thiếu thân là sư phụ của Tôn Vệ Đông, đồ đệ của mình cùng đối thủ thi đấu thì tất nhiên là Khang Thiếu sẽ cho rằng đồ đệ của mình sẽ chiến thắng, dưới tình hình như vậy thì đổ tiền vào là một điều tất nhiên. Reng, reng, reng. Coi như lúc nam nhân trung niên hiểu được điểm này thì một tiếng chuông điện thoại được vang lên. Người đoán xem Khang Thiếu của chúng ta lần này sẽ cược bao nhiêu? Nghe được tiếng chuông điện thoại thì Quý Hồng mở miệng hỏi, sau đó chậm rãi giơ một ngón tay lên. Ta đoán là một tia. Nam nhân trung niên không dám lên tiếng, trước hết hắn đi tới nhận điện thoại, kết quả đúng như lời của Quý Hồng, đầu bên kia điện thoại thì Khang Thiếu ném ra một tia. Như vậy, thì số tiền đặt cược là Tôn Vệ Đông là gần 4 tia, Kim Hy Mỹ là 2 tia, chỉ cần Kim Hy Mỹ thắng trận này thì nhà cái liền kiếm lớn. Cùng lúc đó, trong Aston Martin 177, Đông Phương Lãnh Vũ nhìn trên màn hình thấy tỷ lệ đặt cược của mình thì khuôn mặt liền trở nên tức giận. Bởi vì trong 4 người thì hắn là thấp nhất. Tỷ lệ đặt cược của hắn là 1 giờ 12. Mà đối thủ của hắn là Tôn Vệ Đông thì là 2.5, Kim Hy Mỹ là 2.0, tên còn lại là 8.0. Tiểu Vũ, tự ngươi có thể đặt cược không? Ngay khi Đông Phương Lãnh Vũ nhìn chằm chằm vào màn hình đặt cược thì Bùi Đông Lai cũng thấy. Trong lòng Bùi Đông Lai chợt động, rồi hỏi. Có thể. Đông Phương Lãnh Vũ quay đầu lại, vẻ mặt ủ rũ nói. Bất quá tỷ lệ như thế thì. Hiển nhiên là hắn biết được thực lực của Tôn Vệ Đông và Kim Hy Mỹ, căn bản là hắn không nghĩ rằng mình có thể thắng được trận đấu này. Tiểu Vũ, hôm nay có mang bao nhiêu tiền? Bùi Đông Lai có thể nhìn thấu tâm tư của Đông Phương Lãnh Vũ nhưng cũng không có vội vã giải thích. Chỉ có 100 ngàn. Đông Phương Lãnh Vũ theo bản năng trả lời, sau đó nghĩ tới điều gì, vẻ mặt chờ nên kinh ngạc hỏi. Đông Lai ca muốn đặt cược hả? Vì sao lại không thể? Nghe Đông Phương Lãnh Vũ nói như thế thì Bùi Đông Lai mỉm cười. Đem 100 ngàn kia đặt vào trên mình ngươi đi, chỉ cần thắng được trận này là chúng ta có được 1,2 triệu. Bá! Nghe được lời nói của Bùi Đông Lai thì Đông Phương Lãnh Vũ liền ngạc nhiên. Hắn dùng một loại ánh mắt kỳ lạ nhìn vào Bùi Đông Lai. Dường như đã nhận thấy được sự tự tin của Bùi Đông Lai, Đông Phương Lãnh Vũ rất muốn biết vì nguyên nhân gì mà Bùi Đông Lai lại tin tưởng vào hắn như vậy. Tốt, có lẽ là cảm giác được sự tự tin của Bùi Đông Lai cho nên Đông Phương Lãnh Vũ hào khí kêu to, hắn giống như một con bạc, hưng phấn nói. Đông Lai ca, nếu như ca đã tin tưởng vào ta thì chỉ là 100 ngàn thôi, vì sao ta lại không dám cược? Nói xong thì Đông Phương Lãnh Vũ không nói lời vô ích,
trực tiếp cầm lấy điện thoại bấm vào số điện thoại của văn phòng Quý Hồng. Hiển nhiên là hắn cũng thường xuyên đặt cược, cùng là khách quen, nếu không thì không có khả năng gọi điện thoại trực tiếp như vậy. Trong văn phòng, Quý Hồng thấy Khang Thiếu cược xong thì định ra lệnh cho nam nhân trung niên phong bàn rồi bắt đầu trận đấu, kết quả lại nghe được tiếng chuông điện thoại. Tiếng chuông điện thoại làm cho Quý Hồng có chút nghi ngờ. Lúc này đây, không đợi nam nhân trung niên tiến lên thì Quý Hồng đã đi đến trước điện thoại, nhấc điện thoại lên rồi dùng một loại thâm âm vũ mị nói. Là ai? Quý ai gì? Trong Aston Martin 177 nghe được giọng nói vũ mị của Quý Hồng thì Đông Phương Lãnh Vũ cũng không có hốt hoảng, ngược lại hắn còn xưng hô Quý A Di. Thì ra là Đông Phương Lãnh Vũ tiểu đệ đệ A. Nghe được giọng nói của Đông Phương Lãnh Vũ thì Quý Hồng liền có chút ngoài ý muốn, sau đó dường như là cười mà không phải là cười nói. Ta đã nói nhiều lần rồi, phải gọi ta là tỷ tỷ, hiểu chưa? Hắc, so với cô ta thì nhỏ hơn 3 tuổi. Ta tự nhiên kêu là A-di rồi. Đông Phương Lãnh Vũ cười lạnh nói. Quý A-di, ta cũng không muốn nói lời vô nghĩa nữa, ta muốn đặt cược 100 ngàn vào bản thân mình. Ngươi đặt 100 ngàn vào ngươi sao? Bên tai vang lên lời nói của Đông Phương Lãnh Vũ, Quý Hồng vốn là sửng sốt sau đó liền nở nụ cười khanh khách. Đông Phương Lãnh Vũ tiểu bằng hữu, ngươi thật sự là đáng yêu, được rồi A-di đồng ý với ngươi. Mắt thấy đặt cược thành công. Đông Phương Lãnh Vũ liền trực tiếp cúp điện thoại, nhịn không được mắng một câu. Mà đầu bên kia điện thoại, Quý Hồng cười nói. Đông Phương Lãnh Vũ tiểu bằng hữu của chúng ta đặt 100 ngàn, ân, là đặt trên người của hắn. Bên tai vang lên lời nói của Quý Hồng, nam nhân trung niên liền ngạc nhiên, trong lòng không khỏi bội phục thủ đoạn của Quý Hồng. Một phút sau, bốn chiếc xe thể thao từ từ đi ra. Ba, sau. Màn hình phía trước đường đã hiện ra những con số. 5, 4, 3, 2, 1. Trên màn hình hiện ra những con số, cơ hồ cùng một lúc cả bốn chiếc xe đều cùng khởi động. Ông. Nương theo những thanh âm điếc tai, thì bốn chiếc xe giống như là đạn bay ra khỏi nòng pháo vậy, cả bốn chiếc đều phóng ra. Ngao. Cùng lúc đó mấy tên đua xe đều ngửa mặt lên trời rồi giống lớn. Đông Phương Lãnh Vũ mặc dù không có gia nhập vào CLB siêu bào, cũng không có ai dạy cả nhưng mà trình độ của hắn cũng không tồi. Nhất là tốc độ phản ứng cũng vô cùng xuất chúng. Nhưng mà, chiếc Aston Martin 177 của hắn tuy rằng không được tốt bằng so với chiếc ETS Citiotera của Tôn Vệ Đông, chính là tăng tốc từ 0 đến 60 dặm thì chỉ cần đến 3 giây, mà chiếc ETS Citiotera chỉ cần 2.5 giây, mà về phần chiếc Bugatti Veyron kia thì bá đạo hơn. Nó chỉ cần 2.4 giây. Dưới tình hình như thế thì chiếc Bugatti Veyron của Kim Hy Mỹ liền dẫn đầu. Chiếc ETS Citiotera của Tôn Vệ Đông theo sát phía sau còn Đông Phương Lãnh Vũ thì đứng ở vị trí thứ 3. Két! Thanh âm ma sát của lốp xe với mặt đường của 4 chiếc xe thể thao liền vang lên cùng một lúc, cắt đứt sự yên tĩnh của đêm tối. Trong màn đêm, 4 chiếc xe thể thao trước sau đều là ra một động tác di chuyển. Trong đó động tác của chiếc Bugatti Veyron là đúng chuẩn nhất có thể viết vào sách giáo khoa, còn chiếc ETS Citiotera cũng được. So ra mà nói thì chiếc Aston Martin 177 của Đông Phương Lãnh Vũ và chiếc Lamborghini của tên lái xe Hồng Kông kém hơn một chút. Loan đạo sao sao thứ nhất đã xuất hiện trong tâm mắt của mấy người. Người thứ nhất đi qua loan đạo là chiếc Bugatti Veyron, chiếc ETS Citiotera đi theo sát sau đó. Chiếc Aston Martin 177 cùng Lamborghini bị rớt lại ở phía sau. Ở phía sau, Đông Phương Lãnh Vũ hết sức chăm chú lái xe, hắn lộ ra vẻ mặt lo lắng, mà ngồi ở bên cạnh thì Bùi Đông Lai lại ổn định như điếu ngư thai, sao 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 tựa hồ không hề lo lắng. Trận đấu mới vừa được bắt đầu. Kịch hay, còn ở phía sau. Sao khóa lại, không cho tiếp tục đặt cược. Sao sao khúc cua. Sao sao sao, lã vọng buông cần. Bugatti Veyron. Khi nói đến siêu xe, chắc chắn không thể bỏ qua ông hoàng tốc độ Bugatti Veyron, biểu tượng cho sự mạnh mẽ và vẻ đẹp hoàn mỹ. Quay trở lại một chút với lịch sử, tên gọi của ông hoàng tốc độ bắt nguồn từ tên của một tay đua nổi tiếng, Pierre Veyron, người đã đi vào lịch sử của đường đua lừng danh 24 Hours of Le Mans với chức vô địch năm 1939. Bản concept đầu tiên của Veyron được Bugatti giới thiệu tại triển lãm Tokyo Motor Show 1999. Sau đó,
Tại triển lãm Geneva Motor Show 2000, chủ tịch của Volkswagen, công ty chủ quản của Bugatti, đã chính thức xác nhận việc sản xuất siêu xe này. Tuy nhiên, thay vì sử dụng khối động cơ V18 như bản concept, Bugatti Veyron chỉ sở hữu động cơ V16. Năm 2006, khi sự kiện Pebble Beach Concours được tổ chức, ông Hoàng Tốc Độ Veyron đã chính thức được ra mắt sau một thời gian dài thiết kế và chạy thử nghiệm. Chiếc Bugatti Veyron đầu tiên xuất hiện tại đại lý của hãng ở châu Âu vào ngày 3 tháng 9 năm 2006. Như nắm bắt trước sự cạnh tranh khốc liệt từ những siêu xe khác trong tương lai, Bugatti đã trang bị cho Veyron khối động cơ V16 8.0 lít mạnh mẽ. Thực chất đây là sự kết hợp của hai động cơ V8 sử dụng chung một trục khuỷu, cùng với đó là 10 bộ tản nhiệt, 4 tua bin nạp, 64 van. Khối động cơ khủng này sản sinh công suất 1.001 mã lực, chuyển động qua hộp số 7 cấp, ly hợp kép, dẫn động hai cầu. Theo kết quả chạy thử tại Eraglision năm 2005, Bugatti Veyron có thể đạt tốc độ tối đa 408,47 km/h và trở thành siêu xe nhanh nhất vào thời điểm bấy giờ, vượt qua kỷ lục được lập trước đó bởi Koenigsegg. Tuy nhiên, khi chạy với thiết lập bình thường, tốc độ tối đa của Veyron chỉ có thể đạt 350 km/h. Để đạt được con số này, khi ở vận tốc 220 km/h, thân xe sẽ tự động hạ thấp với khoảng cách gầm xe chỉ còn 9 cm, đồng thời cánh gió sau sẽ nâng lên. Tất nhiên, để có thể sở hữu một siêu xe tuyệt vời như vậy, số tiền bỏ ra cũng không hề rẻ, khoảng 1,7 triệu đô la Mỹ. Trong những năm qua, Bugatti cũng mang đến cho người dùng một số bản Veyron đặc biệt với số lượng rất hạn chế như Persang, FBZPA Hermes, bản Sang Noa với số lượng chỉ 15 chiếc 4 chiếc Ladison Centenaire. Tiếp đó, hãng lại tung ra siêu phẩm Grand Sport, phiên bản mui trần của Veyron, kèm theo đó là các biến thể Grand Sport Sang B, Grey Carbon và bản gốm sứ Grand Sport Low Blanc với số lượng duy nhất chỉ một chiếc. Vào năm 2010, Bugatti lại khiến giới yêu xe trầm trồ với sự xuất hiện của siêu xe Veyron Super Sport, sở hữu khối động cơ 1.183 mã lực. Một lần nữa Bugatti lại vượt qua chính mình khi siêu xe này đạt vận tốc 431 km/h. Tuy nhiên, phiên bản thương mại chỉ có thể đạt vận tốc 415 km/h để lốp xe có thể chịu được sức mạnh khủng khiếp của nó, và số lượng sản xuất của xe cũng chỉ ở mức 30 chiếc, bằng 1/10 so với Bugatti Veyron thông thường. Chịu trách nhiệm tạo hình siêu xe SSC Tuatara là Jason Cacciota, nhà thiết kế mẫu P4/5 Pininfarina của Ferrari và Birkenstock của Maserati. Chiếc Tuatara được giới thiệu tại Monterey chỉ là xe mô hình, chưa có động cơ và nội thất, nhưng bản sản xuất thực tế sẽ sở hữu động cơ 7.0LV8 tăng áp kép, cho công suất 1.350 mã lực, kết hợp với hệ dẫn động cầu sau và hộp số sàn 7 cấp, hoặc hộp số bán tự động SMG 7 cấp tùy chọn. Khung xe được làm bằng vật liệu sợi carbon, la răng đúc liền khối cũng bằng vật liệu sợi carbon. Ông Gerard Selby, nhà sáng lập SSC, cho biết hãng đã nhận được 5 đơn đặt hàng Tuatara. Năng lực sản xuất của nhà máy SSC ở Washington là 40 chiếc một năm, nhưng ông Selby chỉ kỳ vọng năm nay xuất xưởng khoảng 16 chiếc vì đã là giữa năm. Những chiếc Tuatara đầu tiên dự kiến đến tay khách hàng vào đầu năm 2013, với giá bán hơn 1 triệu đô la Mỹ. Hiện chưa có con số chính xác. Đây là siêu xe được kỳ vọng sẽ giúp SSC lấy lại danh hiệu nhà sản xuất xe nhanh nhất thế giới. Với mẫu Ultimate Aero TT đạt tốc độ 413 km/h, SSC đã giành danh hiệu này từ Bugatti, với xe Veyron, vào năm 2007, nhưng sau đó bị Bugatti giành lại với siêu xe Veyron Super Sport ở tốc độ 415 km/h. Chào mọi người, vòng thi nhất đã qua hơn được một nửa chặng đường, Bugatti Veyron tạm thời đứng thứ nhất, ES Situatora thứ hai, Lamborghini thứ ba, Aston Martin 177 thứ tư. Dựa theo quy định của trận đấu thì mỗi người cần phải chạy 2 vòng dọc theo quốc lộ Bảo Sơn. Lần thứ nhất mới qua được 1/2 quãng đường thì từ trên màn hình hiện lên hình ảnh của 4 chiếc xe, một cô gái xinh đẹp dáng người uyển chuyển tường thuật tình hình của trận thi đấu. Bởi vì tốc độ của mấy chiếc xe thể thao quá nhanh cho nên trên màn hình chỉ là những tàn ảnh. Chẳng quá. Vì để cho khán giả cảm thấy hứng thú cho nên ở đây đã dùng phương thức làm cho hình ảnh chậm dần để có thể thấy được mỗi chiếc xe khi di chuyển. Nghe nữ chủ trì nói lại,
nhìn động tác quay chậm trên màn hình thì một đám người đặt cược vào Kim Hy Mỹ liền hô lớn lên, làm rung động cả vùng. So ra mà nói đám người đặt cược vào Tôn Vệ Đông thì lại tỏ ra lo lắng, đồng thời nhìn chằm chằm vào màn hình, cầu nguyện cho khoảng cách giữa hai người không quá xa. Theo động tác chậm dần trên màn hình thì khán giả có thể thấy được thứ hạng của các tay đua hiện nay, trên màn hình lớn lại hiện ra tỷ lệ đặt cược cho cả bốn người, trong đó vì hiện giờ Kim Hy Mỹ đang tạm đứng nhất cho nên tỷ lệ đặt cược là 1.8, mà Tôn Vệ Đông thì 3.8, Sa Vương đến từ HK9.0, mà Đông Phương Lãnh Vũ thì lại là 18. Từ đầu đã nói với các ngươi rồi, đặt cược vào nữ nhân đó đi, các ngươi lại không tin, bây giờ biết sao rồi đúng không? Rất nhiều người hưng phấn, Đắc Ý nói với một tên thành viên trong câu lạc bộ siêu bào. Đắc Ý cái con ma người a, trận đấu mới bắt đầy, chẳng biết hươu chết về tay ai. Đúng là Bugatti Veyron đang dẫn đầu nhưng mà, ETC Tuatara vẫn còn rất nhiều cơ hội. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều tin vào người mình đặt cược sẽ chiến thắng, không ai chịu rớt lại phía sau. Đám người đặt cược vào Tôn Vệ Đông lại cảm thấy buồn bực. Có lẽ bọn hắn không nên đặt cược vào Tôn Vệ Đông, một khi Tôn Vệ Đông thua thì đúng là không còn mặt mũi nữa. Khi đám tụi hắn đang buồn bực thì Khang Thiếu cũng đi ra khỏi phòng, đứng ở trước cửa sổ, không biết là đang nghĩ cái gì nữa. Có người vui mừng cũng có người lo lắng. Tại khi đám thành viên CLB siêu bào kia đang buồn bực thì Sa Vương Hàn Quốc Thôi Vĩnh Tinh đang nhàn nhã ngồi trong đại sảnh, bưng một ly Lafite, vẻ mặt khinh thường cười lạnh. Dường như hắn biết rõ chiến thắng đã nằm trong tầm tay của Kim Hy Mỹ rồi. Đối với mọi chuyện thì Đông Phương Lãnh Vũ cũng không biết rõ tình hình. Lúc này bởi vì rớt lại phía sau cho nên tâm tính hắn trở nên kích động, không phát ra được sở trường hàng ngày, ngay tại khúc cua ở lúc nãy thì thiếu chút nữa hắn đã đưa xe đâm thẳng xuống vách núi. Phát hiện này làm cho toàn thân Bùi Đông Lai đổ mồ hôi lạnh. Bởi vì hắn lo lắng mình cùng Đông Phương Lãnh Vũ chôn cùng. Bùi Đông Lai không dám tiếp tục để Đông Phương Lãnh Vũ tham gia trận đấu này nữa, hắn đang tính toán để bản thân mình lái. Sau khi làm ra quyết định thì Bùi Đông Lai lớn tiếng nói. Tiểu Vũ, dừng lại. Đông Phương Lãnh Vũ sớm đã đỏ mắt, cả người lâm vào trạng thái điên cuồng, căn bản không có nghe được lời nói của Bùi Đông Lai. Đối với lần này thì Bùi Đông Lai đành phải quát to lên. Tiểu Vũ, dừng xe. Một tiếng quát này. Thì Bùi Đông Lai đã khí vận đan điền, giọng nói to như sấm, lập tức làm cho Đông Phương Lãnh Vũ nghe được. Két! Nghe được tiếng quát của Bùi Đông Lai, Đông Phương Lãnh Vũ cũng không nói hai lời, lập tức giẫm phanh lại, tốc độ liền giảm xuống. Bùi lão sư, làm sao vậy? Có phải là bị say xe hay không? Sau khi chiếc Aston Martin 177 thì Đông Phương Lãnh Vũ hơi lấy lại tinh thần, vẻ mặt lo lắng hướng về Bùi Đông Lai hỏi thăm. Hắn lựa chọn dừng xe là bởi vì lo lắng Bùi Đông Lai sẽ bị say xe. Thấy được đôi mắt đỏ hồng của Đông Phương Lãnh Vũ lộ ra vẻ quan tâm thì trong lòng Bùi Đông Lai lại cảm thấy ấm áp, hắn cười cười vỗ vào bả vai của Đông Phương Lãnh Vũ, nói. Không say xe, ta không sao cả. Không có việc gì. Lời nói của Bùi Đông Lai làm cho cả người Đông Phương Lãnh Vũ ngây ra. Ở hắn xem ra nếu như Bùi Đông Lai không say xe thì vì sao lại muốn kêu mình dừng xe. Xin lỗi Đông Lai ca, dù sao cũng đã thua rồi, kế tiếp cũng không cần liền mạng nữa, cứ đi tà tà cũng được. Sau khi ngẩn ra thì Đông Phương Lãnh Vũ giống như là đã minh bạch được cái gì rồi, âm thầm hối hận lúc này mình liều mạng đua xe, thiếu chút nữa là để cho mình và Bùi Đông Lai toàn bộ hai người banh chè rồi. Không thua được. Vẻ mặt Bùi Đông Lai tươi cười. Xuống xe. Xuống xe. Hai mắt Đông Phương Lãnh Vũ trừng to ra, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn lái chiếc Aston Martin 177 đã đi hơn một nửa quãng đường, xung quanh đều tối đen, ngay cả bóng dáng của quỷ ảnh cũng không thấy, vì sao Bùi Đông Lai lại kêu hắn xuống xe. Người qua ngồi ở vị trí phụ lái, để ta tới lái. Mắt thấy Đông Phương Lãnh Vũ không hiểu chuyện gì thì Bùi Đông Lai không hề thừa nước đục thả câu mà giải thích từ từ. Đông Lai ca, ngươi nói ngươi tới lái sao? Nếu như lời nói lúc nãy của Bùi Đông Lai làm cho Đông Phương Lãnh Vũ kinh ngạc thì ngay tại lúc này lời nói của Bùi Đông Lai đã làm cho Đông Phương Lãnh Vũ hoàn toàn kinh hãi rồi. Khiếp sợ sao? Đúng vậy. Phải biết rằng trong quá trình Đông Phương Lãnh Vũ lái xe thì Bùi Đông Lai lại xuất hiện điều khác thường cho nên Đông Phương Lãnh Vũ đã cho rằng Bùi Đông Lai say xe. Mà hiện giờ,
Bùi Đông Lai lại muốn thay Đông Phương Lãnh Vũ đua xe. Đông Phương Lãnh Vũ hoài nghi lỗ tai của mình xuất hiện vấn đề. Còn đứng ngây đó làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn thua tiền sao? Mắt thấy Đông Phương Lãnh Vũ trợn mắt há hốc mồm thì Bùi Đông Lai tức giận mắng nhưng trong lòng lại không tỏ ra vẻ sốt ruột. Trước mắt thì đang bị rớt lại phía sau, nhưng đuổi kịp cũng không có gì gọi là khó. Ách! Đông Phương Lãnh Vũ nổi giận muốn nói cái gì nhưng kết quả lại không biết nói gì cho phải, theo bản năng bước xuống xe. Lên xe đi! Mắt thấy sau khi xuống xe thì Đông Phương Lãnh Vũ giống như là bị trúng phải ma pháp, đứng ngơ ngác nhìn mình thì Bùi Đông Lai vẫy vẫy tay. Bên tai vang lên lời nói của Bùi Đông Lai, lại thấy vẻ tươi cười trên khuôn mặt của Bùi Đông Lai thì Đông Phương Lãnh Vũ không khỏi nhớ lại tình cảnh lúc trước, cho nên hắn cũng cảm thấy tự tin. Chẳng lẽ Đông Lai ca đang giả chứ ăn thịt hổ sao? Ngay lập tức một cái ý niệm hiện lên trong đầu của Đông Phương Lãnh Vũ, sau đó trái tim của hắn không nhịn được mà đập liên hồi, trước tiên là chui vào trong xe, sau đó vẻ mặt mong chờ nhìn Bùi Đông Lai. Ông, mắt thấy Đông Phương Lãnh Vũ lên xe, Bùi Đông Lai thu liễm tâm thần, Aston Martin 177 lại khởi động. Còn tưởng rằng Đông Lai ca là một cao thủ giả chứ ăn thịt hổ, vậy mà làm cả nửa ngày cũng không bằng ta. Tục ngữ nói, người trong nghề ra tay, vừa nhìn thì có biết giỏi hay không. Động tác khởi động xe của Bùi Đông Lai cũng không quen thuộc lắm, điều này làm cho Đông Phương Lãnh Vũ liền trở nên buồn bực. Đối với điều này, Bùi Đông Lai cũng không có giải thích. Tuy rằng hắn đã dùng hợp trí nhớ của Tiêu Phi, hơn nữa lại dùng hợp kỹ năng đua xe nhưng mà đây cũng là lần đầu tiên hắn lái xe. Cũng giống như một người nào đó hiểu biết rất nhiều về một lĩnh vực đặc thù, nhưng một thời gian dài không đả động đến thì cũng khó tránh có chút mất thời gian khôi phục lại trạng thái tốt nhất, cần phải tập tành thích nghi à. Lúc này Bùi Đông Lai cũng là như thế. 10 giây sau, một góc cua xuất hiện phía trước mặt. Lúc này Đông Phương Lãnh Vũ quay mặt nhìn sang Bùi Đông Lai. Thân là một người đua xe, Đông Phương Lãnh Vũ rất rõ ràng. Một tên đua xe có phải là pro hay không thì thường biểu lộ rõ nhất ở những đoạn cua thế này. Cái đó không chỉ là kỹ thuật lái xe mà còn có cả tâm lý, năng lực phán đoán cùng với phản ứng, từ từ kết hợp dung hợp lại thành một. Đối với Bùi Đông Lai mà nói, sau khi dung hợp với linh hồn của Tiêu Phi thì lực phản ứng, lực dự đoán, hay cái gì cũng tăng lên cả, mà bởi vì hắn cũng đã trải qua 18 năm không tầm thường cho nên tâm lý của hắn cũng cực kỳ ổn định. Hiện giờ lại dung hợp với trí nhớ và khả năng đua xe của Tiêu Phi thì biểu hiện sẽ ra sao đây? Ngay lúc đó, Bùi Đông Lai đã dùng hành động thực tế để chứng minh. Đối mặt với lần đầu tiên đua xe, đối mặt với lần đầu tiên phải vượt qua khúc cua này. Bùi Đông Lai có chút hưng phấn, hắn không có buông chân ga ra mà đem đầu bánh xe đưa sát vào phương hướng của góc cua sau đó hắn giẫm phanh lại, tay lái đánh về phía trước. Tư. Đông Phương Lãnh Vũ chăm chú nhìn. Thấy cả quá trình của Bùi Đông Lai diễn ra vô cùng mạch lạc, chiếc Aston Martin 177 dưới sự thao túng của Bùi Đông Lai thì liền vượt qua khỏi góc cua, trên mặt đường để lại một dấu vết ma sát bánh xe. Ách! Mắt thấy chiếc Aston Martin 177 lướt sát lan can thì Đông Phương Lãnh Vũ sợ tới mức không còn giọt máu, trái tim không ngừng đập. Sau đó, mắt thấy an toàn vượt qua khỏi góc cua thì Đông Phương Lãnh Vũ đã muốn khóc rồi, hắn không ngờ rằng Bùi Đông Lai lại điên cuồng. Liều mạng đến như vậy à? Đông Lai ca, cuối cùng cũng qua đoạn đường nguy hiểm nhất rồi, nhưng mà còn rất nhiều góc cua khác, hơn nữa đường lại hẹp. Đông Phương Lãnh Vũ chỉ cảm thấy bản thân vừa lắc lư một vòng trước quỷ môn qua, hắn xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu, cố gắng nhắc nhở Bùi Đông Lai. Ở hắn xem ra, cách chơi của Bùi Đông Lai thật sự là quá nguy hiểm. Nhưng mà... Không đợi hắn nói hết lời thì phía trước lại hiện ra một khúc cua hơn nữa là một góc cua hình chữ S thật lớn. Tư. Nương theo âm thanh ma sát giữa lốp xe với mặt đường, chiếc Aston Martin 177 liền tăng tốc lên, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất tiến lên phía trước. Tư. Sau khi tăng tốc chạy lên một khoảng thì tốc độ của chiếc Aston Martin 177 đột ngột giảm xuống, sau đó làm ra một động tác hoàn mỹ, thuận lợi vượt qua góc cua chữ S kia. Thấy một màn như vậy thì nỗi lo lắng trên khuôn mặt của Đông Phương Lãnh Vũ đã biến mất tăm hơi, cảm giác vui mừng lại tràn ngập trên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn. Hoàn mỹ vượt qua góc cua chữ S kia sao? Mie nó, điều này làm sao có thể? Ở vị trí phụ lái thì hắn giống như là mất linh hồn, trừng to hai mắt, ngơ ngác nhìn vào Bùi Đông Lai, cảm giác kia dường như đang hỏi.
Đông Lai ca, ngươi đừng làm ta sợ được chứ. Bùi Đông Lai phảng phất là không nhìn thấy Đông Phương Lãnh Vũ, sau khi đắm chìm trong cảm giác vui sướng thì hắn lại thấy một khúc cua chữ S, hắn vẫn như cũ vẫn làm ra một động tác hoàn mỹ vượt qua, hơn nữa tốc độ còn nhanh hơn trước. DXXCM. Lại thấy kỳ tích sinh ra, Đông Phương Lãnh Vũ liền cảm thấy sôi máu, cả người rùng mình. Đông Lai ca, ca rất trâu, con mẹ nó, rất là trâu bò. Nói xong, Đông Phương Lãnh Vũ lại đem ánh mắt nhìn về Bùi Đông Lai, trong ánh mắt cũng không còn thấy vẻ hoài nghi hay lo lắng nữa mà thay vào đó là sự hưng phấn cùng sùng bái. Mặc dù hắn không biết vì sao trong khoảng thời gian ngắn Bùi Đông Lai lại thay đổi lớn như vậy, nhưng mà hắn cũng biết có thể vượt qua góc cua chữ S hơn nữa lại dùng một động tác hoàn mỹ để vượt qua thì đại biểu cho cái gì rồi. Ở hắn xem ra, người mà mình sùng bái lúc trước, muốn bái làm sư phụ là Khang Thiếu kia cũng không thể làm được. Mà Bùi Đông Lai chẳng những lại làm được hơn nữa lần sau so với lần trước lại càng pro hơn. Pro sao? Đối với Bùi Đông Lai mà nói, hắn đã khôi phục được kỹ năng đua xe của Tiêu Phi, hơn nữa bởi vì năng lực bẩm sinh của hắn còn biến thái hơn so với Tiêu Phi, nên kỹ thuật lái xe của hắn cũng không ngừng tăng lên. Dưới tình hình như vậy thì chỉ cần hắn hoàn toàn khôi phục kỹ năng đua xe của Tiêu Phi thì trình độ của hắn cũng sẽ biến thái hơn so với Tiêu Phi rất nhiều. Động tác lái xe của Bùi Đông Lai càng ngày càng thành thạo, trong chớp mắt thì chiếc Lamborghini của tên xa thủ Hồng Kông đã xuất hiện ở phía trước. Trong Lamborghini, tên xa thủ này dốc toàn lực đuổi theo Tôn Vệ Đông và Kim Hy Mỹ, thông qua kính chiếu hậu thì hắn thấy được Aston Martin 177 đang ở phía sau đuổi lên. Vốn là ngẩn ra nhưng sau đó dường như hắn cảm nhận được đang bị khiêu khích. Vì thế liền hừ lạnh, tính toán ở ngay loan đạo phía trước sẽ đem chiếc Aston Martin 177 bỏ lại phía sau. Vèo! Trong lúc tên xa thủ Hồng Kông còn đang suy nghĩ thì chiếc Aston Martin 177 lại hóa thành một đạo bạch quang trực tiếp chạy thẳng đến khúc cua chữ S đằng trước. Người kia muốn tìm cái chết sao? Thấy một màn như vậy thì tên xa thủ Hồng Kông hoảng sợ. Ở hắn xem ra nếu dùng một tốc độ nhanh như vậy để vượt qua loan đạo chữ S kia thì không phải là muốn chết hay sao? Ngay sau đó, ngay tại lúc tên xa thủ Hồng Kông trợn mắt há mồm thì chiếc Aston Martin 177 liên tục làm ra hai động tác hoàn mỹ thuận lợi vượt qua góc cua chữ S ấy. Gặp lại sau, con nít danh. Trong Aston Martin 177, Đông Phương Lãnh Vũ hưng phấn gào to lên. Trong Lamborghini tên xa thủ Hồng Kông cố gắng trừng to mắt. Cố gắng làm cho mình thấy được rõ ràng hơn một chút. Kết quả là ngay khi hắn đang trừng mắt lên thì chiếc Aston Martin 177 đã biến mất trong tầm mắt của hắn. Ảo giác. Mie nó, tuyệt đối là ảo giác. Không nhìn thấy được bóng dáng của chiếc Aston Martin 177 thì tên xa thủ HK điên cuồng lắc đầu. Hắn không dám tin cũng không dám tưởng tượng những gì bản thân thấy lúc nãy đều là sự thật. Cùng lúc đó, đột nhiên hắn phát hiện được chiếc Lamborghini của mình sắp đụng vào lan can. Nha, không. Hắn hoảng sợ phát ra một tiếng kêu kinh thiên động địa, đồng thời giẫm mạnh xuống phanh xe. Tư. Chiếc xe đang chạy nhanh bỗng nhiên giảm tốc độ, âm thanh ma sát giữa lốp xe và mặt đường đã làm mất đi sự im lặng của đêm tối. A. Rầm. Một tiếng hét thảm trôi qua rồi một tiếng rầm vang lên, chiếc Lamborghini trực tiếp tông vào lan can. Bất quá bởi vì tốc độ đã giảm xuống, cho nên cũng chỉ đụng vào lan can mà thôi, không có rớt xuống vách núi. Trong ô tô, đầu của tên xa thủ Hồng Kông chảy đầy máu, vẻ mặt vô cùng hoảng sợ, một chất lỏng màu vàng chảy ra từ ở giữa hai chân của hắn. Đâm đầu vào chỗ chết sao? Có vẻ cũng khá giống. Khi Sa Vương Hồng Kông bất ngờ vì trông thấy Bùi Đông Lai cua khúc cua hình chữ S thiếu chút nữa thì mất mạng thì Kim Hy Mỹ người đại diện Thôi Vĩnh Tinh đã lái chiếc xe thể thao vua Bugatti Veyron đi tới chỗ xuất phát. Ngao! Mắt thấy Bugatti Veyron đi tới điểm cuối cùng, bắt đầu vòng thứ hai thì một ít kẻ đua xe yêu thích Kim Hy Mỹ liền giống to lên. Mà đám người Tôn Vệ Đông thì giống như trái cả héo, hoàn toàn ủ rũ xuống. Trong Bugatti Veyron, Kim Hy Mỹ có thể nghe được tiếng hoan hô ở ngoài, nàng đem chân của mình để lên chân ga đồng thời dùng ánh mắt nhìn thoáng qua chỗ của Thôi Vĩnh Tinh, kết quả nàng mơ hồ thấy được một đạo thân ảnh. Xã trưởng, ta sẽ chiến thắng. Thấy được bóng dáng người kia thì Kim Hy Mỹ tự tin cười một tiếng. Cùng lúc đó thì Tôn Vệ Đông cũng không chịu rớt lại phía sau, hắn cũng chạy tới điểm xuất phát. Nhanh lên, người đứng ở thứ hai. Khác xa so với Kim Hy Mỹ.
khi Tôn Vệ Đông vượt qua vạch xuất phát thì âm thanh ồn ào huyên náo cũng xuất hiện, nhưng không phải là những tiếng hoan hô mà là những lời chửi rủa mắng nhiếc thậm tệ, bắt buộc hắn phải giành chiến thắng. Đối với Tôn Vệ Đông mà nói thì hắn cũng không quan tâm đến những lời ấy, cái hắn cần chính là vinh dự của câu lạc bộ, thể diện của Khang Thiếu. Có lẽ bởi vì là do xấu hổ nên Tôn Vệ Đông liền gắt gao chăm chú vào phía trước, nghiến răng nghiến lợi nói. Sư phụ, ta sẽ không thua, tuyệt đối sẽ không thua. Vèo. Nói xong, giống như Tôn Vệ Đông đã được phát tiết ra hết, hắn gắt gao dẫm lên chân ga, chiếc ETS Situationa giống như là một con quái thú gào theo lên rồi phóng tới, biến mất trong tầm mắt của mọi người ở đây. Cùng lúc đó, tên xạ thủ Hồng Kông kia cũng đã khôi phục lại một chút ý thức, đồng thời hắn cũng không giống như lúc trước mà tỏ ra vẻ sợ hãi. Trong Lamborghini, hắn liền nói năng lộn xộn. Ta đã gây ra tai nạn, ta muốn rời khỏi trận đấu này. Xin hãy nói lại tình huống cùng với vị trí hiện tại của ngươi, chúng ta sẽ lập tức phái nhân viên công tác tới giải cứu ngươi. Người chủ trì trong chàng đua xe nghe được xạ thủ Hồng Kông nói như thế, lúc đầu thì ngẩn ra sau đó vô cùng sốt ruột, hỏi han. Tên xạ thủ Hồng Kông dường như là không nghe được tiếng hỏi han của người chủ trì, nói chính xác ra là hắn không có tâm tình để nghe, hắn giống như là một kẻ điên vậy, hét lớn lên. Con mẹ nó, ta đã xảy ra tai nạn, ta muốn rời khỏi trận đấu. Xin hỏi ngài hiện tại ở nơi nào? Lão tử đã bị tai nạn. Mắt thấy tên xạ thủ Hồng Kông đã hoàn toàn mất hết lý trí thì người chủ trì trực tiếp dập điện thoại xuống, sau đó liền liên hệ với nhân viên công tác để nghĩ cách cứu viện. Bởi vì lái xe số 3 đã xảy ra tai nạn cho nên sẽ rời khỏi trận đấu. Sau khi nhân viên công tác bắt được liên lạc thì người chủ trì liền điều chỉnh lại cảm xúc rồi mang theo vài phần tiếc nuối. Tạm thời thì hắn sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, nhân viên công tác của chúng ta đang tìm cách cứu viện cho hắn, hy vọng hắn có thể chịu đựng thêm một lát nữa. Nghe được người chủ trì nói như thế thì vô luận là mấy tên thích đua xe hay là mấy nhân vật nổi tiếng trong xã hội cũng lộ ra vẻ thờ ơ. Cảm giác kia giống như tên xạ thủ số 3 kia có sống hay chết cũng không có quan hệ đến bọn hắn. Vèo. Người chủ trì vừa nói xong không được bao lâu thì Bùi Đông Lai đang lái chiếc Aston Martin 177 thay cho Đông Phương Lãnh Vũ đã chạy lên. Vòng thứ nhất đã đi được gần một nửa, hiện nay xạ thủ số 4 đã rất lại ở phía sau khá xa, muốn đuổi kịp cũng thật sự là chuyện khó tin. Mắt thấy Aston Martin 177 chạy lên thì giọng nói của người chủ trì lại vang lên. Chẳng lẽ hắn muốn sáng tạo kỳ tích hay sao? Sáng tạo cái cọng lông a, mau về nhà tắm rửa rồi đi ngủ đi. Đúng vậy, đã quá 10 giây rồi, đuổi được thì hắn là quỷ rồi. Tại hiện trường, những kẻ yêu thích đua xe cũng không tỏ ra phối hợp với người chủ trì, bọn hắn chẳng những không hoan hô lên mà còn mở miệng la mắng. Cùng với bọn hắn có chút bất đồng, các thành viên câu lạc bộ của Khang Thiếu cùng với Thôi Vĩnh Tinh đều có chút ngạc nhiên. Tất cả bọn hắn đều biết được thực lực của Tôn Vệ Đông cùng với Kim Hy Mỹ. Ở bọn hắn xe ra, biểu hiện của Đông Phương Lãnh Vũ giờ này đã nằm ngoài dự liệu của bọn hắn. Hắc, lúc này mà vượt qua thì khẳng định thành viên của câu lạc bộ kia sẽ rất là buồn bực à. Trong Aston Martin 177, Đông Phương Lãnh Vũ dường như là đoán được biểu hiện của đám thành viên của câu lạc bộ, cười lạnh nói. Các ngươi hãy chậm rãi hưởng thụ đi, đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc thì các người sẽ bị dọa đến mức sẽ bị bệnh thần kinh. Nói xong thì Đông Phương Lãnh Vũ liền quay đầu lại nhìn về phía Bùi Đông Lai, ánh mắt đầy vẻ sùng bái. Đối với Đông Phương Lãnh Vũ mà nói thì hiện giờ thần mã Khang Thiếu hay là thần mã Sa Vương Hàn Quốc cũng con mẹ nó, phát nổ đi thôi. Bùi Đông Lai lại không để ý đến vẻ hưng phấn của Đông Phương Lãnh Vũ mà hắn vẫn chăm chú hưởng thụ cái cảm giác đua xe này. Trong chốc lát, dưới sự chú ý của nhiều người thì chiếc Aston Martin 177 liền hóa thành một đạo bạch quang biến mất trong tầm mắt của bọn họ, đuổi theo chiếc Bugatti Veyron cùng ETS Situationa ở phía trước. Thông qua trong nửa đường hành trình thì Bùi Đông Lai đã dần thích ứng được, kỹ năng lái xe của hắn càng trở nên tốt hơn, cũng không sai biệt lắm so với tiêu chuẩn của Tiêu Phi ngày trước. Hắn có thể sớm một chút mà đuổi kịp Tôn Vệ Đông cùng với Kim Hy Mỹ, cho dù là phía trên có khúc cua thì hắn cũng rất nhanh đuổi theo kịp. Dưới tình hình như thế thì chiếc Aston Martin 177 màu trắng cùng ma sát với hai lan can hai bên đường. Đối với lần này thì Đông Phương Lãnh Vũ cũng không có tỏ ra sợ sệt như lúc này, ngược lại tâm tình của hắn trở nên kích động,
dọc theo đường đi thì hắn điên cuồng hét lên, hắn muốn dùng phương thức này để phát tiết sự sung sướng, hưng phấn trong lòng của mình ra. Rốt cuộc, tại lúc Bùi Đông Lai điên cuồng đuổi theo thì tại vòng thứ hai hình ảnh của chiếc Bugatti Veyron cùng Estes Situatona đã xuất hiện trong tầm mắt của Bùi Đông Lai và Đông Phương Lãnh Vũ. Đông Lai ca, hãy vượt lên, vượt qua bọn hắn luôn. Thấy được điểm này thì Đông Phương Lãnh Vũ liền hưng phấn hô to lên, mà một bên Bùi Đông Lai lại tính toán làm sao để có thể vượt lên được. Tính toán như thế nào để vượt qua không chỉ có riêng Bùi Đông Lai, mà Tôn Vệ Đông cũng đang tính toán. Vì muốn giữ vinh quang cho câu lạc bộ siêu bào cùng với mặt mũi của Khang Thiếu, thì trong một phần tư đoạn hành trình lúc này, Tôn Vệ Đông giống như là một kẻ chiến sĩ không ngừng liều mạng đuổi theo, cho nên khoảng cách giữa hắn vào cây MS mới được rút ngắn xuống như thế. Liều mạng. Mắt thấy phía trước xuất hiện một loan đạo có khúc cua chữ U cùng với chữ S thì hắn biết đây là cơ hội tốt, quyết định cắn răng làm ra quyết định. Sau khi làm ra quyết định rồi thì Tôn Vệ Đông giống như là một con bạc, cắn răng dẫm vào chân ga, trực tiếp lao nhanh về phía loan đạo chữ U. Trong Bugatti Veyron, dường như là Kim Hy Mỹ đã đoán được Tôn Vệ Đông sẽ cố gắng tranh thủ lúc loan đạo chữ U này mà vượt qua, nàng vẫn bình tĩnh lái chiếc Bugatti Veyron rồi sau đó hoàn toàn phong kín lôi đi, ngăn cản không cho Tôn Vệ Đông vượt qua. Mẹ nó! Vượt qua không thành công, Tôn Vệ Đông tức giận chửi mẹ nó, đồng thời hắn cũng cố gắng dậm chân ga. Nhưng mà, không đợi hắn dẫm xuống chân ga thì hắn chỉ cảm thấy một đạo tàn ảnh màu trắng lướt qua chiếc xe thể thao của hắn. Phát hiện này làm cho Tôn Vệ Đông có chút sửng sốt, sau đó hắn liền thấy chiếc Aston Martin 177 của Đông Phương Lãnh Vũ xuất hiện ở phía trước, dường như là đang đuổi theo chiếc Bugatti Veyron. Đông Phương Lãnh Vũ sao, làm sao hắn có thể đuổi kịp được? Tôn Vệ Đông mở to hai mắt, vẻ mặt không thể tin tưởng được. Dù sao, lúc mới vừa rồi hắn dùng hết sức của chín châu hai hổ, bằng phương thức liều mạng mới có thể miễn cưỡng đuổi kịp chiếc Bugatti Veyron của Kim Hy Mỹ. Mà ở trong mắt hắn một tên Đông Phương Lãnh Vũ không đáng giá được nhắc tới, chẳng những lại đuổi theo hơn nữa lại còn siêu việt hơn hắn. Không riêng gì Tôn Vệ Đông mà trên chiếc Bugatti Veyron thì Kim Hy Mỹ cũng bị chiếc Aston Martin 177 đuổi theo mà vẻ mặt trở nên hoảng sợ. Mắt thấy chiếc Aston Martin 177 giống như là đang điên cuồng, cố ý muốn vượt qua. Thấy loan đạo phía trước rồi thì Kim Hy Mỹ cũng không giảm tốc độ mà tiếp tục giữ lấy con đường, cố gắng không cho chiếc Aston Martin 177 vượt qua. 2000m, 1500m. Mắt thấy khoảng cách càng ngày càng được rút gần thì Kim Hy Mỹ liền buông chân ga ra, tốc độ bắt đầu chậm lại. Vèo. Mà chiếc Aston Martin 177 vẫn duy trì tốc độ khủng khiếp như cũ giống như một cơn bão, mà lúc này chiếc Aston Martin 177 đã thành công chiếm được con đường. 1000m, 500m, 300m, 4. Trong màn đêm. Ở hai bên đường có vài tên nhân viên công tác đang há mồm trợn mắt khi chứng kiến chiếc Aston Martin 177 làm ra một động tác hoa lệ, vượt qua loan đạo chữ S thứ nhất. Sau đó vù, vù, nương theo một tiếng gầm rú điếc tai, chiếc Aston Martin 177 liền tăng tốc chạy về loan đạo thứ hai. Tư, lần thứ hai thành công. Chiếc Aston Martin 177 lần thứ hai làm ra một động tác hoa lệ, thành công vượt qua loan đạo chữ S thứ hai. Vững vàng giữ vị trí thứ nhất, đem chiếc Bugatti Veyron cùng Estes Situatona để lại phía sau. Đông Lai Ca uy vũ. Trong Đông Lai Ca uy vũ thì Đông Phương Lãnh Vũ nắm chặt hai tay rồi giơ lên cao, cảm giác kia như hận không thể ôm Bùi Đông Lai rồi hung hăng hôn vào hắn một cái. Mà Kim Hy Mỹ cùng với Tôn Vệ Đông bởi vì thấy được một màn như thế liền trở nên rung động, bọn hắn liền thất thần xem chút nữa đã đụng vào lan can ở hai bên đường. Sau đó, khi bọn hắn vượt qua loan đạo chữ S thì đã không thấy tung tích chiếc Aston Martin 177 ở đâu cả. Sao lại như thế? Chiếc Aston Martin 177 đột nhiên sao lại trở nên lợi hại như thế này? Trong Bugatti Veyron, rốt cuộc Kim Hy Mỹ cũng không thể bảo trì được vẻ bình tĩnh, lông mày nhăn lại tự nói. So sánh với Kim Hy Mỹ mà nói thì nội tâm của Tôn Vệ Đông rung động hoàn toàn không thể dùng lời nào mà hình dung được. Hắn và Đông Phương Lãnh Vũ đã từng đua xe với nhau cho nên hắn biết được trình độ của Đông Phương Lãnh Vũ như thế nào, nếu không thì lúc trước khi hắn mới xuất ra nửa thực lực thì đã đánh bại được Đông Phương Lãnh Vũ, nhưng mà giờ phút này hắn đã dùng hơn 100% thực lực, vượt qua trình độ phát huy lúc trước nhưng lại không thấy được bóng dáng chiếc Aston Martin 177 của Đông Phương Lãnh Vũ đâu cả.
Loại tương phản này đã hoàn toàn làm cho Tôn Vệ Đông sụp đổ mất. Hắn thật sự muốn biết, vì sao trong thời gian ngắn như thế mà Đông Phương Lãnh Vũ lại có thể trở nên ngưu bài đến thế. Ngưu bài sao? Xoạch! Mắt thấy ba chiếc xe biến mất thì mấy tên nhân viên công tác bên đường liền nuốt một ngụm nước miếng, sau đó ngờ ơi nhìn ta nhìn người. Mới vừa rồi chiếc Aston Martin 177 liên tục làm ra hai động tác hoàn mỹ để đi qua loan đạo chữ S sao? Nhìn thấy thì trong đó một gã thanh niên chừng to mắt hỏi đồng nghiệp ở bên cạnh. Đồng nghiệp hắn cũng không trả lời, mà ba tên cùng đồng loạt gật đầu. Chúng ta nhất định phải báo cái tin tức này. Gật đầu xong thì một gã nhân viên công tác ý thức được cái gì đó, vẻ mặt liền kích động nói. Nghe được tên này nói như thế thì những tên còn lại cũng không nói hai lời, trực tiếp lấy điện thoại ra rồi báo cho người chủ trì. Aston Martin 177 đã vượt mặt thành công, hiện giờ đang dẫn đầu. Ngươi nói cái gì? Bên trong điện thoại liền truyền ra giọng nói của nữ chủ trì, ngạc nhiên khi nghe được báo cáo thì đôi mắt của nữ chủ trì liền trừng lớn, vẻ mặt cả kinh nói. Ngươi nói là chiếc Aston Martin 177 đã thành công vượt qua, đang dẫn đầu rồi sao? Đúng là như vậy, hắn từ vị trí thứ tư đã làm ra hai động tác hoàn mỹ phiêu di. Dường như tên nhân viên công tác thấy mọi vật trước mắt giống như trong mơ cho nên hắn cũng nói năng lộn xộn. Nga, không, là ba động tác hoàn mỹ phiêu di. Người xác định là chiếc Aston Martin 177 đã vượt qua, hơn nữa lại đang dẫn đầu sao? Vẻ mặt của người chủ trì liền trở nên ngây ngốc. Ba, hắn dùng tới ba động tác hoàn mỹ phiêu di. Tên nhân viên công tác cũng không nghe người chủ trì nói cái gì, hắn liền kích động nói. Hắn vốn lợi dụng khúc cua chữ U ngay loan đạo để chạy qua, sau đó thành công vượt qua mặt chiếc Etet Situonata, tiếp đó. Ngươi cầm miệng cho ta. Ta hỏi ngươi bây giờ chiếc Aston Martin 177 đang dẫn đầu phải không? Người chủ trì nghe tên nhân viên công tác kia nói năng lộn xộn thì liền giống lên. Đúng vật, chiếc Aston Martin 177 đang dẫn đầu. Tên nhân viên công tác kia bị tiếng giống của người chủ trì liền trở nên thanh tỉnh lại. Hắn liền tỉnh táo, nói một cách khẳng định. Hơn nữa, chắc hắn sẽ luôn luôn dẫn đầu thẳng cho đến khi trận đấu chấm dứt. Nghe được đồng bạn nói như thế thì ba tên nhân viên công tác còn lại cũng không có phản đối, mà ra sức gật gật đầu. Đúng vậy. Ở đám bọn hắn xem ra thì bằng ba động tác hoàn mỹ như thế để vượt qua loan đạo, nếu đang dẫn đầu mà trở thành đứng chót thì con mẹ nó, quả thật là không có thiên lý nữa. Theo thứ tự vị trí thứ hai, thứ ba là ai? Nữ chủ trì dùng hơn 30 giây mới có thể bắt buộc mình tiếp nhận sự thật không thể tưởng này, sau đó mới mở miệng hỏi. Bugatti Veyron đứng thứ nhì. Nghe thế, nàng trầm mặc chấm dứt cuộc gọi. Cho dù nàng có 1.000, 1.000 lý do cũng không tin được Đông Phương Lãnh Vũ có thể vượt lên. Chỉ là, lý trí nói cho nàng biết, nhân viên công tác không thể nào lừa dối nàng, cũng không cần thiết phải lừa nàng. Sau khi hiểu được điểm này, nàng hít một hơi thật sâu. Sau đó cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc. Kính thưa các quý bà, các quý ông, hiện tại ba người đứng đầu đã đua xe chạy xong 1/4 lộ trình vòng thứ hai. Mặc dù nữ chủ trì đã cố gắng không chế tâm tình của mình, nhưng thanh âm của nàng vẫn mang theo sự rung động. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trong một văn phòng ở tầng cao nhất trong một tòa nhà 4 tầng, nghe thấy thanh âm của nữ chủ trì, Quý Hồng với lễ phục dạ hội quý phái bỗng nhíu mày, thu liễm nụ cười rồi nói. Giọng nói chính là tiền vốn của người bình luận, biểu hiện của nàng thật làm cho người ta thất vọng, nàng có thể cuốn gói đi được rồi. Nghe người mặc y phục màu hồng nói, trung niên đeo mắt kính Phnom Penh đang muốn nói gì thì thanh âm của nữ chủ trì lại tiếp tục vang lên, trong giọng nói mang theo sự khiếp sợ và nghi ngờ không thể che giấu. Mắt, trước mắt. Người điều khiển xe Aston Martin 177 đã tăng tốc vượt qua và đang ở vị trí dẫn đầu. Bá! Bất kể là Quý Hồng hay người trung niên đeo mắt kính Phnom Penh đều ngẩn ra. Mà nguyên bản trường đua đang náo động trong nháy mắt giống như chết lặng. Thật ngu xuẩn, sao cô ta lại phạm phải sai lầm nhỏ nhặt thế chứ? Chúng ta đâu phải là trung tâm từ thiện mà nuôi kẻ ăn không ngồi rồi. Nhất định phải sa thải cô ta. Ngây người trong giây lát. Quý Hồng bỏ chén rượu xuống, vẻ mặt rất khó coi. Đông Phương Lãnh Vũ mà lại dẫn đầu, vượt qua hai đồ đệ của Sa Vương sao?
nói đùa cấp quốc tế sao? Xem ra sai lầm này của cô ta thật không thể tha thứ. Vâng, lão bản. Trung niên đeo mắt kiếng vội vàng lên tiếng đồng tình. Mợ nó, cô nàng bình luận viên này không phải đang buồn ngủ đấy chứ? Đúng vậy, Aston Martin 177 làm sao có thể dẫn đầu được? Sau khi Quý Hồng quyết định đuổi việc nữ chủ trì thì tại trường đua xe, những cổ động viên sau phút ngắn ngủi trầm mặc liền ồn ào sôi nổi. Trong lúc nhất thời những tiếng chửi tục vang lên bốn phía, không ai tin rằng Đông Phương Lãnh Vũ sẽ dẫn đầu ở trận đấu vòng thứ hai. Không riêng gì bọn hắn, mà cả những nhân vật có máu mặt cũng không tin. Thật quá hoang đường và vớ vẩn. Vớ vẩn sao? 5 phút đồng hồ sau, thanh âm của nữ chủ trì tiếp tục vang lên. Aston Martin 177 đã dẫn đầu chạy xong nửa vòng thứ hai, ưu thế rất rõ ràng. Nếu không có gì bất ngờ thì sẽ lấy được vị trí thứ nhất trong trận đấu này. Lúc này, biểu tình của nữ chủ trì đã trấn định hơn, giọng nói cũng rõ ràng hơn. Mà đồng dạng, trường đua lại càng thêm yên tĩnh. Lúc này không một ai còn chửi tục nữa. Tất cả mọi người trợn mắt há mồm nhìn về phía màn hình lớn. Thông qua màn hình lớn thì mọi người có thể thấy chiếc Aston Martin 177 đang chạy tà tà về. Nhìn bóng xe màu trắng hoa mỹ, mỗi thành viên trong trường đua đều cảm thấy như là một ảo ảnh không chân thật. Thậm chí có người còn dùng hai tay dụi mắt mình để xác nhận có phải nhìn nhầm không. Cảm giác này không riêng gì họ mà ngay cả những nhân vật nổi tiếng cũng như vậy. Khang Thiếu cùng thành viên câu lạc bộ siêu bào cũng vậy. Sa Vương Hàn Quốc Thôi Vĩnh Cảnh trực tiếp đứng thẳng dậy. Ngay cả Quý Hồng vừa muốn đuổi việc nữ chủ trì cũng bất ngờ, tay phải nàng rung lên làm đổ ly rượu ra thảm lót sàn nhà. Choang! Thanh âm ly rượu rơi xuống vỡ nát làm rượu đỏ chảy ra sàn nhà. Thanh âm này cũng kéo Quý Hồng và Trung Niên đeo mắt kiếng trở về với sự thật, trải qua phút khiếp sợ ngắn ngủi, nàng theo bản năng đứng bật dậy. Lão bản cẩn thận! Người Trung Niên kinh hô một tiếng, rồi chạy về phía nàng. Quý Hồng đột nhiên tỉnh ngộ, nàng trực tiếp ngồi xuống ghế salon, bày ra tư thế hấp dẫn chết người không đền mạng, tươi cười nói. Ta thật sự là xem thường tiểu bằng hữu này rồi. Hắn chỉ dùng 3/4 thời gian thi đấu đã có thể dẫn đầu, ưu thế cực kỳ rõ ràng. Biểu hiện của hắn làm cho ta lãi gần 5 triệu nha. Khanh khách! Vừa nói xong, Quý Hồng liền cười rộ lên. Nhìn nàng cười vui vẻ, Trung Niên đeo mắt kính cũng không thể thốt được nửa lời, hắn hiểu chuyện này thật quá sức tưởng tượng rồi. Ta kháo, tên này làm sao có thể về nhất chứ? Thật không thể tin nổi. Quả thật rất thái quá rồi. Ta đang hoài nghi nhà cái có dở trò quỷ gì không nữa. Có phải không đó, dù sao cũng có tuyển thủ là đồ đệ Sa Vương Hàn Quốc, bọn họ sao có thể chịu thua dễ như vậy được. Sau vài phút trầm mặc, những cổ động viên bắt đầu sôi nổi nghị luận, cái nhìn của họ không đồng nhất, có người không tin, có người cho rằng nhà cái dở trò, còn có người như muốn điên lên. So với họ, những nhân vật có máu mặt có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. Tuy bọn họ cảm thấy chuyện này quá vớ vẩn, nhưng họ không tin nhà cái dám dở trò. Trong phòng câu lạc bộ siêu bào, trong đại sảnh im ắng đến dọa người, Khang Thiếu không nói gì, không ai dám nói gì. Nguyên bản, họ đều cho rằng đối thủ của Tôn Vệ Đông chỉ có Kim Hy Mỹ, ai ngờ nửa đường lại nhảy ra một tên trình giảo Kim Đông Phương Lãnh Vũ làm cho mọi người cảm thấy kinh hỉ. Cả đám người trầm mặc, ngay cả trên mặt Chu Đào, kẻ đánh cuộc với Bùi Đông Lai cũng không còn một chút đắc ý nào, mà chính là sợ hãi. Dưới ánh đèn, nghĩ tới kết cục sau khi thua trận, sắc mặt hắn không khỏi trắng bệch. Hai tay không thể khống chế được bắt đầu run rẩy. Không sao, trận đấu còn chưa chấm dứt, ai về nhất còn chưa biết được. Hắn cố gắng dùng tinh thần A Quy an ủi những thành viên câu lạc bộ siêu bào. Bá! Thanh âm của Chu Đào vừa dứt thì thành viên câu lạc bộ siêu bào nhìn về phía hắn với ánh mắt như nhìn một thằng ngốc. Tuy rằng bọn hắn không thể lý giải tại sao vòng thứ hai Đông Phương Lãnh Vũ có thể rút ngắn thời gian, nhưng hiện giờ hắn đã cách hai người Kim Hy Mỹ và Tôn Vệ Đông khoảng 30 giây. Nhưng mà, đây là sự thật không thể thay đổi. Dưới tình hình này, chỉ cần Đông Phương Lãnh Vũ không mắc phải sai lầm nghiêm trọng thì vị trí thứ nhất là ai thì không cần phải nói. Ngươi có thể cút ra khỏi câu lạc bộ được rồi. Lúc này, Khang Thiếu đột nhiên xoay người, lạnh lùng quét mắt nhìn Chu Đào một cái. Đối mặt với những ánh mắt xem thường của mọi người,
lời nói không chút tình cảm của Khang Thiếu vang lên bên tai khiến Chu Đào cảm thấy sức lực như chiếc bong bóng bị xì hơi, đặt mông ngồi phệt xuống mặt đất. Cùng lúc đó, trong một đại sảnh xa hoa, Sa Vương Hàn Quốc Thôi Vĩnh Cảnh đứng bật dậy nhìn chằm chằm vào chiếc Aston Martin 177 đang giảm tốc độ. Hắn trầm mặc đi đến bên cửa sổ, híp mắt lại, hắn lẩm bẩm. Lấy thực lực của Kim Hy Mỹ, người thường căn bản không thể thắng nổi. Chẳng lẽ kẻ lái xe này có quan hệ gì với tên tạp chủng kia sao? Nghĩ đến đây, Thôi Vĩnh Cảnh lập tức xoay người đi đến bàn điện thoại bấm số văn phòng của Quý Hồng. Quý tiểu thư, lái xe số 4 kia là ai? Ta muốn tư liệu của hắn. Điện thoại vừa kết nối, Thôi Vĩnh Cảnh đã mở miệng, giọng nói có vẻ ngưng trọng, nhưng trong đó không giấu nổi sự hưng phấn. Thôi tiên sinh, hắn tên Đông Phương Lãnh Vũ, là cháu của đối thủ một mất một còn với ta. Quý Hồng theo bản năng cho rằng Kim Mỹ Hy thua làm Thôi Vĩnh Cảnh khó chịu, cho nên nàng nhắc nhở bâng quơ. Thôi tiên sinh hẳn là hiểu được, có thể trở thành đối thủ một mất một còn với ta ở Đông Hải thì người này khẳng định không đơn giản. Quý tiểu thư, cô hiểu lầm rồi, ta không có ý nghĩ muốn gây phiền phức cho hắn. Thôi Vĩnh Cảnh trầm giọng nói. Ta chỉ muốn biết một ít tư liệu của hắn, tỉ như sư phụ của hắn là ai. Sao, chẳng lẽ Thôi tiên sinh hoài nghi sư phụ của hắn là người chiến thắng thần bí năm đó? Quý Hồng lập tức biết rõ nguyên nhân lần này Thôi Vĩnh Cảnh đến Trung Quốc là cái gì. Thôi Vĩnh Cảnh cũng không giấu giếm. Đúng vậy, nếu không, hắn không có khả năng thắng được Kim Hy Mỹ. Thôi tiên sinh, thân phận của hắn rất đặc thù, ta có thể lấy được toàn bộ tư liệu của hắn, chỉ là... Quý tiểu thư, cô ra giá đi. Thôi Vĩnh Cảnh lạnh giọng cắt ngang lời của Quý Hồng. Đầu bên kia điện thoại, Quý Hồng cười khanh khách. 100 vạn, trong vòng một ngày, ta sẽ đem tư liệu giao cho ngài. Hoặc là, cho ngài một cơ hội nói chuyện với hắn. Thành giao. Thôi Vĩnh Nguyên mặt không chút thay đổi, nói. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, cô đi an bài để hắn gặp mặt ta. Cảm tạ sự hào phóng của Thôi tiên sinh. Quý Hồng cười rồi cúp điện thoại. Thật không ngờ, tiểu bằng hữu Đông Phương Lãnh Vũ có thể mang tới cho ta số đỏ đến thế. Nếu hắn không phải là cháu của Liễu Nguyệt thì thật sự ta còn muốn nhận hắn làm em nuôi nữa. Mặc dù đã sớm lĩnh giáo thủ đoạn kiếm tiền của Quý Hồng, nhưng tận mắt chứng kiến hành vi lừa đảo của nàng, người trung niên không khỏi thấy lạnh cả sống lưng. Nàng giống như là một con hồ ly tinh, sau khi chuốc cho ngươi đầu óc choáng váng thì thiết kế để ngươi tự chui vào bẫy. 10 phút sau, Bùi Đông Lai lái chiếc Aston Martin 177 thành công đi tới đích. Đối với những kẻ yêu thích đua xe mà nói thì họ thua không lớn cho nên cũng không đau lòng. Vì thế mà khi thấy Đông Phương Lãnh Vũ có thể chiến thắng hai đồ đệ của Sa Vương, thì liền cảm thấy vui vẻ không thôi. Mắt thấy Aston Martin 177 chạy đến đích thì cơ hồ toàn bộ kẻ yêu thích đua xe đều vung tay hô to chúc mừng. Nhưng mà... Làm cho bọn họ nghi ngờ đó là trong tiếng hoan hô, Aston Martin 177 không có dừng lại, mà là tiếp tục lấy một tốc độ khủng khiếp lao về phía trước. Tên này muốn làm gì? Giờ khắc này, trong lòng mọi người cùng hiện ra một nghi vấn. Người nghi ngờ không chỉ bọn họ mà ngay cả họ Đông Phương Lãnh Vũ ngồi ở tay lái phụ cũng khó hiểu. Đông Lai ca, sao ca lại? Nếu để cho bọn họ biết là ta thay ngươi thắng được trận đấu. Bọn họ sẽ nói rằng chúng ta phạm luật. Bùi Đông Lai mỉm cười, nheo mắt nói. Thực xin lỗi, Đông Lai ca, ta quá mức hưng phấn cho nên không để ý nhiều đến như vậy. Nghe Bùi Đông Lai giải thích, họ Đông Phương Lãnh Vũ tỉnh ngộ, sau đó trầm giọng nói. Tên Chu Đào ngu ngốc, dám cá cược chặt hai tay với Đông Lai, nhất định sau này cả đời của hắn sẽ ngồi trên xe lăn. Bùi Đông Lai cũng không nói gì nữa. Một con thị huyết cô lang không thể loạn vì tình huống chung quanh. Mà là vào thời khắc mấu chốt, dùng răng nanh sắc bén cùng với khí lực 10 phần cắn đứt yết hầu của địch nhân. Trong màn đêm, Bùi Đông Lai điều khiển chiếc Aston Martin 177 đi vào một chỗ không người ở phía sau, dừng xe lại, cùng với Đông Phương Lãnh Vũ trao đổi vị trí. Ô tô một lần nữa khởi động, tuy rằng Đông Phương Lãnh Vũ theo hưng, bất quá lòng hiếu kỳ cũng là bị Bùi Đông Lai vạch lên. Trong lòng như bị móng mèo quấy nhiễu, ngứa gay gắt. Rốt cục, sau nhiều lần do dự, Đông Phương Lãnh Vũ lấy hết dũng khí hỏi. Đông Lai ca, theo ta thấy, trình độ lái xe của ca còn hơn cả Khang Tử Kiện cùng với Sa Vương SQ, làm sao mà ca được như thế?
ta từng học một ít kỹ thuật lái xe của một người thần bí. Đối mặt với câu hỏi của Đông Phương Lãnh Vũ, Bùi Đông Lai không có cách nào khác nói ra đầu đuôi sự thật, chỉ có thể thuận miệng nói dối. Người thần bí ư? Đông Phương Lãnh Vũ không khỏi ngẩn ngơ, tựa hồ suy nghĩ xem đối thủ nghiêu bức cỡ nào mới có thể dạy dỗ dạng đồ đệ như Bùi Đông Lai. Đông Lai ca, ngay từ đầu khi ca lên xe biểu hiện ra vẻ khác thường, ca nói ca đang nhớ lại chuyện cũ, chắc là đang nhớ lại tình hình học xe lúc trước sao? Dù cho Đông Phương Lãnh Vũ có muốn cố gắng suy nghĩ nhưng nghĩ mãi cũng không ra được gì, cho nên hắn cũng không suy nghĩ thêm nữa mà lại hỏi. Bùi Đông Lai gật gật đầu, trong con người hiện lên một tia bi thương. Theo ý nào đó lên nói, Tiêu Phi đích xác là sư phụ của hắn. Mà bởi vì Tiêu Phi đem linh hồn cho hắn, hiện giờ đã hoàn toàn biến mất trên cái thế giới này. Chỉ là không cách nào lý giải được chính là, dựa theo lịch sử tiến trình, nguyên vốn hẳn là còn có thể sống 5 năm nữa. Lúc sau, linh hồn của hắn mới ma xui quỷ khiến xuất hiện ở trên người Bùi Đông Lai. Đối với tất cả mọi thứ, Tiêu Phi không thể lý giải, Bùi Đông Lai cũng không cách nào lý giải, thậm chí. Ở Bùi Đông Lai xem ra, cái gọi là ngành nghiên cứu quái nhân cũng khẳng định không thể lý giải. Đây cũng là hắn khăng khăng cần giữ kín bí mật, nếu hắn tiết lộ ra ngoài thì tin tưởng rằng hắn sẽ trở thành một con chuột bạch để mọi người nghiên cứu. Đúng rồi, Đông Lai ca, ở trận đấu trước, chúng ta đặt cược 100 ngàn, dựa theo tỷ lệ đặt cược, nhà cái được bồi chúng ta 1 triệu 2 ngàn vạn. Đông Phương Lãnh Vũ cũng không có nhận thấy được Bùi Đông Lai lộ ra vẻ dị thường, hắn thấy Bùi Đông Lai không nói lời nào, cười nói. Đông Lai ca, ta chỉ cầm lại 100 ngàn tiền vốn, còn lại ca lấy đi. Ấy, ngạc nhiên khi nghe lời nói của Đông Phương Lãnh Vũ, Bùi Đông Lai không khỏi từ trong trầm tư lấy lại tinh thần. Kinh ngạc liếc mắt nhìn Đông Phương Lãnh Vũ một cái. Tựa hồ, hắn thật không ngờ họ Đông Phương Lãnh Vũ sẽ dễ dàng đem 1 triệu 100 ngàn đưa cho hắn. Đông Lai ca, nếu như không có ca, ta ngay cả 100 ngàn cũng không lấy lại được. Dường như đã hiểu được vẻ nghi hoặc của Bùi Đông Lai trong cho nên Đông Phương Lãnh Vũ tiêu sái cười cười. Trận đấu là ca thắng, phần tiền kia là thuộc về ca. Nếu như không có người cung cấp cơ hội thì ta cũng sẽ không thể thắng được. Đối mặt với sự khẳng khái, hào phóng của Đông Phương Lãnh Vũ, Bùi Đông Lai trong lòng mơ hồ có chút xúc động. Cho nên, 1 triệu 200 ngàn, người lấy đi tiền vốn 100 ngàn, còn lại chúng ta chia đều. Đông Lai ca. Dường như Đông Phương Lãnh Vũ theo bản năng như muốn nói gì đó. Nếu đã coi ta là bằng hữu, thì đừng nói nhảm. Không đợi họ Đông Phương Lãnh Vũ đem câu nói kế tiếp nói ra, Bùi Đông Lai liền trực tiếp cắt đứt câu nói của Đông Phương Lãnh Vũ. Bên tai vang lên lời nói của Bùi Đông Lai, nhìn vẻ mặt thành thật của Bùi Đông Lai thì trong lòng Đông Phương Lãnh Vũ liền xúc động. Ngày đầu tiên khi Bùi Đông Lai bước vào biệt thự thì hắn từng vung tay đối với Bùi Đông Lai, mà Bùi Đông Lai bất kể hiềm khích trước kia không nói, hơn nữa lại còn muốn cùng hắn làm bằng hữu, cam nguyện xuất ra 5.500 vạn cho hắn. Xúc động rất nhiều. Đông Phương Lãnh Vũ cũng càng thêm suy đoán nhất định Bùi Đông Lai không phải bình thường người. Nếu không, Bùi Đông Lai không có khả năng không cần mấy ngàn vạn to lớn như vậy. Để ý sao? Quả thật không cần. Đối với Bùi Đông Lai mà nói, nếu hắn không có dung hợp linh hồn với Tiêu Phi thì mấy ngàn vạn kia tuyệt đối đủ làm cho hắn động tâm. Nhưng mà, từ khi dung hợp linh hồn với Tiêu Phi, ánh mắt của hắn cũng phóng ra xa hơn. Nếu không, hắn không có khả năng làm được chuyện kia cho Tiêu Phi. Hắn nói cũng đúng sự thật, nếu như không có Đông Phương Lãnh Vũ, hắn cho dù có được xa kỹ, cũng không thể có thể kiếm được số tiền kia. Đông Lai ca đã nói như vậy, ta cũng không làm kiêu. Đông Phương Lãnh Vũ thực lưu manh cười cười, đối với hắn mà nói, hắn cũng không để ý đến số tiền kia mà là Bùi Đông Lai vị bằng hữu này đúng là hợp khẩu vị đối với hắn. Nửa phút đồng hồ sau, khi Đông Phương Lãnh Vũ lái chiếc Aston Martin 177 trở về thì Kim Hy Mỹ và Tôn Vệ Đông vừa mới đến đích. Bất luận là Kim Hy Mỹ hay là Tôn Vệ Đông sau khi đi tới đích thì bọn hắn cũng không nhận được những tiếng hoan hô mà thay vào đó là những tiếng thoá mạ. Bọn hắn cũng không hẹn mà cùng đem ánh mắt hướng về chiếc Aston Martin 177. Không riêng gì bọn hắn, ngay cả một vài nhân vật nổi tiếng trong xã hội cũng sôi nổi đứng ở cửa sổ nhìn Aston Martin 177. Mà nằm ở tầng cao nhất văn phòng Quý Hồng trước tiên là mang theo tên nam nhân trung niên đi xuống dưới lầu.
Đông Phương Lãnh Vũ đã làm cho nàng kiếm được gần 5 tia. 5 tia. Nếu mà so với số tiền đã kiếm trong vòng một năm qua của nơi này thì quả thật là còn nhiều hơn. Sau khi dừng lại xe, nhìn vào từng khuôn mặt chờ mong hai bên đường thì Đông Phương Lãnh Vũ cảm thấy có chút xấu hổ, người khác không biết nhưng bản thân hắn lại rất rõ ràng, phần vinh quang này đúng ra là phải thuộc về Bùi Đông Lai. Đông Lai ca, ta sẽ trai mặt một lần mà hưởng thụ cái đãi ngộ làm xa vương này. Ha, ha. Cho tới nay, Đông Phương Lãnh Vũ đều là một thực người rõ ràng. Sau khi cảm thấy xấu hổ thì hắn lưu manh nói một câu, trực tiếp đẩy cửa xe đi xuống. Đông Phương Lãnh Vũ vừa xuống xe liền hấp dẫn toàn bộ ánh mắt kẻ yêu thích đua xe. Trong mắt của bọn hắn chỉ có một loại cảm xúc mến mộ. Ở nhóm bọn hắn xem ra, có thể chiến thắng đồ địa của Sa Vương, Đông Phương Lãnh Vũ hoàn toàn đáng giá để bọn chúng phải ngưỡng mộ. Bà ma nó, trận đấu là Đông Lai ca thắng, các người nhìn chằm chằm vào ta như thế thì làm sao ta chịu nổi được đây a? Cảm nhận được từng ánh mắt ngưỡng mộ kia, Đông Phương Lãnh Vũ rất muốn nói cho bọn hắn biết Bùi Đông Lai mới chính là thần tượng của bọn hắn, nhưng mà nếu nói ra thì sẽ gây phiền toái cho Bùi Đông Lai cho nên hắn chỉ âm thầm nghĩ ở trong lòng. Thầm nghĩ ở trong lòng đồng thời Đông Phương Lãnh Vũ nhìn không được lai liếc mắt nhìn Bùi Đông Lai một cái nhưng mà chỉ thấy vẻ mặt Bùi Đông Lai thờ ơ. Điều này không khỏi làm Đông Phương Lãnh Vũ cảm thấy xấu hổ. Mà một bên kia Kim Hy Mỹ cùng với Tôn Vệ Đông giống như là gà mắc đẻ, cả người đều ủ rũ. Nhất là Tôn Vệ Đông, hắn cảm giác mình không có thể diện đi gặp Khang Tử Kiện cùng với đám thành viên trong CLB siêu bào. Tôn Vệ Đông cảm giác rằng mình không còn mặt mũi đi lên lầu nữa nhưng mà lúc này đây có người chủ động chạy về phía hắn. Là Chu Đào. Lúc trước, bởi vì hắn đã nói ra một câu ngu ngốc cho nên Khang Tử Kiện đã trực tiếp đá hắn ra khỏi CLB siêu bào. Mà cũng bởi vì Tôn Vệ Đông thua trận này cho nên hắn sắp phải gặp cơn ác mộng, tuy rằng hắn cũng đủ để được gọi là một phú nhị đại nhưng mà hắn có một vạn lý do để tin tưởng rằng ở Đông Hải này Đông Phương Lãnh Vũ sẽ có thủ đoạn chặt hai cái chân của hắn. Dưới tình hình như vậy thì hắn chỉ đành phải ký thác toàn bộ hy vọng vào Tôn Vệ Đông, hy vọng Tôn Vệ Đông có thể ra mặt cứu hắn. Tôn ca, Tôn ca. Chu Đào chạy tới, thở hổn hển, đứng ở một bên gõ lên kính xe rồi kêu lên. Trong Etet Situatona, tâm tình của Tôn Vệ Đông vốn mất mát, mắt thấy Chu Đào ở ngoài xe gõ không ngừng, nhất thời quay kiếng xe xuống phẫn nộ quát. Lăn qua một bên. Tôn, Tôn ca, nhất định phải cứu ta a. Lúc này Chu Đào không còn tỏ ra thái độ giống như lúc trước nữa, lúc này đây hắn liền cầu xin Tôn Vệ Đông. Nghe được Chu Đào cầu xin, Tôn Vệ Đông không khỏi cảm thấy phiền lòng. Bất quá thì hắn cũng không tiếp tục mắng Chu Đào nữa mà là đem ánh mắt ném về phía trước. Phía trước, sau khi Đông Phương Lãnh Vũ cùng Bùi Đông Lai xuống xe, một lần hưởng thụ cảm giác làm xa vương thì sau đó Đông Phương Lãnh Vũ liền dẫn Bùi Đông Lai đến chỗ Tôn Vệ Đông. Hiển nhiên, chấm, đối với Đông Phương Lãnh Vũ mà nói, thắng lợi trong cuộc tranh tài chỉ là chuyện nhỏ, quan trọng hơn chính là cặp chân chó của Chu Đào. Tôn ca, Tôn ca. Chu Đào thấy Đông Phương Lãnh Vũ giống như là hỗn thế ma vương, mặt lạnh hướng về bên này đi tới, sợ tới mức muốn khóc. Hắc hắc, Chu Đào, lúc nãy không phải ngươi rất cuồng hay sao? Không phải là ngươi đã cược với Đông Lai ca hai cái chân sao? Thấy được vẻ hoảng sợ của Chu Đào thì giọng nói của Đông Phương Lãnh Vũ không có chút nhân từ nào, nếu có thì đó chính là sự lạnh lùng. Ở hắn xe ra, Chu Đào muốn chặt hai cái chân của Bùi Đông Lai thì quả thật là hắn muốn chết. Chu Đào sợ tới mức không dám lên tiếng. Đông Phương Lãnh Vũ, giết người bất quá chỉ cần gật đầu, đêm nay ngươi đã rất phong quang, không cần phải dồn người khác vào tuyệt lộ nữa. Bởi vì thua trận cho nên, tâm tình của Tôn Vệ Đông rất không xong, hiện giờ nhìn thấy Đông Phương Lãnh Vũ muốn diệt sạch thì liền phát cáu. Giết người bất quá gật đầu sao? Đông Phương Lãnh Vũ cười lạnh một tiếng. Hắc, nếu vừa rồi chúng ta thua trận thì tuyệt đối ngươi sẽ không nói như vậy. Sẽ sao? Không có. Điểm này, không riêng gì Đông Phương Lãnh Vũ biết, Tôn Vệ Đông cùng Chu Đào cũng biết, mà ngay cả Bùi Đông Lai cũng tâm như gương sáng. Tiểu tử, làm cẩu là thì cần phải giác ngộ việc làm cẩu, đừng có tưởng rằng có Đông Phương Lãnh Vũ làm chỗ dựa thì muốn làm gì thì làm. Ánh mắt Tôn Vệ Đông nhìn chằm chằm vào Bùi Đông Lai. Nếu như ngươi dám chặt hai chân của Chu Đào thì ta khẳng định ngươi sẽ bị người cất vào bao tai. Ném vào sông Hoàng Phổ cho cá ăn. Hiển nhiên,
Tôn Vệ Đông cho rằng Bùi Đông Lai là quả hồng mềm, dễ nắm bắt, chuẩn bị dọa lùi Bùi Đông Lai. Đúng vậy, tên hai lúa kia, người thử động thử vào đầu ngón tay của lão tử coi. Có Tôn Vệ Đông làm chỗ dựa, Chu Đào không còn run sợ nữa mà đã khôi phục vài phần đảm lượng. Không trả lời. Phanh. Bùi Đông Lai bước ra từng bước, vung lên chân phải lên, đá vào Chu Đào. Hắn dùng hành động thực tế để trả lời. Hô. Từ sau khi Bùi Đông Lai đi theo Bùi Vũ Phu luyện võ, mấy ngày nay hắn luôn cố gắng để bản thân đạt đến cảnh giới minh kính. Mà bản thân hắn đã mơ hồ có được vài phần khí thế của người luyện võ, một cước được xuất ra liền mang theo một âm thanh xé gió. Không những thế, lần này Bùi Đông Lai ra tay đã làm cho Chu Đào hoàn toàn không thể trở tay kịp, mà một tên Chu Đào đã bị ngấm vào rượu sắc thì làm sao có thể ngăn cản được sao? Phanh! Răng rắc! Hai âm thanh chói tai dường như cùng vang lên một lúc, cái chân chó của Chu Đào đã bị gãy. A! À, trong màn đêm, Chu Đào ngã xuống đây, cả thân thể liền cuộn tròn lại cùng một chỗ. Theo bản năng hắn liền dùng tay che vào cái chân bị gãy, không ngừng kêu lên. Thấy một màn như vậy thì đồng tử của Tôn Vệ Đông đột ngột mở to ra. Mặc dù lúc trận đấu bắt đầu thì Tôn Vệ Đông có nghe được Đông Phương Lãnh Vũ kêu Bùi Đông Lai là Đông Lai ca. Mà hắn xem ra Bùi Đông Lai chỉ mặc một đồ trang phục rẻ tiền, hơn nữa lại không có bộ dạng ăn chơi trác táng nào thì theo bản năng hắn nghĩ Bùi Đông Lai chỉ là một tên người hầu cho Đông Phương Lãnh Vũ mà thôi. Tôn Vệ Đông đã bị hành động của Bùi Đông Lai làm cho cả kinh mà ở bên cạnh Đông Phương Lãnh Vũ lại tỏ ra không có chuyện gì. Ở hắn xem ra, ngày đầu tiên khi bước chân vào biệt thự Đàn Cung thì Bùi Đông Lai đã đem hắn đánh ngã xuống đất, nếu như bây giờ Bùi Đông Lai không động thủ mới là chuyện lạ. Một cước đá gãy chân của Chu Đào, Bùi Đông Lai cũng không có ngừng lại, hắn bước lên từng bước vung chân lên nhắm vào ngay đầu gối của Chu Đào, hung hăng đạp xuống. Hai lúa, ngươi! Tôn Vệ Đông thấy Bùi Đông Lai còn muốn tiếp tục động thủ thì liền giận tím mặt rồi gầm lên hòng ngăn cản Bùi Đông Lai lại. Răng rắc! Không đợi Tôn Vệ Đông nói hết thì một âm thanh xương gãy lại vang lên. Một việc ngăn cản không có hiệu quả. Trên mặt đất, Chu Đào bị Bùi Đông Lai dẫm xuống thì xương cốt của hắn liền đâm xuyên cả da thịt, cả người đều bị nhuộm đỏ bởi màu máu tươi. Ngao! Đau đớn đã làm cho Chu Đào kêu lên một tiếng, thân thể của hắn không khống chế được mà nhổm lên. Tiếng kêu thống khổ của Chu Đào đã làm chú ý đến những người khác, những tên yêu thích đua xe đều đem ánh mắt nhìn về phía này. Cùng lúc đó nam nhân trung niên mang theo Quý Hồng hướng về phía bên này đi tới. Sau khi thấy được Bùi Đông Lai động thủ thì theo bản năng hắn liền dừng bước. Ngay đó, dưới sự chăm chú của mọi người thì Bùi Đông Lai lại một lần nữa xuất thủ, chân phải hắn giơ lên hung hăng đập vào đầu gối còn lại của Chu Đào. Răng rắc, tiếng xương cốt gãy làm cho người khác nghe thấy liền cảm thấy sởn tóc gáy lại vang lên một lần nữa. Lúc này đây, Chu Đào ngay cả tiếng kêu rên cũng không có phát ra, hắn liền trực tiếp hôn mê luôn. Thấy một màn như vậy thì những tên yêu thích đua xe đều rối rít biến sắc mà vẻ mặt Tôn Vệ Đông lại không dám tin. Dường như hắn nằm mơ cũng không ngờ rằng Bùi Đông Lai lại dám hạ thủ tàn nhẫn như thế. Không riêng gì Tôn Vệ Đông mà ngay cả Đông Phương Lãnh Vũ thấy được thủ đoạn hung tàn của Bùi Đông Lai mà cảm thấy giật mình. Ở hắn xem ra, nếu như ngày hôm đó Bùi Đông Lai cũng sẽ hạ tử thủ đối với hắn như lúc này thì bây giờ chắc rằng hắn đang nằm ở bệnh viện rồi. Muốn giống như hắn không? Sau khi phế xong Chu Đào thì vẻ mặt của Bùi Đông Lai cũng vẫn bình tĩnh như trước, hắn xoay người lại nhìn vào Tôn Vệ Đông, ánh mắt liền nheo lại. Bên tai vang lên câu hỏi của Bùi Đông Lai thấy được bộ dạng bình tĩnh của Bùi Đông Lai thì Tôn Vệ Đông liền cảm giác được trái tim của mình giống như là bị cái gì bóp chặt lại, một cỗ lạnh lẽo sợ hãi liền truyền khắp người hắn từ đỉnh đầu xuống chân. Một cỗ sợ hãi lan ra khắp người hắn. Đông Phương Lãnh Vũ tiểu bằng hữu, ở đây đã xảy ra chuyện gì? Coi như lúc Tôn Vệ Đông bị thủ đoạn hung ác của Bùi Đông Lai làm cho sợ tới mức không dám lên tiếng, thì Quý Hồng thân mang một bộ lễ phục giả hội màu hồng đã đi tới, ánh mắt nhìn về phía Đông Phương Lãnh Vũ một lát rồi sau đó lưu lại trên người của Bùi Đông Lai, ánh mắt đang cân nhắc điều gì. Cũng giống như Tôn Vệ Đông, lúc trước Quý Hồng cũng coi Bùi Đông Lai là một tên tay sai của Đông Phương Lãnh Vũ. Mà hiện giờ nàng đã phủ nhận phán đoán đó. Bởi vì nàng biết được bối cảnh sau lưng của Chu Đào rõ ràng là lớn hơn Tôn Vệ Đông.
Ở nàng xem ra nếu như Đông Phương Lãnh Vũ động thủ đánh cho Chu Đào tàn phế là một chuyện có thể hiểu được, nhưng mà lúc này tên kia lại ra tay, dường như đây là một chuyện không có khả năng. Hơn nữa, nàng đã xem được quá trình Bùi Đông Lai ra tay động thủ, bởi vì thủ đoạn quyết đoán cùng với sức lực hết sức tàn nhẫn của Bùi Đông Lai đã để lại cho nàng một ấn tượng sâu sắc. Ở nàng xem ra đó tuyệt đối không phải là hành động của một kẻ tùy tùng. Như thế nào, quý A Yêu, không phải là cô muốn xuất đầu cho hai tên tiểu này này đó chứ? Đối mặt với lời chất vấn của Quý Hồng thì Đông Phương Lãnh Vũ liền cười lạnh một tiếng. Bên tai vang lên câu trả lời của Đông Phương Lãnh Vũ, Quý Hồng cũng không làm gì mà vẫn như cũ, vẫn chăm chú nhìn vào Bùi Đông Lai. Trong lúc này thấy được Bùi Đông Lai không tỏ ra vẻ cao ngạo gì thì nàng liền nở ra một nụ cười. Khanh khách. Trong màn đêm, nàng không ngừng cười khanh khách, vô cùng phong tình vạn trùng. Tiểu bằng hữu, mới vừa rồi ngươi đã giúp tỷ tỷ kiếm được gần 5 triệu, tỷ tỷ làm sao lại giúp người khác đối phó với ngươi được. Nhưng mà tiểu bằng hữu à, ngươi nên biết rằng bối cảnh của hai vị bằng hữu Tôn Vệ Đông cùng với Chu Đào này, người của ngươi đánh Chu Đào tàn phế, chẳng lẽ ngươi không sợ bọn hắn trả thù sao? Khi nói chuyện, ánh mắt của Bùi Đông Lai liền dịch chuyển ra khỏi người của Bùi Đông Lai, nhưng mà dư quang vẫn âm thầm chăm chú nhìn vào. Một nữ nhân giảo hoạt. Nghe được Quý Hồng nói như vậy, lại thấy Quý Hồng âm thầm quan sát vẻ mặt của mình thì Bùi Đông Lai đã hiểu rằng Quý Hồng đang muốn thăm dò thân phận của mình. Đông Phương Lãnh Vũ, đừng tưởng cô của ngươi là Liễu Nguyệt thì có thể vô pháp vô thiên, ta nói cho người biết, chuyện này ta không để yên đâu. Có lẽ là do Quý Hồng vừa lên tiếng đã đánh tan nổi sợ hãi trong lòng của Tôn Vệ Đông, cho nên vẻ mặt của hắn bỗng trở nên âm trầm, hận không thể đem Bùi Đông Lai băm thành ngàn mảnh. Hiển nhiên là ở hắn xem chừng, Bùi Đông Lai không dám động thủ trước mặt của Quý Hồng, cho dù là Bùi Đông Lai có động thủ đi chăng nữa thì lập tức người của Quý Hồng cũng sẽ bước ra ngăn cản. Ai ui, Tôn Vệ Đông, lúc trước là ai nói với ta rằng chúng ta đã là người trưởng thành rồi, nếu xảy ra sự tình gì cũng không cần tìm người khác. Đối mặt với Tôn Vệ Đông thì Đông Phương Lãnh Vũ liền châm chọc một câu, sau đó giọng nói của hắn đột nhiên biết đổi, liền lộ ra vẻ cường thế. Tôn Vệ Đông, con mẹ nó, ngươi nghĩ là ngươi đang dọa lão tử đó hả? Đừng nói là chuyện này các ngươi không chiếm được lý lẽ, cho dù các ngươi có lý thì sao? Ngươi thử đáp lại lão tử một câu coi, đậu má, lão tử cam đoan ngươi phải hối hận ngay. Ân, nghe được Đông Phương Lãnh Vũ nói như thế thì Quý Hồng liền khẽ động, theo bản năng nàng liền đoán được bản thân của Bùi Đông Lai cũng không đơn giản chút nào, nếu không thì Đông Phương Lãnh Vũ cũng sẽ không nói những lời như vậy. Không riêng gì một mình Quý Hồng. Tôn Vệ Đông cũng vậy, hắn cũng không phải là một kẻ ngu ngốc, lúc trước hắn dám nói ra nói vậy là do hắn muốn trả thù Bùi Đông Lai, cho dù Đông Phương Lãnh Vũ muốn ngăn cả thì Liễu Nguyệt chưa chắc sẽ ra mặt. Mà hiện giờ Đông Phương Lãnh Vũ đã nói như thế, tương đương đã nói cho hắn biết, ngươi nói cái rắm, ngươi cho Đông Lai ca là chó mèo ở trên đường, ngươi thích đá giờ nào là đá sao. Trên thực tế, đúng là trong lòng của Đông Phương Lãnh Vũ đã cho là như vậy. Bùi Đông Lai chẳng những đã luyện qua công phu hơn nữa còn có một người bạn gái đẹp như tiên, lại được một người là Thái Sơn Bắc Đẩu ở giới tài chính là Cổ Bồi Nguyên Thu làm đồ đệ, thậm chí là trình độ lái xe vô cùng ngưu bức. Tất cả những chuyện này đã làm cho Đông Phương Lãnh Vũ tin chắc bối cảnh của Bùi Đông Lai tuyệt đối không tầm thường. Trong lúc nhất thời thì Quý Hồng cùng với Tôn Vệ Đông đều trầm mặc, hai người đều đem ánh mắt nhìn về phía Bùi Đông Lai. Tôn Vệ Đông tiểu bằng hữu, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Mắt thấy Bùi Đông Lai vẫn đứng lẳng lặng như lúc trước thì Quý Hồng hoàn toàn tin tưởng Bùi Đông Lai có một thân phận không đơn giản, nàng đang tính toán làm sao để hòa giải được vấn đề này, đặc biệt là nó đã xảy ra trên địa bàn của nàng nữa. Nếu là song phương muốn dùng võ lực để giải quyết thì bất kỳ bên nào chiến thắng thì nàng cũng bị liên lụy. Đây cũng không phải là kết quả mà nàng muốn nhìn thấy. Vừa rồi trước khi trận đấu bắt đầu thì Tôn Vệ Đông đã cá cược với bọn ta 500 vạn. Bởi vì Chu Đào đã từng xảy ra xích mích với Đông Lai Ca cho nên đã cược thêm một cái chân, nhưng mà Bùi Đông Lai Ca đã trực tiếp cược luôn hai cái chân. Không đợi Tôn Vệ Đông mở miệng, Đông Phương Lãnh Vũ đã cười lạnh nói. Sau khi kết thúc trận đấu thì hai tên này chẳng những không thực hiện lời cá cược kia mà còn cố chấp, quả thực là muốn quỵt nợ a. Nghe được lời giải thích của Đông Phương Lãnh Vũ thì sắc mặt của Tôn Vệ Đông liền biến chuyển, hắn cũng biết được chuyện này phía bên hắn đã đối lý. Tôn Vệ Đông tiểu bằng hữu, nếu là như vậy thì ta khuyên ngươi hay là quên đi.
Quý Hồng trầm tư trong giây lát rồi thâm ý liếc mắt nhìn Tôn Vệ Đông một cái, sau đó không biết là vô tình hay cố ý mà nhắc nhở Tôn Vệ Đông, Đông Phương Lãnh Vũ ở Đông Hải luôn độc lai độc vãng, thế mà ngày hôm nay hắn lại trở nên khác thường như thế, đủ để chứng minh người đánh tàn phế Chu Đào không phải là một kẻ bình thường. Hiện giờ ngươi đang đối lý, nếu như không có chỗ dựa vững chắc ở phía sau lưng thì ngươi không nên tự lấy đá đập vào chân mình. Hừ, Tôn Vệ Đông cũng không trả lời, chỉ là hừ lạnh một tiếng rồi cúi người xuống đỡ Chu Đào lên. Nhìn bộ dáng không cam lòng của Tôn Vệ Đông, Đông Phương Lãnh Vũ cùng Quý Hồng đều biết rằng Tôn Vệ Đông sẽ không dễ dàng bỏ qua, mà chờ sau khi điều tra ra được thân phận của Bùi Đông Lai thì hắn mới quyết định. Hiểu được điều này thì Đông Phương Lãnh Vũ liền lộ ra bộ mặt hài hước nhìn vào Tôn Vệ Đông, giống như đang cười nhạo Tôn Vệ Đông ngu muội vô tri. Mà về phần Quý Hồng thì liếc mắt nhìn về phía Bùi Đông Lai. Trong màn đêm, nàng thấy được thiếu niên trước mặt chỉ mang một bộ quần áo rẻ tiền nhưng lưng lại thẳng tắp, vẻ mặt không hề tỏ ra sợ hãi hơn nữa, trong đôi mắt lại lóe lên, điều này đã làm cho Quý Hồng có chút kinh hãi. Thiếu niên này rốt cuộc là ai? Nhìn thấy một màn như vậy thì Quý Hồng, người được xưng là Đông Hải Băng Hỏa Lưỡng Trọng Thiên cùng với Liễu Nguyệt, đang ở trong lòng mình thầm hỏi. Nhìn thấy được ánh mắt tò mò của Quý Hồng thì Bùi Đông Lai biết Quý Hồng đang tò mò về thân phận của mình. Đồng dạng thì hắn cũng hiểu được, bất luận là mình đánh kẻ nào trong hai tên Chu Đào hay Tôn Vệ Đông thì chỉ sợ thân phận của hai tên này cũng không đơn giản. Nhưng mà hắn lại không hối hận. Càng sẽ không sợ hãi. Người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu người phạm ta thì ẩn nhẫn 3 phần, người còn phạm ta thì trả lại gấp 10 lần. Người còn phạm ta, trảm thảo trừ căn. Đây là những việc mà Bùi Đông Lai đã đề ra. Đối với hắn mà nói thì hắn có thể khoan dung khi ngày đầu tiên đi vào Đông Hải thì bị tên hung hăng càn quấy kia nhạo báng thì hắn cũng không ra tay. Hắn tuyệt đối không để cho Chu Đào biết được Đông Phương Lãnh Vũ không thể thắng được Tôn Vệ Đông, đó là điều kiện tiên quyết, vì thế hắn liền cứng rắn lấy đi hai chân của hắn. Điều đó chẳng khác gì hắn muốn cắt hai cái chân kia của Chu Đào. Hắn sẽ không vì vài câu mắng mỏ mà ra tay, nhưng hắn sẽ không cho phép kẻ khác ngồi lên đầu của mình. Bởi vì hắn đã nhớ rõ câu nói của Qua Tử. Đi Đông Hải thì không nên gây chuyện nhưng cũng không cần phải sợ chuyện gì. Trời sập xuống thì có Qua Tử khiêng. Hắn có một vạn lý do để tin tưởng, Bùi Vũ Phu nếu đã dám đánh Nạp Lan Trường Sinh, một kẻ hô phong hoán vũ ở Đông Bắc, thì tuyệt đối sẽ không sợ hãi bất kỳ kẻ nào. Huống chi hắn căn bản không tính toán để cho Qua Tử ra mặt, hiện giờ đã bắt đầu giai đoạn dung hợp thứ hai. Hắn chỉ cần vượt qua giai đoạn này thì hắn sẽ trở thành một con ưng bay thẳng lên bầu trời ở Đông Hải, cho dù là cả Trung Quốc rộng lớn thì sẽ như thế nào. Quang cước đích bất phạ xuyên hài đích, vua cũng thua thằng liều. Những lời này của Qua Tử thì hắn vẫn thủy chung nhớ kỹ. Trong màn đêm, tất cả ánh mắt của mọi người đều dồn vào trên người của Bùi Đông Lai. Thậm chí ngay cả Khang Tử Kiện là người đứng đầu CLB siêu bào hay là Sa Vương SQ Thôi Vĩnh Tinh cũng không ngoại lệ. Nhưng, ánh mắt Khang Tử Kiện và Thôi Vĩnh Tinh lại đặt lên người Đông Phương Lãnh Vũ. Bởi thua trận nên Tôn Vệ Đông không biết nên đối mặt với thành viên câu lạc bộ siêu bào và Khang Tử Kiện ra sao, giờ thấy Chu Đào bị đánh thê thảm liền vội vã ôm Chu Đào ra xe rồi rời đi. Nhìn chiếc Etesitiotera của Tôn Đông Vệ rời đi, Quý Hồng liếc Bùi Đông Lai rồi khẽ mỉm cười với Đông Phương Lãnh Vũ. Tiểu bằng hữu, đánh cũng đã xong, đi nào, tỷ tỷ đón tiếp ngươi. Đã bao nhiêu tuổi rồi mà không biết xấu hổ cứ chị em thế. Biết Quý Hồng là đối thủ của cô Liễu Nguyệt nhưng Đông Phương Lãnh Vũ cũng không dám làm quá, chỉ nhẹ nhàng trêu đùa. Có lẽ đêm nay Đông Phương Lãnh Vũ giúp Quý Hồng thắng gần 5 triệu nên nàng cũng không hề tức giận, ngược lại còn cười khanh khách rất vui vẻ. Nở nụ cười quyến rũ, Quý Hồng xoay người đi về phía lầu 4. Trong màn đêm, thân hình nóng bỏng không ngừng đánh võng đầy dụ hoặc khiến người ta không thể không liên tưởng tới vài hình ảnh ướt át. Đông Lai ca, chúng ta lên đi, tiện thể xem trận đấu luôn. Đông Phương Lãnh Vũ không hề bị Quý Hồng hấp dẫn, hắn quay sang nói với Bùi Đông Lai. Bởi linh hồn dung nhập đã bước vào giai đoạn 2, kỹ thuật lái xe của Bùi Đông Lai đã có thể so sánh với trình độ của Tiêu Phu. Hắn không hứng thú với trận kế tiếp. Nhưng hắn cũng biết Đông Phương Lãnh Vũ là kẻ đua xe nên muốn xem trận tiếp theo, vì thế đành phải gật đầu. Khi Bùi Đông Lai và Đông Phương Lãnh Vũ theo Quý Hồng lên lầu 4, tiếng nhạc ồn ào, trên trần lầu 4 treo đèn chớp không ngừng lóe lên ánh sáng đủ màu sắc,
vài cô gái dáng cao gầy, ăn mặc gợi cảm không ngừng uốn éo theo điệu nhạc. Sự xuất hiện của các nàng khiến đám đua xe tít mắt lên, nhất thời cả đám người đua xe vốn im ắng liền trở nên náo nhiệt. Bước vào đại sảnh tầng 4, cảm giác đầu tiên của Bùi Đông Lai là sự xa hoa, đại sảnh trang hoàng cực kỳ lộng lẫy, vô cùng quý phái. Nhưng tất cả những thứ này hắn đã từng thấy ở Nạp Lan gia nên cũng không lấy làm lạ. Điều này càng khiến Quý Hồng khẳng định suy đoán của mình. Nhưng, nàng không hề dò hỏi Bùi Đông Lai mà đưa hắn cùng Đông Phương Lãnh Vũ vào thang máy. Trong thang máy, Bùi Đông Lai có thể ngửi thấy hương thơm thoang thoảng của Quý Hồng, cũng thấy được vùng đồi núi trắng muốt đầy dụ hoặc. Tiếp xúc gần gũi khiến sử nam như Bùi Đông Lai cũng bắt đầu dục dịch nhưng không hề biểu hiện ngoài mặt. Thấy được điểm này, Quý Hồng thầm cảm thán về định lực hơn người của Bùi Đông Lai, khẽ cười. Tiểu bằng hữu, ngươi không giới thiệu vị tiểu xuất ca này với ta sao? Bùi Đông Lai. Đông Phương Lãnh Vũ chưa giới thiệu Bùi Đông Lai đã thản nhiên nói tên mình. Đông Lai đệ đệ, rất hân hạnh. Quý Hồng đưa tay về phía Bùi Đông Lai đồng thời ném ra những tia nhìn nóng bỏng. Ta họ Quý, Quý trong tứ quý, tên chỉ một chữ Hồng. Ngươi có thể gọi ta là Quý Hồng. Thấy Quý Hồng chủ động lấy lòng, Bùi Đông Lai cũng không thích thú lắm nhưng vẫn nắm lấy bàn tay trắng nõn của nàng. Lúc nắm tay hắn còn tỏ vẻ không muốn bỏ, cũng không cố ý chiếm tiện nghi bởi hai giây sau đã thả ra. Đông Lai đệ đệ, nghe giọng ngươi không giống người Phong Nam, hơi giống người Đông Bắc thì phải. Rút tay về, Quý Hồng hỏi. Đinh! Giọng Quý Hồng cũng nhỏ dần, thang máy tới lầu 4, âm thanh vang giòn truyền tới, cửa thang máy mở ra. Quý Hồng thấy Bùi Đông Lai lạnh nhạt đành dẫn đầu ra khỏi thang máy, đưa hắn và Đông Phương Lãnh Vũ tới phòng làm việc của mình. Tiểu bằng hữu Đông Phương Lãnh Vũ, cảm ơn ngươi đêm nay giúp tỷ lời được 5 triệu, tỷ tỷ mời ngươi một ly. Vào văn phòng, Quý Hồng vung chân đá dép xong liền đi về phía tủ rượu lấy ra một chai La Phi cùng 3 chiếc lý, đặt ở 3 vị trí rồi cười nói. Nhưng, nếu để cô ngươi biết thì sợ rằng tâm tình nàng sẽ không được tốt đâu. Quý A Di. Người đừng hư như vậy, mau chuyển khoản cho ta không giống như phệ đại thúc thích thú mấy trò mập mờ này.